Luân hồi chi chủ, thế nào? Dương Thiên Cổ nhìn thấy Diệp Thần dừng bước, liền nghi ngờ hỏi. Giống như có mùi máu tươi. Diệp Thần cau mày nói, hắn lúc này đã ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Trong thành có sát lục, người chết không thiếu. Cái gì? Dương Thiên Cổ ngẩn ngơ, có loại dự cảm không tốt. Diệp Thần nhìn xem Dương Thiên Cổ, liền phát hiện chính mình ngửi được mùi máu tươi, cùng hắn nhân quả tỉ mỉ. Gia tộc của ngươi xảy ra chuyện, xin lỗi. Diệp Thần con mắt tràn ngập không có gì sánh kịp nghiêm trọng, một chút thiên cơ nhìn rõ, đã nhìn thấy ma nữ Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận ba người, giết Dương Thiên Cổ không ít tộc nhân. Bọn hắn cùng Dương Thiên Cổ không oán không cừu, sát lục là hướng về phía Diệp Thần tới. Ngươi nói cái gì? Dương Thiên Cổ nghe được Diệp Thần lời nói, càng là kinh hãi. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, không nói thêm gì nữa, bước nhanh hướng về mùi máu tươi phát ra chỗ chạy tới, cũng chính là Dương Thiên Cổ gia tộc. Dương Thiên Cổ toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng đi theo Diệp Thần đằng sau. Hai người rất nhanh liền đi tới Dương Thiên gia tộc dinh thự, chỉ thấy dinh thự đối với ra quảng trường, hơn trăm người quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, bên quảng trường bên trên còn có từng cỗ thi thể, máu tươi chảy xuôi, vết máu chưa khô. Chung quanh quảng trường, rất nhiều hung hãn võ giả đứng thẳng lấy, giống như chờ đợi cái gì, còn có ba người đứng ở phía trước, chính là ma nữ Bùi Vũ Hàm cùng Huyết Giận, còn có một cái người mặc váy lục. Tư thái nở nang nữ nhân, dung mạo tú lệ đoan trang. Khi nhìn đến Diệp Thần tới, toàn trường võ giả con mắt đều là sáng lên, lại lộ ra kiêng kỵ vẻ sợ hãi, tất cả mọi người theo bản năng lui về sau một bước. Cha, nương. Dương Thiên Cổ nhìn thấy quảng trường quỳ người, cũng là gia tộc của hắn người, cha mẹ hắn cũng tại bên trong, lập tức kinh hoàng mặt không còn chút máu, liền xông tới. Một đạo hàn quang thoáng qua, kiến huyết phong hầu. Dương Thiên Cổ cổ họng máu tươi phun tung tóe, ngã trên mặt đất. Nhi a, cha mẹ hắn ngay tại hắn phía trước, nhìn thấy nhi tử chết đi, đều là kêu khóc, vừa đứng dậy muốn đi xem, lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, bọn hắn cũng đổ mà bị mất mạng. Xuất thủ người là Bùi Vũ Hàm, thiên đế khí tại nàng giữa ngón tay ngưng kết thành khí nhọn hình lưỡi dao, tay nàng chỉ gảy mấy đánh, khí nhọn hình lưỡi dao giống như rắn độc trên quảng trường lập lòe nhảy lên, phốc 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 phốc. Liền đem tất cả quỳ dưới đất Dương Thiên gia tộc người, toàn bộ giết chết, mảng lớn thi thể giống như bị thu gặt rơm rạ ngã xuống đất. Chung quanh võ giả chấn động, bọn hắn là thần Dương thành khác ba người của đại gia tộc, nhìn thấy Bùi Vũ Hàm như vậy đại khai sát giới bộ dáng, đều là lộ ra sợ hãi chi sắc. Như thế nào, nghĩ loạn ta đạo tâm? Diệp Thần mỉm cười nhìn Bùi Vũ Hàm, lại bất phi sở động. Bùi Vũ Hàm nhìn xem Diệp Thần bình tĩnh bộ dáng, cười nói. Ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Diệp Thần, như thế nào, nhìn xem người khác bởi vì ngươi mà chết, ngươi cũng không động hợp tác. Diệp Thần cười nói, ai nói bọn hắn chết, bọn hắn không phải còn rất tốt sống sót sao? Tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Dương Thiên Cổ cùng hắn phụ mẫu, còn có tất cả chết đi Dương Thiên gia tộc người, trong nháy mắt, thế mà toàn bộ phục sinh, vết thương trên người khép lại, như từ trong đại mộng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, ngồi dậy. Ách ách. Cùng lúc đó, chung quanh đứng sừng sững lấy võ giả, cái kia ba người của đại gia tộc, thật giống như gặp tà, người người hai mắt trừng trừng, thân thể giặt dẹo ngã trên mặt đất, trong khoảnh khắc người người khí tuyệt mất mạng. Sinh tử thế mà lập tức nghịch chuyển, Dương Thiên gia tộc người sống tới, những gia tộc khác người toàn bộ chết đi. Cái này hiển nhiên là Diệp Thần thủ đoạn. Bùi Vũ Hàm thấy thế, chỉ một thoáng dùng mình. Lùi về phía sau hai bước, đưa tay trước người kết xuống một đạo thủ hộ phù ấn, cả kinh nói, ngươi cũng đã làm những gì? Giết người và sống lại người chết, đến Bùi Vũ Hàm cùng Diệp Thần loại cảnh giới này, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng dễ như trở bàn tay ngươi ít nhất cũng phải trở bàn tay, phải có động tác, nhưng vừa mới, Bùi Vũ Hàm hoàn toàn nhìn không ra, Diệp Thần có động tác gì, chính là một ý niệm, vậy mà nghịch chuyển sinh tử, để cho người chết phục sinh, người sống chết đi. Đây thật ra là hỗ tự quyết thủ đoạn, phục sinh một nhóm người, giết chết một nhóm người, sinh tử cân bằng, âm dương chia đều, đang phù hợp hỗ tự quyết đại đạo chí lý. Diệp Thần thủ đoạn 10 phần cao minh, hắn nhất niệm thi triển hỗ tự quyết, âm dương hoàn toàn cân bằng, thiên địa pháp tắc cùng chung quanh thiên địa linh khí, hoàn toàn không có bị khuấy động, cho nên ma nữ Bùi Vũ Hàm, căn bản là nhìn không ra Diệp Thần dùng thủ đoạn gì, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Phục sinh sau Dương Thiên Cổ, cũng là choáng váng. Nhìn xem chung quanh tam đại gia tộc rậm rạp chằng chịt thi thể, hắn có chút như mộng ảo cảm giác.
Hắn tha thiết ước mơ đều nghĩ tru diệt tam đại gia tộc, dễ dàng như vậy liền đạt tới, hắn đều không thể tin được. Ách, luân hồi chi chủ. Dương Thiên Cổ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn một chút Bùi Vũ Hàm, huyết giận, váy lục nữ tử bọn người, hắn liền cảm thấy hôm nay thần Dương Thành, muốn triệt để thời tiết thay đổi. Diệp Thần cùng ma nữ ở giữa tranh đấu, rõ ràng không phải hắn có thể nhúng tay. Các ngươi lui xuống trước đi. Diệp Thần phất phất tay. Dương Thiên Cổ cùng Dương Thiên gia tộc người, liền vội vàng đứng dậy, lui sang một bên, lại có chút e ngại nhìn xem Bùi Vũ Hàm bọn người, chỉ sợ Bùi Vũ Hàm lại ra tay giết người. Bất quá tại trước mặt Diệp Thần, Bùi Vũ Hàm không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa sát lục sâu kiến, cũng không cái gì tác dụng, nàng còn nghĩ nhiễu loạn phía dưới Diệp Thần đạo tâm, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có một chút tác dụng nào. Luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn A. Sau lưng Bùi Vũ Hàm, cái kia váy lục nữ tử mỉm cười đi ra. Nàng ung dung đạm nhã khí chất, quyền hành nhìn so Bùi Vũ Hàm còn cường hãn hơn một chút. Từ trên người nàng, Diệp Thần bắt được lâu ngày không gặp vận mệnh ba động. Ngươi là, đời thứ nhất vận mệnh nữ thần, Lãnh Khuynh Xương. Diệp Thần nhìn xem váy lục nữ tử, nàng chính là cái kia bên thứ ba, Diệp Thần nhận ra nàng, lại là đời thứ nhất vận mệnh nữ thần, Lãnh Khuynh Xương. Trước đó tại Đại Chúa Tể Vạn trong thần điện, Diệp Thần cùng Lãnh Khuynh Xương từng có gặp mặt một lần, phía trước tại Phản Thiên Thánh Địa, hắn từ Phản Thanh Ảnh trong miệng, thêm một bước xâm nhập nghe Lãnh Khuynh Xương truyền thuyết. Thiên đạo 6 trong số mệnh, có một cái mạng cách, tên là vận mệnh, truyền thuyết là bàn tơ lão tổ vẫn lạc sau, lưu lại mệnh cách. Tương truyền chấp trưởng vận mệnh đạo mệnh cách người, liền có khả năng chấp trưởng vô thượng vận mệnh đại đạo, sâu xé sinh tử số mệnh, uy áp chư thiên. Nhưng vận mệnh như triền ti, cắt không đứt, còn vương vấn, liền xem như bàn tơ lão tổ chính mình, trước kia cũng sống sinh sinh bị vận mệnh sợi tơ quấn quanh ghìm chết. Đã từng danh xưng vận mệnh chi chủ Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần túc địch, càng là chết không biết bao lâu. Vận mệnh, quá mờ mịt, quá thần bí, quá thâm ảo, mạnh như trụ thần, cũng không thể trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có thể tại vô biên trong thống khổ trầm luân dãy giụa. Lãnh Khuynh Xương xem như bàn tơ lão tổ người đại diện, nàng đã từng trưởng khống vận mệnh mệnh cách, nhưng cuối cùng một dạng bị vận mệnh sợi tơ ghìm chết, cái kia vận mệnh mệnh cách cũng thất lạc vô tung. Nếu như không phải hình thiên chủ, bốc lên thiên sơ suất, đem nàng phục sinh mà nói, nàng đã sớm triệt để vẫn diệt. Bây giờ gặp được Lãnh Khuynh Xương, Diệp Thần liền âm thầm đề phòng. Lãnh Khuynh Xương là hình thiên chủ nữ thần trong mộng, bây giờ Diệp Thần cùng hình thiên chủ tranh chấp, Lãnh Khuynh Xương lại hàng lâm xuống, hơn phân nửa là cùng chuyện này có liên quan. Lãnh Khuynh Xương vận mệnh mệnh cách, mặc dù đã sớm thất lạc, nhưng dù sao cũng là khi xưa vận mệnh nữ thần, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, Diệp Thần cũng không dám phớt lờ. Ngươi còn nhớ rõ ta, luân hồi chi chủ. Lãnh Khuynh Xương mỉm cười nhìn Diệp Thần, một đôi thanh tịnh như thu thủy con mắt, tại trên thân Diệp Thần không ngừng đánh giá, lạnh lùng khí chất bên trong lại lộ ra một tia nở nang vũ mị. Diệp Thần nhìn xem nàng, nàng một thân da thịt tuyết trắng, tại màu xanh biếc quần áo nổi bật, càng lộ ra trắng nõn sáng long lanh, xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn biết rõ, tại bộ dạng này trắng nõn xinh đẹp thân thể phía dưới, lại là như độc xà nguy hiểm. Đương nhiên nhớ kỹ, Diệp Thần cười nói. Lãnh Khuynh Xương khẽ gật đầu một cái, cũng cười nói, ta cho là ta có thể nhìn thấu ngươi hết thảy, không nghĩ tới, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Nàng ở đây chờ đợi Diệp Thần, rất có ôm cây đợi thỏ ý tứ, vốn cho rằng Diệp Thần thu lấy phệ chi kiếm sau, hội nguyên khí đại thương, nàng lại ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, Diệp Thần đại chiến trở về, vẫn là long tinh hổ mãnh bộ dáng, thậm chí vừa mới nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn. Liền nàng cũng nhìn không thấu mảy may manh mối. Nói nhảm liền đừng nói, lời thuyết minh ý đồ của ngươi a, là muốn giúp hình thiên chủ giết ta sao? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Lãnh Khuynh Xương, đạo. Lãnh Khuynh Xương cười nói, vốn là có quyết định này, ta mặc dù không thích hình thiên chủ, nhưng hắn đã cứu tính mạng của ta, hắn gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Huống hồ, tương lai ngươi rất có thể kế thừa quang chi tử quyền hành, ta không thể nhường ngươi biến thành quang. Có thể giết chết ngươi, sớm diệt trừ tai họa cũng tốt. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, nói, quyền hành. Có ít người nói, ta là quang chi tử chuyển thế, ngươi lại nói, ta phải thừa kế quang chi tử quyền hành. Đây là có chuyện gì? Quang chi tử chuyển thế, cùng kế thừa quang chi tử quyền hành, giữa hai cái này, lại là có bản chất khác nhau. Lãnh Khuynh Xương thân là đời thứ nhất vận mệnh nữ thần, nàng chắc chắn biết rất nhiều thường nhân không biết bí mật.
Lãnh Khuynh Xương khẽ gật đầu một cái nói, vận mệnh tiên đoán, tương lai kịch bản, đó là cấm kỵ tồn tại, ta coi như muốn nói cho ngươi, cũng không cách nào nói ra miệng, ha ha. Quang minh không phải tốt, u ác tính không phải ác, nghĩ đến ngươi cũng có nghe. Âm dương hòa hợp, mới là đại đạo trung cực, nhưng bây giờ mà nói, thái sơ chi quang chiếu rọi vạn cổ, trắng, quang minh, thần thánh đồ vật, chiếm đoạt quyền hành quá lâu, thế gian nếu chỉ có quang minh, không có bóng tối, vậy sẽ chỉ biến thành một mảnh trắng lóa hoang vu phế tích, vĩnh hằng cũng là ban ngày, hoa hoa thảo thảo đều không cách nào sinh trưởng a. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thần nghe Lãnh Khuynh Xương một phen, như có điều suy nghĩ, do dự suy nghĩ rất lâu, sau đó cười nói, giống như rõ ràng một chút. Lãnh Khuynh Xương nói, ân, ngươi biết rõ liền tốt. Ta mang theo vận mệnh tiên đoán rời núi, dự định đứng tại hồn thiên đế bên này, chính là sợ quang minh thôn phệ hết thảy. Bây giờ nhất định phải lệnh hắc ám mở rộng, mới có thể bảo trì âm dương hòa hợp. Cho nên, ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không quang chi tử, ngươi cũng đứng tại quang minh bên kia, một khi ngươi biến thành quang, thật sự đem u ác tính phá hủy, thế giới đem biến thành trắng lóa hoang vu phế tích. Diệp Thần nói, nghe không hiểu lắm a, bất quá có đôi lời ta là nghe hiểu, ngươi muốn giúp hình thiên chủ, ngươi muốn giúp hồn thiên đế, ngươi muốn giết ta. Lãnh Khuynh Xương nói, ta là muốn giết ngươi. Nhưng bây giờ phát hiện, thực lực của ngươi, vượt qua tưởng tượng của ta, ta có thể giết không chết ngươi à. Nàng có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ có chút buồn khổ bộ dáng. Bùi Vũ Hàm nói, còn có ta. Lãnh Khuynh Xương lắc lắc đầu nói, giá quá lớn, có thể đừng động thủ, hay là chớ động thủ cho thỏa đáng. Ánh mắt nàng lại rơi vào trên thân Diệp Thần, rất là ôn nhu cười nói. Luân hồi chi chủ, không bằng chúng ta tới đàm luận một vụ giao dịch. Diệp Thần nói, ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Khuynh Xương nói, ngươi đem trong tay ngươi thiên hình lục kiếm cho ta, ta có thể nói cho ngươi vận mệnh mệnh cách tung tích. Vận mệnh mệnh cách, chính là thiên đạo sáu mệnh một trong, cũng là thiên đạo sáu trong số mệnh, thần bí nhất huyền ảo tồn tại, ẩn chứa ngàn vạn đầu vận mệnh tương lai sợi tơ, nếu có thể làm rõ vận mệnh tương lai, trở thành vận mệnh chúa tể, nghịch thiên trảm thần không thành vấn đề. Vận mệnh này mệnh cách, chắc hẳn ngươi cũng có hứng thú vô cùng. Tiểu tính nhân của ngươi kỳ tưởng nhớ rõ ràng, bây giờ liền như một cái con ruồi không đầu, ông, khắp nơi tìm kiếm vận mệnh mệnh cách tung tích, đáng tiếc không thu được gì. Ha ha, thế gian này, biết vận mệnh mệnh cách rơi xuống người, chỉ có ba cái, ta vừa vặn là ba người này một trong, ta có thể đem cái kia mệnh cách tung tích nói cho ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, trước đây Huyền Cơ Nguyệt sau khi chết đi, kỳ tưởng nhớ rõ ràng liền trở thành mới vận mệnh chi chủ, nhưng nàng có thể nhìn thấy vận mệnh. Chỉ là thế giới bình thường cùng người bình thường vận mệnh. Giống không không lúc nào khoảng không dạng này đại thế giới, vô số cường giả, vận mệnh sợi tơ dây dưa quá phức tạp đi, kỳ tưởng nhớ rõ ràng cũng nhìn không thấu. Muốn chân chính nhìn thấu không không lúc nào chống không vận mệnh, cái kia chỉ có đi kế thừa trong truyền thuyết, 72 trụ thần một trong, bàn tơ lão tổ quyền hành, cũng chính là nhận được vận mệnh mệnh cách. Diệp Thần hậu cung rất nhiều tình nhân, bây giờ có khả năng đuổi kịp bước chân hắn. Cũng chỉ còn lại có hai người, một là Tôn Di, hai là Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng. Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng nếu là có thể nhận được vận mệnh mệnh cách, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng, mệnh cách này, dấu vết lại là hư vô mờ mịt, Kỳ Tưởng Nhớ Rõ Ràng cũng một mực không tìm thấy, Diệp Thần cũng không có manh mối. Bây giờ Lãnh Khuynh Xương lại nói, nàng biết vận mệnh mệnh cách tung tích. Nàng là đời thứ nhất vận mệnh nữ thần, biết vận mệnh mệnh cách tung tích, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vận mệnh này mệnh cách tung tích, Diệp Thần đương nhiên rất có hứng thú, nhưng muốn hắn giao ra sáu thanh thiên hình kiếm, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cái này thiên hình lục kiếm, đặc biệt là phệ chi kiếm, hắn hao không biết bao nhiêu tâm huyết, mới nắm bắt tới tay, làm sao có thể chắp tay nhường cho Lãnh Khuynh Xương. Xin lỗi, ta không có khả năng đem thiên hình lục kiếm cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu, cũng không có cân nhắc quá nhiều, liền trực tiếp cự tuyệt. Lãnh Khuynh Xương nhìn thật sâu một mắt Diệp Thần, bình tĩnh cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi đừng cự tuyệt gấp như vậy, ngươi nếu là cự tuyệt, chúng ta vạch mặt, động thủ, ai cũng lấy không được chỗ tốt. Ngươi đem thiên hình lục kiếm cho ta, ta đem vận mệnh mệnh cách tung tích nói cho ngươi, tiếp đó, ta sẽ thuyết phục hình thiên, gọi hắn thả huyền yêu lão tổ, cuối cùng, các ngươi liền có thể rời đi. Giữa chúng ta, về sau tất nhiên còn có sát lục tranh đấu, nhưng ít ra hôm nay, còn có thể hòa hòa khí khí. Ta không nắm chắc cầm xuống ngươi, ngươi hẳn là cũng không có niềm tin chắc chắn gì giết ta đi. Ha ha! Đang khi nói chuyện,
Trên thân Lãnh Khuynh Xương thanh mang lấp lóe, ùng ùng phun ra dáng lành khí lưu, một cái cực lớn mệnh luân, ngay tại phía sau nàng hiển hóa ra ngoài. Cái kia mệnh luân, chính là vòng quay vận mệnh, vừa hiển hóa ra tới, liền răng rắc bắt đầu chuyển động, tựa như là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, vô số cát hung, họa phúc, âm dương, thiện ác, khởi nguyên cùng kết thúc, vô tận nhân quả, đều ở đây vòng quay vận mệnh phía trên lưu chuyển, biến hóa vô tận. Cái này vòng quay vận mệnh, khí tượng so với Diệp Thần trước đó thấy qua số mệnh chi hoàn, còn cường hãn hơn hung mãnh rất nhiều, có thể nói là gia cường phiên bản vô địch siêu cấp trung cực số mệnh chi hoàn, là trụ thần kỳ quan, là trụ thần bàn tơ lão tổ tư tưởng ra thần khí, chuyên môn dùng để suy tính vận mệnh tương lai. Lãnh Khuynh Xương vận mệnh mệnh cách, đã sớm thất lạc, nhưng nàng thân là đời thứ nhất vận mệnh nữ thần, vẫn như cũ bảo lưu lấy không thiếu vận mệnh đại đạo quyền hành, tại hạ một đời vận mệnh nữ thần, còn không có đản sinh ra phía trước, nàng liền có thể tiếp tục vận dụng những quyền bính này, sức mạnh cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, đương nhiên không bằng, nhưng ở bây giờ không không lúc nào khoảng không, cũng đủ để xưng bá xưng hùng. Lực lượng của nàng, ít nhất có thể cùng đạo tông đại chúa tể tương đương, so một bên ma nữ Bùi Vũ Hàm, còn cường hãn hơn rất nhiều. Bàng bạc vận mệnh uy áp, liền từ Lãnh Khuynh Xương trên thân thể mềm mại tỏa ra, đem Bùi Vũ Hàm, Huyết Giật, Diệp Thần ba người, đều ép lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần nhìn xem Lãnh Khuynh Xương bộ dáng này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lãnh Khuynh Xương đây là đang uy hiếp hắn, nếu như hắn không chịu đáp ứng giao dịch, song phương vạch mặt, Lãnh Khuynh Xương lập tức liền muốn động thủ. Nhìn xem Lãnh Khuynh Xương vận mệnh nắm chắc, khí thế bàng bạc bộ dáng, Diệp Thần cũng đích xác không có lòng tin, bắt nàng lại. Nếu là đánh nhau, song phương hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Vận mệnh nữ thần, quả thật cường hãn. Ma nữ Bùi Vũ Hàm nhìn xem Lãnh Khuynh Xương, cũng là gật đầu một cái, nghĩ thầm có Lãnh Khuynh Xương giúp đỡ, về sau hồn thiên đế muốn chế tạo sinh tử phong thần bi, không khó lắm, nàng cũng có thể phục sinh vũ tổ. Huyết Giận đại hỉ, nói, nữ thần đại nhân, cái này luân hồi chi chủ chiếm ta hoàng đồ kiếm cùng vĩnh hằng đại nhật, người nhất định muốn giúp ta cướp về a. Trước đây Huyết Giận cùng Diệp Thần đánh nhau, đại bại thua thiệt, hoàng đồ kiếm cùng vĩnh hằng đại nhật song song thất lạc, tổn thất nặng nề, thậm chí còn bị chém rụng một cánh tay, hiện tại hắn là một bộ thê thảm tịch mịch bộ dáng, chỉ mong Lãnh Khuynh Xương có thể thay hắn ra mặt. Ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Lãnh Khuynh Xương sắc mặt lạnh lùng, cong ngón búng ra, một cỗ kình khí tiêu xạ mà ra, phịch một tiếng, liền đem Huyết Giận đánh bay. Huyết Giận kêu lên một tiếng, nện ở trên một bức tường, tê liệt xuống. Đối với cái này Nhật Nguyệt hồn tộc bên trong thiên tài, Lãnh Khuynh Xương cũng không có sắc mặt tốt gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại trong hồn thiên đế tộc duệ, đệ nhất hồn tộc tổ rồng hồn tộc, mới thật sự là tồn tại cường hãn. Nhật Nguyệt hồn tộc cũng không phải căn cơ, hồn thiên đế ban thưởng hoàng đồ kiếm, cũng chỉ là nể tình Nhật Nguyệt hồn tộc trung thành, lại huyễn tưởng sáng tạo vĩnh hằng Nhật Nguyệt, để cho hắn biến thành quang thôi, còn có chính là cho vũ thần một bộ mặt, cũng không phải nói thật đối với Huyết Giận có bao nhiêu thưởng thức. Lãnh Khuynh Xương ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ. Bây giờ, người có thể cho ta một cái chân chính trả lời chắc chắn a. Diệp Thần trầm mặc, vòng quay vận mệnh tại sau lưng Lãnh Khuynh Xương chậm rãi chuyển động, bàng bạc vận mệnh uy áp không ngừng phóng xuất ra, Lãnh Khuynh Xương đang uy hiếp hắn. Ta vẫn câu nói kia, không có khả năng. Trầm mặc suy nghĩ sau một lúc, Diệp Thần cấp ra sau cùng trả lời chắc chắn, vẫn là cự tuyệt. Lãnh Khuynh Xương vòng quay vận mệnh, có thể hù đến người khác, nhưng không dọa được hắn. Hắn không có khả năng từ bỏ thiên hình lục kiếm, chỉ cần hắn còn nghĩ thắp sáng ma ngục mệnh tinh, liền không khả năng từ bỏ. Nghe được Diệp Thần vẫn là cự tuyệt ngôn ngữ, Lãnh Khuynh Xương biểu lộ triệt để cứng ngắc lại, nụ cười cũng là triệt để ngưng kết xuống, nàng cũng trầm mặc một hồi, sau đó ha ha cười cười nói. Rất tốt, luân hồi chi chủ, cái kia không có gì để nói nhiều, liền để ta tới lĩnh giáo một chút, người lợi hại đến mức nào. Tiếng nói rơi xuống, oanh một tiếng. Lãnh Khuynh Xương toàn thân khí lưu nổ tung, một chút xíu vận mệnh pháp tắc, điên cuồng từ trên người nàng bạo phát đi ra. Cái kia vận mệnh pháp tắc, lộ ra từng cái sợi tơ bộ dáng, trong chớp mắt, thiên vạn điều sợi tơ phun ra, mỗi một đầu sợi tơ, đều ẩn chứa một loại nào đó vận mệnh, vô tận sợi tơ xen lẫn, lộn xộn bên trong lộ ra quỷ dị. Từng cái nhện, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bắt đầu huyên náo sột xòa tại thiên vạn điều sợi tơ leo lên đi, chỉnh lý hỗn loạn vận mệnh sợi tơ. Đem xốc xếch sợi tơ bện thành lưới, trải vuốt chỉnh tề. Từng cái mạng nhện,
trong nháy mắt ngay tại hư không các nơi ngưng kết mà thành, ức vạn sinh linh vận mệnh, đều tại kia từng cái trên mạng nhện xen lẫn, lẫn nhau giao thoa nhưng lại chỉnh tề bất loạn. Nhưng, bên chỉnh tề mạng nhện, chung quy là số ít, còn có càng nhiều vận mệnh sợi tơ, tán lạc tại bên trong hư không, dây dưa mơ hồ. Đây là vận mệnh, khó mà làm rõ, thậm chí có thể càng lý càng loạn, không thiếu nhện tại trên đường chỉnh lý vận mệnh sợi tơ, trực tiếp bị sợi tơ quấn ngược treo cổ, phát ra chi chi tiếng kêu thống khổ. Đủ loại này dấu hiệu, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, vận mệnh hỗn loạn cùng bệnh, ngay tại Diệp Thần trước mắt trải rộng ra. Diệp Thần cảm nhận được một cỗ tuyên cổ vận mệnh huyền bí, cũng có đếm không hết sợi tơ hướng hắn quấn quanh mà đến, hắn phóng xuất ra thiên hình lục kiếm, phong chi kiếm, ảnh chi kiếm, liệt chi kiếm, tĩnh chi kiếm, xương chi kiếm, phệ chi kiếm, từng đạo thiên hình kiếm khí không ngừng nở rộ, đem quấn quanh mà đến sợi tơ toàn bộ chặt đứt. Có chút mắt thường bắt giữ không đến, không cách nào nắm lấy vận mệnh khí tức, xâm nhập mà đến, cũng toàn bộ bị Diệp Thần phệ chi kiếm ngăn lại, hoặc nói đúng ra, là bị phệ chi kiếm trực tiếp thôn phệ hết. Cái này phệ chi kiếm, là Diệp Thần nắm giữ thiên hình lục kiếm bên trong, tồn tại cường hãn nhất, bên trong thậm chí còn lưu lại vực sâu u ác tính khí tức, Diệp Thần cũng không có tịnh hóa thanh trừ. Tại này cổ vực sâu u ác tính thôn phệ phía dưới, ngay cả mạng vận bóp chết, cũng ăn mòn không đến trên thân Diệp Thần. Liền trước mắt mà nói, Diệp Thần còn không có chân chính luyện hóa phệ chi kiếm, nhưng dựa vào hỗ tự quyết, hắn hòa giải âm dương, đã có thể sơ bộ điều động phệ chi kiếm pháp tắc cùng khí tức, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù Diệp Thần tu vi trước mắt, vẫn là cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai, nhưng chân thực sức chiến đấu, so với trước đây, đã đại đại tiến bộ. Không ngừng chặt đứt vận mệnh sợi tơ, Diệp Thần nhìn thấy tới mệnh đồ, hắn thấy được một nữ nhân, một cái đau đớn nữ nhân, đó là trong 72 trụ thần Bàn Tơ Lão Tổ. Bàn Tơ Lão Tổ dã tâm cực lớn, vọng tưởng trưởng khống vận mệnh pháp tắc, từ đó sâu xé tất cả trụ thần vận mệnh, trở thành chí cao. Nhưng, vận mệnh pháp tắc, là cấm kỵ tồn tại, liền Thái Sơ chính mình, cũng không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, còn muốn lọt vào u ác tính từng bước xâm chiếm. 72 trụ thần mặc dù cường đại, nhưng quyền hành cũng tuyệt đối không thể cùng Thái Sơ so sánh, vận mệnh là chí cao mệnh đồ một trong, liền Thái Sơ đều không thể trưởng khống, chớ nói chi là trụ thần. Bàn Tơ Lão Tổ mưu toan trưởng khống vận mệnh, nàng hóa thân nhện, muốn đem triệu tỷ tỷ đầu hỗn loạn vận mệnh sợi tơ, biện thành lưới, làm rõ chỉnh tề, nhưng nàng thất bại. Vận mệnh sợi tơ, dây dưa quá mức phức tạp, lẫn nhau quấn quanh xen lẫn, có chút vận mệnh xen lẫn, căn bản chính là bế tắc, không có bất kỳ cái gì cưỡi ra khả năng, bất luận cái gì vọng tưởng cưỡi ra người, đều biết lọt vào quấn ngược. Cuối cùng, Bàn Tơ Lão Tổ bị vô số cái mạng vận sợi tơ quấn quanh, sống sờ sờ bị ghìm chết. Nàng là 72 trụ thần bên trong, chết kiểu này đặc thù nhất một vị, nàng không phải là bị người giết chết, mà là tại trên đường nhìn trộm vận mệnh, lý mơ hồ vận mệnh sợi tơ, ngược lại lọt vào quấn quanh, sống sờ sờ bị ghìm chết. Nàng là bị vận mệnh thắt cổ trụ thần. Diệp Thần nhìn thấy đi qua, thấy được Bàn Tơ Lão Tổ vận mệnh bi thảm. Bất quá Bàn Tơ Lão Tổ mặc dù thất bại, nhưng nàng cũng đem một chút hỗn loạn vận mệnh sợi tơ, chỉnh lý bện thành lưới, tại trong vô số hỗn loạn đan vào vận mệnh, nàng nhìn thấy một chút rõ ràng tương lai. Diệp Thần cũng nghĩ nhìn thấy những thứ này tương lai, nhưng một tiếng kinh thiên động địa giống to âm thanh, đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Giống to âm thanh là Lãnh Khuynh Xương phát ra, thân thể của nàng xuất hiện kinh người dị biến, tứ chi hình quái dị vặn vẹo, xương cốt răng rắc vang dội, toàn thân chảy ra đen màu đỏ nước mủ, nàng rất nhanh đã biến thành một đầu nhện. Ầm ầm. Biến thân thành con nhện Lãnh Khuynh Xương, quỷ dị vặn vẹo thân thể, không ngừng bành trướng biến lớn, rất nhanh liền trở nên cao vạn trượng, từng cái chân nhện liền như kình thiên chi trụ, phía trên sinh đầy lít nha lít nhít lại sắc bén lông tơ. Mà cái này từng đầu con nhện to lớn chân, cùng với nàng khổng lồ nhện thân thể so sánh, lại lộ ra tinh tế thon thả, tại nàng nhện thân phần bụng, mặt nàng bàng ngũ quan hiển hiện ra, đó đã là hoàn toàn vặn vẹo ngũ quan, mặt đen răng nanh, xấu xí lại dữ tợn. Luân hồi chi chủ, hy vọng ta bộ dáng này, không có hủ đến người a. Lãnh Khuynh Xương phát ra nhe răng cười âm thanh, quái vật to lớn một dạng bộ dáng, để cho phía dưới Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, còn có Dương Thiên Cổ cùng gia tộc của hắn người, đều là vô cùng hãi dị. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới vẫn là cao cao tại thượng, tú lệ trang nhã ung dung Lãnh Khuynh Xương, tại trong chớp mắt, thế mà đã biến thành khó coi như vậy dữ tợn vừa kinh khủng con nhện lớn quái vật. Bàng bạc kình phong khí lưu, ở trong thiên địa khuấy động, kêu khóc vang dội.
đâm đầu vào tập tục, đem Diệp Thần quần áo thổi đến bay phất phới, hắn thân thể lại tựa như núi cao lù lù bất động, bình tĩnh nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên bành trướng vạn trượng trở thành xấu xí nhện quái vật Lãnh Khuynh Xương. Nhìn xem Lãnh Khuynh Xương, hắn phảng phất liền thấy ngày xưa Bàn Tơ lão tổ thân ảnh. Ban sơ, Bàn Tơ lão tổ vì làm rõ vận mệnh sợi tơ, tạo hóa ra từng cái nhện, đi giúp nàng đem hỗn loạn sợi tơ biện thành lưới, nhưng về sau, nàng ghét bỏ phổ thông nhện động tác quá chậm, hiệu suất quá thấp, nàng tự mình hóa thân thành nhện, nhảy vào vô biên vô hạn, vô cùng vô tận vận mệnh sợi tơ bên trong đi, trải vuốt từng cái xốc xếch mệnh ti, thẳng đến chính mình thân hãm trong đó, không cách nào thoát thân, bị mệnh ti treo cổ. Bây giờ, Lãnh Khuynh Xương con nhện này thân pháp tướng, kỳ thực chính là ngày xưa Bàn Tơ lão tổ lưu lại, là Bàn Tơ lão tổ hạch tâm truyền thừa. Chỉ có điều, bởi vì lọt vào mệnh ti quấn quanh rảo sát, năm đó Bàn Tơ lão tổ, tại trước khi chết vô cùng đau đớn, đủ loại oán hận, giãy giụa, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, bi thương xen lẫn, liền đưa đến con nhện này thân pháp tướng, trở nên vô cùng dữ tợn xấu xí hung ác, hiển nhiên quái vật, là đủ để cùng 10 đuôi tương đối quái vật. Tại Lãnh Khuynh Xương trên đỉnh đầu, còn lơ lửng cái kia thần thánh huy hoàng vòng quay vận mệnh, đây là ngày xưa Bàn Tơ lão tổ, dùng để chiếu rọi vận mệnh pháp bảo. Nhưng cái này thần thánh vòng quay vận mệnh, cũng không che giấu được nàng thời khắc này dữ tợn cùng ghê tởm, vòng quay vận mệnh cùng cái kia vạn trượng nhện thân lẫn nhau làm nổi bật, ngược lại lộ ra khá là quái dị. Xoát! Lãnh Khuynh Xương động, một đầu chân nhện, phá không đột giết mà đến, hướng Diệp Thần đâm tới. Hoặc nói đúng ra, cái này đã không gọi đâm, mà là va chạm, nghiền ép, giẫm đạp, bởi vì đầu này chân nhện có mấy ngàn trượng dài, thực sự quá kinh khủng, một chút đâm xuống tới, uy thế kinh thiên động địa. Diệp Thần lách mình bay ngược, oanh một tiếng, Lãnh Khuynh Xương một chút đâm bạo Thần Dương Thành đại địa, cả tòa Thần Dương Thành ùng ùng chấn động, vô số kiến trúc trong nháy mắt liền sụp đổ, sau đó tại trong cuồng bạo bao phủ khí lưu nát bấy thành cặn bã. Liền trong thành từng tòa núi cao núi lớn, cũng là trong khoảnh khắc nát bấy. Chỉ một cú đánh, Thần Dương Thành đã bị Lãnh Khuynh Xương san bằng. Cũng may mắn Thần Dương trong thành bách tính, cũng là Thiên Mẫu Nương Nương con dân, tại Thiên Mẫu Nương Nương chúc phúc phía dưới, bọn hắn từ nhỏ đã nắm giữ lấy Nhật Nguyệt thân pháp, tại nguy hiểm buông xuống trong nháy mắt, bọn hắn đã thân hóa Nhật Nguyệt tránh né. Dương Thiên Cổ cùng các tộc nhân của hắn, cũng là khủng hoảng vạn phần tránh thoát đi, nhìn xem sừng sững ở đại địa bên trên, ước chừng cao vạn trượng con nhện lớn quái vật. Bọn hắn lộ ra sâu đậm run rẩy cùng vẻ tuyệt vọng. Loại quái vật này, còn thế nào đánh? Là Bàn Tơ lão tổ pháp tướng, thế mà lợi hại đến nước này. Bùi Vũ Hàm mang theo huyết giận lui lại, trên thân tự động phóng ra từng đạo thiên đế thủ hộ phù văn, chặn vừa mới Lãnh Khuynh Xương nhất kích bộc phát khí lưu. Nàng xem thấy Lãnh Khuynh Xương bộ dạng này kinh khủng bộ dáng, cũng là 10 phần kinh ngạc. Nàng bây giờ cũng là trụ thần người đại diện, là đại ái thần phong tinh tuyết truyền nhân. Nhưng dù sao vừa mới truyền thừa không bao lâu, nàng đối với trụ thần pháp nắm giữ, còn chưa đủ xâm nhập, không cách nào cùng Lãnh Khuynh Xương so sánh. Toàn bộ Dương Chi giới, đều bởi vì Lãnh Khuynh Xương bộc phát, triệt để chấn động, vô số người nhìn xem phương xa con nhện to lớn quái vật thân ảnh, đều là sợ hãi phải phát run. Tại bên kia âm chi giới, hình thiên chủ thiên hình thần điện, hình thiên chủ nghe được Dương Chi giới kinh thiên ba động, nhắm mắt lại, thần thức đảo qua, cũng cảm giác được Lãnh Khuynh Xương thân ảnh. Nghiêng Xương, người tới cứu chuộc ta. Hình thiên chủ tự mình lẩm bẩm, ánh mắt một mảnh mê ly, mang theo lưu luyến si mê chi ý. Ở người khác trong mắt, bây giờ vô cùng kinh khủng Lãnh Khuynh Xương, trong mắt hắn, cũng không phải quái vật gì, mà là tới cứu chuộc nữ thần trong mộng của hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, trong miệng thì thào ngâm sướng, một chút xíu thiên đế khí thả ra, âm chi giới từng thanh thiên hình kiếm, liền bắt đầu rung rung. Cùng lúc đó, Dương Chi giới, Thần Dương trong thành. Lãnh Khuynh Xương tiếp tục phát động tấn công mạnh, từng cái chân nhện, cuốn sạch lấy kinh khủng khí lưu, điên cuồng hướng Diệp Thần quét tới. Đỉnh đầu nàng bên trên vòng quay vận mệnh, lại không ngừng phóng ra vận mệnh pháp tắc uy áp, bao phủ Diệp Thần, làm cho Diệp Thần hô hấp trệ tắc nghẽn, toàn thân như bị phong tỏa, tại nàng mưa to gió lớn một dạng tấn công mạnh phía dưới, chỉ có thể không ngừng lùi lại né tránh. Sáu thanh thiên hình kiếm. Tại sao lưng Diệp Thần dương cánh lấy, nhưng hắn căn bản không phát huy ra đi, toàn thân khí tức đều bị Lãnh Khuynh Xương ép tới gắt gao, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ nói chi là đánh trả. Luân hồi chi chủ, xem ra cường hãn như ngươi, cũng ngăn không được vận mệnh uy áp a. Lãnh Khuynh Xương cười gằn, chân nhện mỗi một cái đánh quét, đều mang vận mệnh thiên uy,
đó là chí cao uy nghiêm vô thượng, hư vô mờ mịt vừa lại thật thà thực tồn tại. Diệp Thần đối mặt, rõ ràng là từng cái chân nhện đánh quét, nhưng trên tinh thần lại cảm thấy, chính mình phảng phất bị ném vào một cái ma bàn bên trong đi, đó là vận mệnh ma bàn, vận mệnh pháp tắc đang không ngừng nghiền ép lấy hắn, muốn đem hắn nghiền nát bấy. Mộ chủ, dùng ta sức mạnh. Sụp đổ chi chủ gào thét, lập tức thiêu đốt thần hồn, mượn lực cho Diệp Thần. Huyết Long cũng không lo được nhân quả gì lây dính, nói, chủ nhân, còn có ta. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, nói, không được, nữ nhân này uy áp quá lớn, khó mà phản kích a. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng trận vận mệnh uy áp, như sóng chiều giống như gào thét mà đến, tại cỗ uy áp này trùng kích vào, hắn như thân ở trong dòng lũ, có thể duy trì tự thân không bị nuốt hết, đã là cực hạn, nghĩ lại phản kích, cơ hồ không có khả năng. Coi như lấy được Huyết Long cùng sụp đổ chi chủ trợ lực, hắn tựa như tại cuồn cuộn dòng lũ ở bên trong lấy được một đôi đao kiếm, lại không cách nào mượn lực đem dòng lũ bổ ra, tại vận mệnh dòng lũ phía dưới, hết thảy sức mạnh đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, hắn cũng không có chỗ mượn lực. Phanh! Một đầu chân nhện, ngay tại Diệp Thần bên cạnh đâm xuống, tại đem đại địa đâm nổ đồng thời, khí lãng khổng lồ cũng đem thân hình hắn lật tung, hắn chật vật té ngã trên đất. Như thế nào? Liền một điểm phản kháng thủ đoạn cũng không có sao. Cái gọi là luân hồi chi chủ, không gì hơn cái này. Lãnh Khuynh Xương khác ở nhện trên phần bụng giữ tợn ngũ quan, lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần có bao nhiêu lợi hại, trước đó còn vô cùng đề phòng kiêng kỵ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là vận mệnh pháp tắc của nàng, càng hơn một bậc. Hoặc nói đúng ra, Diệp Thần thực lực có thể thật sự rất lợi hại, nhưng ở vận mệnh dòng lũ bao phủ phía dưới, lại là không thi triển ra được. Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, Dương Thiên Cổ bọn người, cũng là thấy ngây người, không nghĩ tới chiến đấu càng là lộ ra thiên về một bên cục diện, bọn hắn xem như khai nhãn giới, tận mắt chứng kiến đến vận mệnh pháp tắc đáng sợ, khó trách liền năm đó bản tơ lão tổ, đều muốn bị vận mệnh treo cổ. Xoát! Lãnh Khuynh Xương huy động một đầu chân nhện, liền hướng té xuống đất Diệp Thần đâm tới, muốn nhất kích chí mạng. Diệp Thần khẽ cắn môi, liền nghĩ hiến tế một chút pháp bảo, cưỡng ép xông phá vận mệnh phong tỏa. Đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn nhìn thấy trên bầu trời, cái kia luận cực lớn Thái Dương. Đó là âm dương mệnh luân, chiếu rọi dương chi giới, là âm dương mệnh luân dương diệt, hừng hực mà huy hoàng. Cái này âm dương mệnh luân, cũng là thiên mẫu nương nương chế tạo, đế rơi vũ trụ hạch tâm. Diệp Thần nhìn xem cái này âm dương mệnh luân, liền nghĩ đến Nhật Nguyệt Thân Pháp, trong lòng hơi động, Nhật Nguyệt Thân Pháp, cần cùng Nhật Nguyệt cộng minh tu luyện, không không lúc nào khoảng không không có đủ để cộng minh Nhật Nguyệt. Nhưng cái này âm dương mệnh luân, có lẽ có thể thay thế. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức nếm thử cùng âm dương mệnh luân cộng minh, trong thoáng chốc, âm dương mệnh luân ông ông tác hưởng, Diệp Thần thân thể cũng là ông ông tác hưởng, một cỗ mãnh liệt cộng minh thanh âm dung khắp thiên địa. Phanh! Lãnh Khuynh Xương chân nhện một chút đâm tới, nhưng cũng không có đâm trúng Diệp Thần, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Diệp Thần thân thể thế mà biến thành quang, cả người hóa thành một tia nhật nguyệt tinh quang. Vèo một tiếng bay lượn thượng thiên, để cho Lãnh Khuynh Xương nhất kích thất bại. Cái gì? Nhất kích thất bại Lãnh Khuynh Xương, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, biểu lộ ra vẻ hoảng sợ, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Diệp Thần thân thể, càng là cùng âm dương mệnh luân cộng minh lấy, tương hỗ là một thể, âm dương mệnh luân một âm một dương, ẩn chứa nhật nguyệt chi quang, Diệp Thần cũng thân hóa nhật nguyệt, trên người có ngàn vạn tia sáng nở rộ, chiếu rọi thương khung. Lãnh Khuynh Xương công kích lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đánh giết một tia quang? Ngươi đã biến thành quang. Lãnh Khuynh Xương chỉ cảm thấy một hồi chói mắt, trên thân Diệp Thần toát ra nhật nguyệt quang huy, đong đưa nàng làm cho không thể mở mắt ra được. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lâm trận đột phá, đã luyện thành thần hồ kỳ kỹ nhật nguyệt thân pháp. Nhật nguyệt này thân pháp, tại đế rơi trong vũ trụ, chỉ có thiên mẫu nương nương hậu duệ có thể luyện thành. Xem như một loại thiên phú chúc phúc, ngoại nhân không có thiên mẫu nương nương huyết mạch, căn bản không có khả năng luyện thành. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần lại là đã luyện thành. Phía dưới Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, Dương Thiên Cổ bọn người, nhìn thấy Diệp Thần biến thành quang, cũng là rung động, từng cái bị ánh chiếu lên mắt mở không ra. Đây chính là biến thành quang cảm giác sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, rất không chân thiết. Giống như tùy thời có thể vũ hóa phi thăng, phản quang trùng thiên trèo lên bỉ ngạn đồng dạng. Hắn bây giờ cao cứ bên trên bầu trời, đã tránh thoát Lãnh Khuynh Xương vận mệnh khí tức bao phủ, cả người liền có loại cảm giác tự do nhanh nhẹn.
nhưng, đơn thuần là biến thành quang, thân hóa nhật nguyệt, thi triển nhật nguyệt thân pháp, chỉ có thể tránh né công kích, tự thân mờ mịt hư hóa, cũng không thể phản kích, một phản kích, tia sáng liền sẽ lắng đọng xuống, lần nữa khôi phục huyết nhục hình người. Theo lý thuyết, thi triển nhật nguyệt thân pháp, khuyết điểm rất lớn, thân pháp thi triển quá trình bên trong, không thể động dùng vũ lực, nếu không sẽ nhiễu loạn quang pháp tắc kết cấu, nhật nguyệt sụp đổ, tia sáng lắng đọng, thân pháp liền sẽ phá mất. Bất quá, Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, tại trong chớp mắt, đã nghĩ đến đủ loại giải quyết bù đắp chi pháp. Nhân hoàng lục quyết, nhật nguyệt thần quang. Diệp Thần nhìn chằm chằm phía dưới Lãnh Khuynh Xương, quát to một tiếng, hai tay một chút kết ấn, thi triển ra ngày xưa chín thương cổ hoàng công pháp, nhân hoàng lục quyết tầng thứ nhất. Này nhân hoàng lục quyết tầng thứ nhất, nhật nguyệt thần quang, có thể để người ta mô phỏng nhật nguyệt cảnh khí tượng, bắn ra đặc thù nhật nguyệt quang huy, vốn là chỉ là hù dọa người dùng, nhưng bây giờ Diệp Thần phối hợp nhật nguyệt thân pháp sử dụng, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể rầm rầm phóng ra vô tận huy quang, cả người trở nên vô cùng nguy nga cực lớn, bàng bạc có cao vạn trượng, toàn thân cũng là kim sắc, trong hai con ngươi nhật nguyệt trầm luân, lại bây giờ hiện ra huy hoàng sáng chói đặc thù pháp tướng. Nhật nguyệt thần hoàng cùng nhau. Pháp tướng như vậy, Diệp Thần đem xưng là nhật nguyệt thần hoàng cùng nhau, vốn chỉ là đơn thuần thân pháp nhật nguyệt thân pháp, phối hợp nhân hoàng lục quyết thi triển sau, chỉ làm hóa đã đản sinh ra đặc thù pháp tướng, chiếu sáng nhật nguyệt, vô cùng quang minh. Thời khắc này Diệp Thần, giống như hóa thân trở thành nhật nguyệt thần hoàng, bàng bạc có cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, cường đại vô song, cùng Lãnh Khuynh Xương so sánh, khí thế cũng là còn hơn. Lãnh Khuynh Xương nhìn xem Diệp Thần bộ dạng này huy hoàng sáng chói vạn trượng kim thân bộ dáng, trong mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Thiên hình lục kiếm, đi. Sau lưng Diệp Thần, phong, ảnh, liệt, tĩnh, xương, phệ, sáu thanh thiên hình kiếm cũng bành trướng, từng thanh kiếm trở nên vô cùng cực lớn, ầm ầm bạo hưởng, bắn ra kinh khủng thiên tội hình phạt kiếm khí gào thét, sau đó hiu 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 từ sau lưng Diệp Thần bắn mạnh mà ra, rõ ràng chỉ là sáu thanh kiếm. Bộc phát ra kiếm khí kiếm ảnh kiếm quang lại là phô thiên cái địa, giống như dòng lũ hướng Lãnh Khuynh Xương đánh tới. Lãnh Khuynh Xương con nhện to lớn thân, từng cái chân nhện cấp tốc lui về phía sau nhảy vọt tránh né, chà đạp đến đã sớm hóa thành phế tích đại địa thêm một bước phá toái, nhưng nàng né tránh tốc độ mặc dù nhanh, lại không có Diệp Thần kiếm nhanh. Phanh phanh phanh, sáu thanh thiên hình kiếm, hung hăng đánh vào Lãnh Khuynh Xương nhện trên thân, nổ lên từng cỗ hắc sắc huyết nhục, kiếm khí mang theo ngập trời tội phạt. Điên cuồng ăn mòn rào cắt oanh tạc. Lãnh Khuynh Xương lập tức phát ra đau đớn tức giận tiếng giống, đây không phải phi kiếm bình thường chém giết, là thiên hình kiếm oanh kích. Diệp Thần sáu thanh thiên hình kiếm, lợi hại nhất, chính là mỗi một thanh kiếm phía trên, đều mang theo hình chi mảnh vụn thiên hình pháp tắc khí tức, thiên hình pháp tắc tội phạt, có thể so với chín thiên lôi kiếp. Sáu thanh kiếm cùng nhau oanh sát tại trên thân Lãnh Khuynh Xương, trong thoáng chốc, Lãnh Khuynh Xương như gặp phải vạn kiếm phạt thể. Như gặp phải thiên ảnh hỗn loạn, như gặp phải thiên hỏa đốt cháy, như vào vắng ngắt vực sâu, như bị xương lạnh đóng băng, thân thể thần hồn lại hình như bị ác ma thôn phệ. Đó là phong chi kiếm, ảnh chi kiếm, liệt chi kiếm, tĩnh chi kiếm, xương chi kiếm, phệ chi kiếm, sáu thanh thiên hình kiếm đồng thời rảo sát giày vò, coi như chỉ là một thanh thiên hình kiếm, bị thêm vào thiên hình thần phạt khí tức, cũng không phải là phổ thông thiên đế có thể tiếp nhận, chớ nói chi là sáu thanh thiên hình kiếm cùng nhau bạo sát. Trong chốc lát, Lãnh Khuynh Xương liền lâm vào cực lớn tê liệt dày vò trong thống khổ đi, trước nay chưa có đau đớn. Luân hồi chi chủ, ta muốn giết ngươi. Lãnh Khuynh Xương nổi giận, toàn thân liền bộc phát ra kinh khủng oán giận sát khí, cái kia không chỉ là nàng oán giận, còn có ngày xưa bàn tơ lão tổ oán giận. Là trụ thần chi nộ. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, liền vội vàng đem sáu thanh thiên hình kiếm thu hồi, nhìn xem Lãnh Khuynh Xương toàn thân sát khí bộc phát bộ dáng. Nghĩ thầm bây giờ Lãnh Khuynh Xương, mặc dù không còn là bàn tơ lão tổ người đại diện, nhưng ở mới người đại diện còn không có sinh ra phía trước, nàng vẫn như cũ có thể mượn dùng bàn tơ lão tổ một chút sức mạnh, thập phần cường đại. Vận mệnh như triền ti, thân tên câu diệt. Lãnh Khuynh Xương gầm thét, há mồm phun ra một chùm tơ nhiệt, giữa thiên địa, hư không nứt ra, cũng là có đếm không hết tơ nhiệt, hô 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 bạo dũng mà ra, ký kết thành phô thiên cái địa hỗn loạn lưới tơ. Hướng về Diệp Thần bao trùm bao phủ tới. Những con nhện này ti cùng lưới tơ, trên thực tế chính là vận mệnh sợi tơ, chúng sinh vận mệnh, thiên địa vận mệnh tương lai, đều ở trong đó xen lẫn, vô tận nhân quả quấn quanh, có thể đem người tươi sống treo cổ. Diệp Thần đem sáu thanh thiên hình kiếm,
đều thu hồi thể nội, miễn cho bị mệnh ti quấn quanh, hắn nhìn xem phô thiên cái địa bao phủ mà đến vận mệnh lưới tơ, lại là không sợ chút nào, chẳng những không có lui lại tránh né, ngược lại đón lưới tơ xông tới. Ân, thấy cảnh này, Lãnh Khuynh Xương có chút ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm tiểu tử này là muốn tìm cái chết sao. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy cơ thể của Diệp Thần, giống như là trong suốt không khí, ngàn vạn lưới tơ bao trùm xuống, nhưng từ thân thể của hắn xuyên qua, rơi xuống ở phía dưới đại địa bên trên, hắn không có chịu đến mảy may quấn quanh cùng tổn thương. Làm sao có thể? Là, quang. Lãnh Khuynh Xương thoáng chốc hít sâu một hơi, hai mắt trừng lớn, lúc này mới phát hiện, Diệp Thần bộ dạng này Nhật Nguyệt Thần Hoàng cùng nhau tư thái, thân thể nhìn như là thực thể, nhưng trên thực tế lại là một đoàn vô hình vô chất quang, có thể miễn dịch rất nhiều tổn thương. Lãnh Khuynh Xương phẫn nộ toàn lực nhất kích, cũng không có đả thương được Diệp Thần một chút. Trên thực tế, muốn phá giải Diệp Thần bộ dạng này Nhật Nguyệt Thần Quang tư thái, cũng rất đơn giản, chỉ cần trong công kích phối hợp một điểm tinh thần xung kích, linh hồn sát thương các loại thủ đoạn, Diệp Thần liền khó mà phòng ngự. Hiện tại hắn tại nhục thân cùng tia sáng ở giữa, còn không có tìm được tuyệt đối cân bằng. Lãnh Khuynh Xương cũng nghĩ biết rõ điểm này, nhưng cơ hội bỏ lỡ, nàng đã không có cơ hội. Đạo thiên kiếm, thân ta như đạo, bành trướng diệt. Diệp Thần cao vạn trượng thần hoàng thân thể, ông ông bắn ra kim mang sáng chói, một thanh khổng lồ thần kiếm tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên, đó là sự vĩ đại của hắn kỳ quan đạo thiên kiếm, bây giờ hắn lấy mạnh mẽ nhất tư thái, vung vẩy đạo thiên kiếm. Hướng về Lãnh Khuynh Xương một kiếm hung hăng vỗ xuống, không có chút nào lưu tình. Lãnh Khuynh Xương hai mắt trừng lớn, chỉ lát nữa là phải bị chém giết, trong lúc đột ngột, một cỗ cường hoành kiếm khí tiếng xé gió chuyển đến, phía sau nàng có một loạt kiếm khí, mang theo kinh lôi, quý thủy, đại địa, mộng ảo các loại khí thế, giống như dòng lũ oanh sát xuống. Diệp Thần huy kiếm chém giết đi qua, cùng cỗ này dòng thác kiếm khí, đập đến cùng một chỗ, Nhật Nguyệt Thần Hoàng cùng nhau trạng thái dưới hắn. Không có huyết nhục ký thác, quang chi thân từ một loại nào đó góc độ tới nói, là phi thường hư nhược, có thể miễn dịch đại bộ phận công kích, nhưng đối mặt một chút đặc thù công kích, sẽ phải chịu càng chí mạng tổn thương. Cỗ này dòng thác kiếm khí, lại mang theo thiên hình sát phạt khí tức, lập tức xâm nhập Diệp Thần linh hồn. Là hình thiên chủ thủ đoạn. Diệp Thần sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy linh hồn một hồi như tê liệt đau đớn, đã bị một chút xíu quỷ bí kiếm khí rảo cắt cùng ăn mòn. Đó là thiên hình kiếm sát phạt, là đến từ âm chi giới thiên hình kiếm khí, là hình thiên chủ thủ đoạn. Hình thiên chủ ở phương xa âm chi giới, cách không giúp đỡ Lãnh Khuynh Xương, vốn là hắn điều động âm chi giới thiên hình kiếm khí, hoàn toàn không đủ để sát thương Diệp Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lúc này là quang chi thân trạng thái, không có huyết nhục phòng hộ, đối mặt thiên hình kiếm khí loại này đủ để xâm nhập linh hồn sát phạt công kích, liền lộ ra vô cùng yếu ớt, linh hồn lập tức bị trọng thương. Diệp Thần kêu rên lui lại, kỳ thực linh hồn hắn đã có thần giáp mệnh tinh bảo hộ, nhưng trong lúc vội vàng, cũng khó có thể ngăn cản thiên hình kiếm khí xâm phạt. Hình thiên, người tại giúp ta. Lãnh Khuynh Xương từ trong quỷ môn quan đi về tới, nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó lui về phía sau Diệp Thần, nàng ngẩn ngơ, chợt liền biết đi qua, nội tâm đã hổ thẹn, vừa vui mừng. Nàng xấu hổ, là chính mình chung quy là đánh giá thấp Diệp Thần thực lực, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. May mắn. Là vận mệnh biến ảo khó lường, hình thiên chủ kiếm khí đánh tới, lại trời đất xui khiến đả thương nặng Diệp Thần. Răng rắc. Lúc này, lại gặp hai cái màu đen ma chảo, bắt được Diệp Thần hai tay, đem hắn một mực gông cùng xiềng xích ở. Lãnh Khuynh Xương, mau ra tay, giết hắn. Một đạo tiếng quát từ dưới đất truyền đến, xuất thủ người là Bùi Vũ Hàm. Bùi Vũ Hàm duy trì hai tay kết ấn tư thế, toàn thân ma khí dâng lên, bắt được Diệp Thần hai cánh tay ma chảo. Chính là nàng ngưng kết ra. Vừa mới Diệp Thần cùng Lãnh Khuynh Xương chiến đấu, quá mức kịch liệt, nàng căn bản không có nhúng tay không gian, bây giờ chiến cuộc biến hóa, Diệp Thần ngoài ý muốn bị thiên hình kiếm khí trọng thương, nàng mới có thời cơ xuất thủ. Bùi Vũ Hàm rất rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất. Diệp Thần thực lực quá cường hãn, coi như linh hồn bị trọng thương, chỉ sợ trong lúc hô hấp, cũng có thể khôi phục lại. Muốn giết Diệp Thần mà nói, bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Lãnh Khuynh Xương hai con người bạo hiện ra, lập tức tỉnh ngộ, cũng biết cơ hội khó được, kêu một tiếng, hảo. Một đầu chân nhện bạo sát mà ra, thẳng hướng Diệp Thần lồng ngực đâm tới. Diệp Thần bị Bùi Vũ Hàm ma chảo bắt được, linh hồn tổn thương phía dưới, trong lúc vội vã không cách nào tránh thoát.
mà hắn Nhật Nguyệt Thần Hoàng cùng nhau, tại mới vừa rồi lọt vào thiên hình kiếm khí tập sát thời điểm, liền đã sụp đổ, tất cả ánh sáng đều thu liếm, hiện tại hắn chính là một bộ huyết nhục chi khu. Phốc phốc, Lãnh Khuynh Xương một đầu chân nhện, vô cùng sắc bén lăng lệ, liền quán xuyên Diệp Thần lồng ngực, máu tươi phun tung tóe. Chỉ một thoáng, Lãnh Khuynh Xương rõ ràng cảm nhận được, một cỗ cường đại sinh mệnh lực, tại nàng chân đốt hạ lưu trôi qua. Trong hư không nổi lơ lửng tơ nhện, trong nháy mắt này, từng cái đứt gãy đi, phảng phất tỏ rõ lấy Diệp Thần mệnh đồ, đã đoạn tuyệt. Chết! Lãnh Khuynh Xương ngẩn ngơ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giết chết Diệp Thần, nàng đem nhuốm máu chân nhện thu hồi, Diệp Thần lồng ngực đã phá xuất một cái động lớn, sinh mệnh lực hoàn toàn trôi qua. Bùi Vũ Hàm cũng cảm thấy, chính mình ma chảo nắm lấy thân thể, đã triệt để lạnh như băng, Diệp Thần đã trở thành một cỗ thi thể. Nàng cũng ngây dại, không thể tin được Diệp Thần thật đã chết rồi, nhẹ buông tay, Diệp Thần thân thể liền từ trên cao rơi xuống, phịch một tiếng ngã xuống đất. Luân hồi chi chủ, Dương Thiên Cổ cùng gia tộc của hắn người, kinh hãi tới cực điểm, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, nào nghĩ tới Diệp Thần sẽ bị giết chết. Huyết Giận cũng là ngẩn ngơ, tiếp đó giống như tỉnh ngộ cái gì, giống to, còn chưa có chết. Tiểu tử này còn chưa có chết. Hắn có thể cảm giác được, chính mình vĩnh hằng đại nhật, còn tại trong cơ thể của Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần thật đã chết rồi, thi thể không cách nào phong tồn vĩnh hằng đại nhật, cái kia vĩnh hằng đại nhật hẳn là sẽ rơi ra ngoài. Nhưng bây giờ, Huyết Giận lại không có nhìn thấy bất luận cái gì rơi xuống dấu hiệu, vĩnh hằng đại nhật còn tại trong cơ thể của Diệp Thần thiêu đốt lên. Nghe được Huyết Giận lời nói, Lãnh Khuynh Xương đồng tử lập tức co rụt lại, cũng không dám sơ suất, vung lên chân nhện, hiu hiu hiu, từng cái tơ nhện giống như tên nỏ, ngang tàng hướng về trên đất Diệp Thần bắn tới, nàng muốn đem Diệp Thần triệt để đánh nát. Nhưng, những con nhện này ti, đánh vào trên thân Diệp Thần, lại tựa như trâu đất xuống biển đồng dạng, toàn bộ hòa tan diệt tan đi. Thời khắc này Diệp Thần, quanh thân tràn ngập một cỗ quỷ bí ma quang, lộ ra thâm trầm như vực sâu khí tức tử vong. Bộ ngực hắn lỗ máu, cái kia đáng sợ vết thương, bây giờ huyết nhục chậm rãi ngọ nguậy, vết thương lại cấp tốc khép lại, vốn là đã là thi thể đứng im bất động hắn, ngón tay hơi hơi rung động đứng lên, tiếp đó toàn thân đều rung động, cuối cùng hắn mở mắt, nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, chậm rãi từ dưới đất bay lên, chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung. Từng sợi tử vong ma khí, không ngừng từ trên thân Diệp Thần tràn ngập phun trào. Tại phía sau hắn ký kết thành một đạo quỷ dị âm trầm lại rộng rãi vô thượng tử thần đồ đăng. Ngươi, ngươi! Lãnh Khuynh Xương nhìn xem Diệp Thần, cả người đều mộng, lập tức nói không ra lời. Ta thế nhưng là nửa cái tử thần như thế nào lại chết đâu? Diệp Thần nhìn xem Lãnh Khuynh Xương, mỉm cười nói. Thì ra tại mới vừa rồi gặp vết thương chí mạng phía trước, Diệp Thần đã điều động Diêm Ma tử thần quyền hành, mặc dù hắn có quyền hành, chỉ là nửa đường. Nhưng đối với bây giờ Diệp Thần tới nói cũng đủ rồi. Tử thần quyền hành vận chuyển, đủ để cho hắn miễn dịch vết thương chí mạng. Hắn là tử thần, hắn như thế nào lại chết? Ngươi, không có khả năng, ngươi dám dùng tử thần quyền hành, phần thiên đại kiếp sẽ nuốt ngươi. Lãnh Khuynh Xương không thể tin gầm hét lên, nàng đương nhiên biết tử thần quyền hành lợi hại, nhưng vấn đề là, Diêm Ma tử thần là trụ thần, quyền hành của hắn, ngập trời uy năng sau lưng. Cũng là ngập trời kinh khủng phần thiên đại kiếp. Đừng nói là tại không không lúc nào rỗng, liền xem như tại tinh không bỉ ngạn, Diệp Thần vận dụng tử thần quyền hành, đều có bị phần thiên đại kiếp thôn phệ nguy hiểm. Phần thiên đại kiếp một khi bộc phát, kia thật là sống không bằng chết, chỉ có cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao cấp Diệp Thần, sẽ ở trong khoảnh khắc bị đại kiếp hỏa diễm nuốt hết. Nhưng kỳ quái là, bây giờ trên thân Diệp Thần, cũng không có một điểm đại kiếp bộc phát dấu hiệu, cơ thể cũng không có bị cướp hỏa đốt hết. Đây quả thực là chuyện không thể nào, Lãnh Khuynh Xương cùng Bùi Vũ Hàm, hiện tại cũng mộng, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Phần thiên đại kiếp sao? Kỳ thực ta tìm được một loại phương pháp, chỉ cần có thể tìm được một cái cân bằng, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không phát tác. Diệp Thần Phong khinh vân đạm giống như mỉm cười, một vòng đại nhật ùng ùng ở trên đỉnh đầu hắn bốc lên, cũng không ngừng thiêu đốt lên, đây là huyết giận vĩnh hằng đại nhật, cũng là nhật nguyệt hồn tộc kỳ quan, năng lượng vô cùng dồi dào. Bây giờ, cả luận vĩnh hằng đại nhật, đều đang điên cuồng thiêu đốt, nhìn bộ dáng không cần bao lâu, thì sẽ hoàn toàn cháy hết. Mà tại vĩnh hằng đại nhật thiêu đốt trong quá trình, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, lại thần kỳ không có phát tác. Hắn tựa như là ở trên không dẫm tơ thép, cầm trong tay cầu thăng bằng, cây gỗ một mặt là phần thiên đại kiếp, một chỗ khác là thiêu đốt vĩnh hằng đại nhật,
cả hai năng lượng bảo trì cân đối, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không chút xuống, hắn ngay tại trong tơ thép suy trì cân bằng, nhìn như tùy thời có thể mất cân bằng sụp đổ, nhưng trên thực tế lại vững như Thái Sơn. Lãnh Khuynh Xương cùng Bùi Vũ Hàm đều sợ ngây người, không biết Diệp Thần là làm sao làm được. Ngươi làm sao làm được? Lãnh Khuynh Xương toàn thân run rẩy, nhịn không được nghi vấn. Phần thiên đại kiếp là thế gian kinh khủng nhất kiếp nạn, nguồn gốc từ vực sâu u ác tính, tất cả trụ thần đều chịu đủ phần thiên đại kiếp dày vò, khổ không thể tả, hơn nữa không có cách nào giải quyết. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tựa hồ tìm được một loại nào đó biện pháp giải quyết, tại vận dụng tử thần quyền hành đồng thời, hắn đại kiếp thế mà lại không phát tác. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, cũng là kinh thiên động địa, có thể xưng nghịch thiên. Trụ thần đều làm không được sự tình, Diệp Thần làm được. Diệp Thần chỉ là mỉm cười, cũng không có trả lời, kỳ thực, đây là hỗ tự quyết diệu dụng. Hắn chấp trưởng hỗ tự quyết, sinh tử, âm dương, họa phúc, nhân quả, tại thấy rõ, từ nơi sâu xa, phảng phất có thể trưởng khống thế gian vạn sự vạn vật cân bằng. Diệp Thần có thể chắc chắn, ban cho hắn lẫn nhau chứ vị kia lão tiền bối, coi như nắm giữ phần thiên đại kiếp, hẳn là cũng không cần chịu đại kiếp bộc phát dày vò khổ sở, bởi vì cân đối, chỉ cần bảo trì âm dương hòa hợp. Lệnh trật tự không sụp đổ, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không phát tác. Diệp Thần lợi dụng hỗ tự quyết, để cho vĩnh hằng đại nhật thiêu đốt, bảo trì cân đối, triệt tiêu phần thiên đại kiếp phun trào, cho nên hắn bây giờ, coi như vận dụng tử thần quyền hành sức mạnh, đại kiếp cũng sẽ không phát tác. Loại biện pháp này, tuyệt diệu tới cực điểm, nhưng đại giới cũng có chút cực lớn. Muốn triệt tiêu phần thiên đại kiếp phát tác, liền cần hiến tế một loại nào đó bảo bối, Diệp Thần lần này có thể hiến tế vĩnh hằng đại nhật. Nhưng lần tiếp theo đâu? Coi như hắn có nhiều hơn nữa bảo bối, cũng chịu không được tiêu hao. Cho nên sự cân bằng này biện pháp, khó thì khó tại cân bằng, phần thiên đại kiếp nguồn gốc từ vực sâu u ác tính, kiếp nạn khí tức vô cùng vô tận, mà Diệp Thần bảo vật lại có hạn, không có khả năng một mực hiến tế tiếp. Bất quá ít nhất, Diệp Thần tìm được một đầu đường đi mới, hiện tại lời nói, chấp trưởng tử thần quyền hành hắn, đã đầy đủ nghiền ép Lãnh Khuynh Xương. Có đồ vật gì có thể áp chế vận mệnh? Là tử vong a. Chỉ cần rơi vào tử vong vực sâu, hết thảy đều đem tiêu tan, vận mệnh cũng không còn tồn tại, vận mệnh phần cuối chính là tử vong. Vong linh thiên tai kiếm. Diệp Thần ra tay, tử vong ma khí bộc phát, một cái lượn lờ vô tận hắc khí tai kiếp cùng vong linh oán khí ma kiếm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Lãnh Khuynh Xương ám sát mà đi. Bên trong hư không, tất cả vận mệnh triền thi, toàn bộ phá diệt. Tại Diệp Thần vong linh thiên tai kiếm uy áp bên dưới, hết thảy tồn tại đồ vật, phảng phất đều phải hướng đi tử vong. Lãnh Khuynh Xương trên đỉnh đầu vòng quay vận mệnh, cũng răng rắc triệt để sụp đổ bể nát, căn bản ngăn không được Diệp Thần kiếm khí. Không! Nàng sợ hãi quát to một tiếng, nhưng không có chút nào tác dụng. Phốc! Diệp Thần hung hăng một kiếm, liền quán xuyên nàng nhện thân thể, từng sợi dính ma khí huyết nhục bắn tung tóe đi ra. Hu hu! Kèm theo một hồi khí lưu sụp đổ âm thanh, Lãnh Khuynh Xương cao vạn trượng nhện thân, cũng triệt để hỏng mất, nàng khôi phục hình người, toàn thân không mảnh vải che thân, trên lồng ngực là một đạo kinh khủng dữ tợn lỗ thủng, đó là bị Diệp Thần một kiếm xuyên qua đi ra ngoài vết thương. Nàng mới vừa chọc thủng Diệp Thần lồng ngực, bây giờ Diệp Thần xem như hoàn trả. Mặt nàng cho tái nhợt, hai mắt thần quang tản mạn khắp nơi, thân thể như là lá khô từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng đập xuống đất. Vong linh thiên tai kiếm sát thương phi thường khủng bố, tử vong không ngừng ăn mòn nàng, nàng trong khoảnh khắc liền muốn chết đi. Ngươi còn không thể chết. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, thôi động vĩnh hằng đại nhật, đem vĩnh hằng đại nhật cuối cùng thiêu đốt tinh hoa, phất tay đánh vào trong cơ thể của Lãnh Khuynh Xương. Lãnh Khuynh Xương còn không thể chết, nàng biết vận mệnh mệnh cách tung tích, Diệp Thần nhất thiết phải ép hỏi ra tới. Tại thiên đạo 6 trong số mệnh, vận mệnh mệnh cách vô cùng đặc thù. Đây là có thể nhìn thấy tương lai vận mệnh nhân quả đặc thù mệnh cách, kỳ tưởng nhớ rõ ràng một mực tìm kiếm, Diệp Thần cũng rất có hứng thú. Ông, Lãnh Khuynh Xương nhận được vĩnh hằng đại nhật năng lượng rót vào, lập tức ho khan kịch liệt một tiếng, mặt tái nhợt cho khôi phục một tia hồng nhuận, vốn là sắp đoạn tuyệt sinh mệnh lực, lại lần nữa nối liền tới. Đây không chỉ là vĩnh hằng đại nhật tẩm bổ chi công, còn có Diệp Thần âm thầm thi triển hỗ tự quyết diệu pháp, có thể khởi tử hồi sinh. Nói cho ta biết. Vận mệnh mệnh cách ở nơi nào? Diệp Thần nhìn chằm chằm Lãnh Khuynh Xương, hỏi. Lãnh Khuynh Xương khẽ cắn môi, không nói gì, không mảnh vải che thân trắng nõn thân thể mềm mại, lại giống như tầm trùng,
từ mỗi một cái trong lỗ chân lông, phun ra từng cái tơ trắng, vô số tơ trắng xoát xoát bền, chỉ là trong nháy mắt, liền thành một cái kén tằm, cả người nàng đều bị phong ấn ở trong kén tằm. Diệp Thần sầm mặt lại, vội vàng bắn ra một tia kiếm khí, muốn đem kén tằm cắt ra, lại phát hiện cái này kén tằm, phía trên dày đặc bện mỗi một đầu tơ tằm, cũng là mang theo vận mệnh pháp tắc sợi tơ, vô số mệnh ti quấn quanh bện, thậm chí kén tằm bên trên còn lưu chuyển một tầng huỳnh quang, phía trên mang theo bàn tơ lão tổ chúc phúc. Vận mệnh pháp tắc, bàn tơ lão tổ chúc phúc, cả hai giao điệt, làm cho toàn bộ kén tằm, kiên cố đến đáng sợ, liền Diệp Thần đều cắt không ra. Thế mà đem chính mình phong ấn. Diệp Thần khẽ giật mình, thần thức liếc nhìn, xuyên thấu qua kén tằm, có thể nhìn đến bên trong lãnh khuynh xương, đã lâm vào phong ấn trong giấc ngủ say. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lãnh khuynh xương thế mà tự phong, tình nguyện lâm vào phong ấn ngủ say trạng thái, cũng không đem vận mệnh mệnh cách bí mật nói cho hắn biết. Rõ ràng, lãnh khuynh xương vô cùng thông minh, biết Diệp Thần chấp trưởng thiên hình lục kiếm, ngập trời thiên hình tội phạt hàng lâm xuống, nàng cho dù có nghịch thiên đạo tâm ý chí, cũng là vạn vạn ngăn cản không nổi. Diệp Thần muốn tra hỏi ra đồ vật gì, nàng cũng không có khả năng giấu giếm nổi. Cho nên, nàng dứt khoát đem chính mình phong ấn, chờ đợi tương lai chuyển cơ. Trong lòng Diệp Thần tránh chuyển muôn vàn ý niệm, suy nghĩ phá cục phương pháp giải quyết. Một bên Bùi Vũ Hàm, trong lòng hoảng sợ, chỉ sợ bị Diệp Thần giết chết, vèo một tiếng, thân thể phóng lên trời, hóa thành một tia lưu quang, bỏ trốn mất dạng. Nàng là triệt để tuyệt vọng rồi, Diệp Thần mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có thể có biện pháp áp chế phần thiên đại kiếp, nàng muốn cùng Diệp Thần tranh đấu, đã không còn khả năng, nếu như chạy trốn hơi chậm mà nói, còn có thể bị giết. Bây giờ nàng cơ hội duy nhất, chỉ có đi đầu quân hồn thiên đế. Diệp Thần nhìn thấy Bùi Vũ Hàm chạy trốn, cũng là lấy lại tinh thần, đã thấy huyết giận run rẩy, cũng nghĩ chạy. Bất quá huyết giận sớm đã gãy một cánh tay, tại Diệp Thần khí chàng bao phủ xuống, cũng khó có thể tránh thoát chạy đi. Cảm thấy được Diệp Thần bắn tới ánh mắt, huyết giận lập tức sợ hãi vạn phần, biết mình chạy không thoát, bịch một chút liền quỳ xuống, dập đầu nói, luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, cũng lười nói nhảm, cách không một trường, đem huyết giận đập choáng, vứt xuống luân hồi trong mộ địa đi. Lấy ra làm, nhiên liệu cũng không tệ. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu liễm lại toàn thân khí tức, vừa mới vận dụng tử thần quyền hành, coi như dựa vào hỗ tự quyết, hiến tế vĩnh hằng đại nhật triệt tiêu mất phần thiên đại kiếp, nhưng quá trình cũng là xiếc đi dây một dạng hung hiểm, hắn bây giờ có chút hủ rũ. Đến nỗi huyết giận, hắn cũng không có trực tiếp giết chết, mà là trước tiên giữ lại, thậm chí lại điều động một chút thiên tài địa bảo cho hắn an dưỡng, đây là chăn heo, về sau vỗ béo điểm có thể đem ra làm nhiên liệu. Nhìn xem lãnh khuynh xương hóa thành kén, Diệp Thần liền có chút nhức đầu, cái này kén xử lý như thế nào, cũng là vấn đề. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu quả thật không để ý đại giới, cưỡng ép muốn phá kén mà nói, đoán chừng cũng có thể làm được, nhưng như vậy, hơn phân nửa cũng biết tai họa lãnh khuynh xương, liền nàng cũng cùng một chỗ giết chết. Một khi giết chết lãnh khuynh xương, vận mệnh mệnh cách manh mối, liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Đứng ở đàng xa Dương Thiên Cổ, cùng các tộc nhân của hắn, kính sợ trầm mặc nhìn xem Diệp Thần, ai cũng không dám nói chuyện. Diệp Thần chỗ tầng diện chiến đấu, xa xa không phải bọn hắn có thể trải qua, vừa mới chiến đấu, thậm chí đã để toàn bộ thần Dương Thành, hóa thành phế tích, đám người đối với con đường tương lai, cũng là bàng hoàng vô cùng. Diệp Thiên Đế, đem nghiêng xương trả cho ta. Ngay lúc này, một đạo bi thương, phẫn nộ, âm thanh chấn động, từ không trung phía trên truyền đến. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái tướng mạo uy vũ đường đường nam tử, mang theo mấy cái trọng giáp vệ sĩ xuất hiện, chính là Hình Thiên Chủ cùng hắn Hắc Yên vệ. Hình Thiên Chủ ánh mắt, nhìn xem trên mặt đất phiên kia cực lớn kén tằm, cảm nhận được bên trong mặt lãnh khuynh xương ngủ say khí tức, hắn vô cùng bi phẫn, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Diệp Thần thực lực 10 phần cường hãn, hắn dám trùng sát tiếp chính là tự tìm cái chết. Dương chi giới khác biệt âm chi giới. Ở đây dương khí phong phú mà hừng hực, quanh năm tu luyện âm u pháp môn Hình Thiên Chủ, tại giới này rất là ăn thiệt thòi, thiên thời địa lợi nhân hòa một cái không chiếm. Hắn là lo nghĩ lãnh khuynh xương an nguy, cho nên vạn dặm xa xôi chạy tới. Hình Thiên Chủ, ngươi lại dám tới đây? Diệp Thần nhìn thấy Hình Thiên Chủ xuất hiện, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Tại trong âm chi giới, Hình Thiên Chủ còn có thể điều động thiên hình kiếm khí tức, nhưng ở dương chi giới, hắn cái gì đều điều động không được. Thực lực giảm đi nhiều. Diệp Thần nghĩ thầm,
cái này hình thiên chủ là tình căn thâm trùng, tơ tình quấn quanh, đối với Lãnh Khuynh Xương quá mức lưu luyến si mê, cho nên bất chấp nguy hiểm, lại dám chạy tới Dương Chi giới, cùng hắn giằng co. Nghiêng xương đưa ta, hình thiên chủ quát lên. Diệp thần mỉm cười, chỉ trước mặt kén tằm, nói, có thể, ngươi xuống cầm. Hình thiên chủ toàn thân run rẩy, biết mình cứ như vậy xuống, Diệp thần liền chiếm giữ thiên thời địa lợi, một kiếm liền có thể đem hắn đả thương nặng. 12 thanh thiên hình kiếm, Diệp thần bây giờ nắm trong tay 6 thanh, mà hình thiên chủ liền một cái cũng không có, song phương thực lực đã cách xa. Nếu như là Diệp thần vừa mới lúc hàng lâm, hai người còn có thể đánh cái có qua có lại, nhưng bây giờ, Diệp thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, hình thiên chủ đã không phải là địch thủ, trừ phi dựa vào lấy âm chi giới cùng thiên hình thần điện địa mạch sắc bén, nhưng ở đây, hắn cái gì lợi dụng cũng không có. Ngươi lăn đi, lăn ra giới này, thiên hình lục kiếm cho ngươi, ta không truy cứu nữa. Diệp thiên đế, ngươi muốn cứu huyền yêu lão tổ thôi, ta cũng cho ngươi. Ngươi thay người, đây là ta ranh giới cuối cùng. Hình thiên chủ kiệt lực áp chế cơn giận của mình, bàn tay nắm chặt, một tòa hắc tháp tại hắn lòng bàn tay nổi lên, gọi là cửu âm trấn yêu tháp. Ong ong, chỉ thấy cửu âm trấn yêu tháp phù vù, hắc khí dâng lên, từ trong thân tháp hiển hóa ra một thân ảnh, chính là huyền yêu lão tổ thân ảnh. Diệp thần, huyền yêu lão tổ hết sức yếu ớt, bẩn thỉu, gặp được Diệp thần, thần sắc ngẩn ngơ, lại là thê lương, kêu một tiếng, sau đó mới lộ ra có chút khó có thể tin kích động. Huyền yêu tiền bối. Diệp thần nhìn thấy huyền yêu lão tổ, cũng là nhiệt huyết dâng lên, vừa tức giận. Thời khắc này huyền yêu lão tổ, vô cùng suy yếu, trên người có rất nhiều kiếm thương, hiển nhiên là hình thiên chủ điều động thiên hình kiếm khí, chảm phạt đi ra ngoài thương thế, giữ tợn tàn nhẫn. Tại hình thiên chủ tay phía dưới, huyền yêu lão tổ chịu khổ không nhẹ. Hình thiên chủ là muốn trực tiếp ăn hết huyền yêu lão tổ, khôi phục chính mình đỉnh phong thời điểm thực lực. Bất quá. Huyền yêu lão tổ một mực gắng gượng, đạo tâm tinh thần từ đầu tới cuối duy trì lấy phản kháng, không có khuất phục. Giống huyền yêu lão tổ loại này cấp bậc cao thủ, nếu như không nghiền nát đạo tâm của hắn, tùy tiện đem hắn ăn hết hắn mà nói, chỉ có thể phản phệ tự thân. Cho nên, hình thiên chủ cũng một mực không thể hạ thủ. Diệp thần âm thầm may mắn, cũng may mà hình thiên chủ hôm nay thực lực suy sụp, không thể chân chính trưởng khống thiên hình kiếm, tối đa chỉ có thể điều động điểm kiếm khí sát phạt. Bằng không mà nói, chân chính thiên hình kiếm chém giết tiếp, huyền yêu lão tổ tuyệt đối là không ngăn nổi, cường hãn hơn nữa đạo tâm, cũng ngăn không được thiên hình kiếm sát phạt. Từ nơi sâu xa, Diệp thần lại cảm giác được, huyền yêu lão tổ sở dĩ sẽ bị hình thiên chủ bắt, cũng không phải nói thực lực không bằng hình thiên chủ, mà là tựa hồ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, tự thân thụ thương, bị hình thiên chủ nhặt được tiện nghi. Đó là cái gì cấm kỵ? Diệp thần giống như chạm đến cái gì? Có chút quen thuộc nhưng trong lòng lại không hiểu dâng lên một cỗ không biết khủng hoảng, không cách nào lại nhìn trộm tiếp. Hình thiên chủ hừ một tiếng, nói, Diệp thiên đế, làm giao dịch, ta thả lão nhân này, người đem nghiêng xương cho ta, các ngươi lăn ra thế giới này. Hắn xem Lãnh Khuynh Xương vì nữ thần trong mộng, mặc dù Lãnh Khuynh Xương chưa từng có nhìn tới hắn, nhưng hắn vẫn là lưu luyến si mê tới cực điểm. Lần này Lãnh Khuynh Xương bị trói ở trong kén, hắn nghĩ thầm đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể giải cứu nữ thần, nói không chừng nữ thần cảm kích, chịu tiếp nhận hắn tình cảm, từ nay về sau song túc song tê, không thắng khoái hoạt. Hình thiên chủ liền ước mơ lấy tương lai, hắn tại giới này tu luyện rất lâu, không ngừng nghiên cứu phỏng đoán âm dương mệnh luân pháp tắc đạo lý, đã mới nhìn qua cánh cửa, nhưng từ đầu đến cuối không thể chân chính trưởng khống, chính là âm dương không thể hòa giải, hắn thiếu một nữ nhân. Nếu có được đến Lãnh Khuynh Xương, hắn vừa có thể lấy vừa cởi nỗi khổ tương tư. Cũng có thể hòa giải âm dương, tiến tới chấp trưởng âm dương mệnh luân, trưởng khống toàn bộ đế rơi vũ trụ. Diệp thần nhìn xem hình thiên chủ ánh mắt, có thể cảm nhận được hắn đủ loại tâm tư. Tờ tình nan giải, một chữ tình, vẫn là quá mức phức tạp, hình thiên chủ cũng là xa vào trong đó. Hình thiên chủ, ngươi xem ta. Diệp thần nhìn xem hình thiên chủ nói. Cái gì? Hình thiên chủ sắc mặt nặng nhiên, nhìn xem Diệp thần ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Diệp thần hai mắt huyết hồng. Đồng tử giống như kính vạn hoa phá toái, một cỗ kịch liệt mộng ảo chi khí đánh thẳng tới. Không tốt. Hình thiên chủ thần tình đại biến, chỉ sợ Diệp thần đánh lén, vội vàng từ trong đan điền điều động một cỗ thiên đế khí, thủ hộ toàn thân, từng cái đế quang phù văn ở trên thân mình hiển hóa, thân thể của hắn cũng gấp tốc lui lại. Nhưng tiếp theo sát, hình thiên chủ lại cảm giác tay phải không còn một mống,
trong tay cửu âm trấn yêu tháp, đã bị Diệp Thần cướp đi. Diệp Thần thi triển Nhật Nguyệt thân pháp, thân hóa Nhật Nguyệt chi quang, một cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại hình thiên chủ thân bên cạnh, lại sử dụng đại hoang thâu thiên thuật cướp bóc thủ pháp, chịu huyễn thuật xung kích một mực phòng thủ hình thiên chủ, căn bản không ngờ tới Diệp Thần chân thực mục đích, cũng không phải muốn giết thương hắn, chỉ là muốn đoạt đi trong tay hắn bảo tháp. Tại hình thiên chủ xung quanh hắc yên vệ, rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần thoáng hiện mà đến, nhưng e ngại Diệp Thần uy thế, ai cũng không dám ngăn cản, thậm chí lui về sau. Diệp Thần tại trong điện quang hỏa thạch, thủ đoạn liền thi, liền đem cửu âm trấn yêu tháp cướp lấy. Diệp Thiên Đế, ngươi đã mất đi cửu âm trấn yêu tháp, hình thiên chủ lập tức hoảng hốt, lại là kinh ngạc. Diệp Thần, hảo thủ đoạn. Cửu âm trấn yêu tháp bên trong, huyền yêu nhìn thấy Diệp Thần đoạt tháp thành công, nhất thời hưng phấn mừng rỡ khen ngợi. Trên người hắn quấn quanh lấy hình thiên chủ gia tăng cấm chế xích sắt, trên xích sắt có từng đạo tội phạt phù văn, nhưng ở cửu âm trấn yêu tháp rơi vào Diệp Thần trong tay thời điểm, một cỗ ôn hòa sức mạnh, cũng là từ Diệp Thần truyền tay ra, đem cái kia rất nhiều tội phạt phù văn, toàn bộ ma diệt đi. Người nào thay người, ta cũng không muốn cùng ngươi giao dịch cái gì. Ta muốn hết. Diệp Thần nắm cửu âm trấn yêu tháp, một cái tay khác một chút bao phủ, liền đem phong ấn lãnh khuynh xương kén tằm, thu đến luân hồi trong mộ địa đi. Ngươi, vô sỉ. Hình thiên chủ tức giận vạn phần, lập tức thôi động thủ ấn, muốn dẫn bạo huyền yêu thân bên trên cấm chế phủ văn. Nhưng thủ ấn thôi động, nhưng không thấy có chút dị tượng, hình thiên chủ ngây người một chút. Đừng nghĩ phiên bản, ngươi có thể còn không biết, ta chấp trưởng lấy độ chi mảnh vụn A. Diệp Thần biểu lộ phong khinh vân đạm, thôi động độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc sức mạnh, hóa giải mất huyền yêu thân bên trên cấm chế phủ văn, lại rầm rầm đem trên người hắn xích sắt toàn bộ nghiền nát đi. Đáng chết! Hình thiên chủ rất là kinh hãi, lần này, hắn cũng không còn bất luận cái gì thẻ đánh bạc đối mặt Diệp Thần. Siêu! Cảm giác được tình thế không ổn, hình thiên chủ, bằng nhanh nhất tốc độ quay người chạy trốn rời đi, nội tâm một hồi quặn đau nhỏ máu, sáu thanh thiên hình kiếm, lãnh khuynh xương, huyền yêu lão tổ, toàn bộ rơi xuống Diệp Thần trong tay, hắn cơ hồ là mất đi hết thảy. Diệp Thiên Đế, có bản lĩnh tới ta thiên hình thần điện quyết chiến. Hình thiên chủ quay đầu nghiêm nghị quát lên, tốc độ chạy trốn lại là không có chút nào thả chậm. Tại dương chi giới, hắn không thể nào là Diệp Thần địch thủ, chỉ có thể quay về âm chi giới, mượn nhờ thiên hình thần điện sơn môn địa lợi, mới có chút cơ hội lật bàn. Diệp Thần một tay nắm cửu âm trấn yêu tháp, phải chiếu cố huyền yêu lão tổ. Ngược lại cũng không liền truy sát hình thiên chủ, liền đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thiên hình thần điện, ta sẽ đi. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, trong mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, hắn sớm muộn sẽ tìm hình thiên chủ tính sổ sách. Hình thiên chủ tay ở dưới mấy cái hắc yên vệ, cũng là kinh dị vạn phần thoát đi mà đi. Diệp Thần thật không có cùng những tiểu lâu la này tính toán, hắn ghi nhớ lấy huyền yêu lão tổ an nguy. Huyền yêu lão tổ bây giờ đã vô cùng hư nhược, bị hình thiên chủ giày vò quá sâu, vết thương chẳng chịt ngấn, Diệp Thần vội vàng thi triển hỗ tự quyết, dung luyện rất nhiều thiên tài địa bảo, một cái lẫn nhau chữ mang theo dư thừa linh khí, rót vào huyền yêu lão tổ thể nội. Rất nhanh, huyền yêu lão tổ vết thương trên người, liền nhanh chóng khép lại, thậm chí ngay cả sắc mặt đều khôi phục hồng nhuận. Nhưng, từ nơi sâu xa, Diệp Thần lại cảm thấy, tại huyền yêu lão tổ thể nội, tựa hồ quanh quẩn một cỗ tử khí. Cổ tử khí này thậm chí vượt qua tử vong khái niệm bản thân, là một loại nào đó cấm kỵ một dạng tồn tại, không cách nào hóa giải. Huyền yêu tiền bối, ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, hắn phát hiện mình thi triển hỗ tự quyết cùng siêu độ pháp tắc, đều không thể hóa giải mất huyền yêu lão tổ thể nội tử khí, đó tựa hồ là cực kỳ đáng sợ cấm kỵ ám chất, giống như giỏi trong xương âm hồn bất tán. Huyền yêu lão tổ lắc đầu, thở dài một hơi, nói, không cần uổng phí sức lực, Diệp Thần, ta nhìn trộm cấm kỵ. Ta nhất định phải chết, ta là treo một hơi, quả thực là kéo tới ngươi buông xuống, là muốn đem cái này cấm kỵ bí mật nói cho ngươi. Diệp Thần lập tức sợ hãi, nói, cái gì cấm kỵ bí mật? Huyền yêu lão tổ con mắt híp lại, cảm thụ được Diệp Thần vừa mới đánh vào trong cơ thể mình lẫn nhau chữ, nói, ngươi hẳn là cũng nhìn trộm qua cấm kỵ đi. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nói, cái gì cấm kỵ, ta không biết. Huyền yêu lão tổ nói, ngươi không biết. Vậy ngươi nắm giữ lẫn nhau chữ diệu pháp, là ai dạy ngươi? Như thế âm dương cân đối hỗ sinh vô thượng đại đạo, là thế giới trung cực chân lý, cũng là kinh khủng nhất cấm kỵ, ngay cả trụ thần đều không thể theo dõi. Diệp Thần ngẩn ngơ, bàn tay hư nắm,
lòng bàn tay hiện ra một cái lẫn nhau chữ, kiểu chữ cương kình nghiêm chỉnh, hiện ra âm dương chia đều đại đạo diệu uẩn, mặc kệ trẻ dọc cắt ngang, cái này lời vừa vặn có thể phân chia thành chỉnh tề hai nửa, vô luận là trên dưới điên đảo hay là hai bên lật đổ, kiểu chữ cơ cấu cũng sẽ không có chút thay đổi, diệu tới cực điểm. Cái chữ này sao, là một vị lão tiền bối ban cho ta quên tên của hắn, dường như là cấm kỵ tồn tại. Ta chỉ biết là, hắn là 72 trụ thần một trong. Diệp thần nhìn mình trong tay lẫn nhau chữ, toàn thân cũng không nhịn được một hồi dùng mình. Hắn tựa hồ đã tiếp xúc qua cấm kỵ, nhưng hắn cũng không biết đó chính là cấm kỵ. Huyền yêu lão tổ cũng là có chút điểm không hiểu kinh dị, hướng Diệp thần vẫy tay, nói, người đi vào lại nói. Diệp thần ngưng trọng gật gật đầu, tinh thần nhoáng một cái, liền cùng huyền yêu lão tổ tiến vào trong cửu âm trấn yêu tháp, hai người tề thi phù văn che đậy thiên cơ, coi như biết rõ đề cập tới cấm kỵ thiên cơ, khó mà che đậy, nhưng hai người vẫn là làm như vậy, cầu một cái tâm lý an ủi. Hô! Huyền yêu lão tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, kỳ thực bằng vào ta thực lực, hình thiên chủ còn không có tư cách cầm xuống ta, là ta nhìn trộm cấm kỵ, gặp ách phạt, thân chịu trọng thương, lúc này mới bị hắn nhặt được tiện nghi. Diệp thần liền vội vàng hỏi, đến cùng là cái gì cấm kỵ? Huyền yêu lão tổ nhíu mày, sờ lên cằm, tựa hồ hắn nói tới cấm kỵ, vô cùng phức tạp, hắn cũng tại cân nhắc ngôn từ. Đang trầm ngâm một lúc lâu sau, huyền yêu lão tổ mới lên tiếng, là thế giới ban sơ cấm kỵ, dính đến âm dương đại đạo, ta tới đế giới vũ trụ, cũng không phải là muốn cướp đoạt thần khí này, chỉ là muốn xuyên thấu qua vùng vũ trụ này hạch tâm, chính là cái kia âm dương mệnh luân, đẩy ngược âm dương đại đạo, nhìn trộm thế giới ban sơ huyền bí. Diệp thần trái tim đập bịch bịch, yên lặng lắng nghe. Huyền yêu lão tổ nói, đó là ngay cả thiên mẫu nương nương cũng không dám theo dõi lĩnh vực cấm kỵ, nhưng ta vẫn đi. Diệp thần nhịn không được nói, vì cái gì? Huyền yêu tiền bối, người nói cấm kỵ, ngay cả thiên mẫu nương nương cũng không dám nhìn trộm, người tại sao muốn mạo hiểm? Huyền yêu lão tổ cười ha ha một tiếng, cởi mở nói, nguyên nhân rất đơn giản, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đại đạo ngay ở chỗ này, có theo dõi cơ hội, ta há có thể bỏ lỡ. Coi như bỏ mình, có thể nhìn thấy trung cực đại đạo, dù chết cũng không uổng công. Nghe vậy, Diệp thần nội tâm lập tức một hồi rung động. Lẩm bẩm nói đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Huyền yêu lão tổ nói, không tệ, ta nhìn trộm cấm kỵ, cũng không phải nghĩ lấy được chỗ tốt gì, chỉ là vì dòm ngó thế giới chân tướng. Ta thấy được đại đạo trung cực, tại vô biên thiên cơ trong sương mù, ta nhìn thấy hai vị cường giả danh hào. Diệp thần trong lòng căng thẳng, nói, ai? Huyền yêu lão tổ nói, Dương thần, Thủy tổ đại đế. Âm thần, Trung yên đại đế. Diệp thần nói, Dương thần, âm thần. Huyền yêu lão tổ nói, đúng vậy, bọn hắn là hết thảy người quản lý, thế giới từ trong thái cực sinh ra. Bàn tay hắn hư nắm, một cái âm dương thái cực đồ, tại hắn lòng bàn tay hiện lên, thái cực đồ bên trên, âm dương lưỡng nghi không ngừng tuần hoàn, trong âm có dương, trong dương có âm, vô cùng ảo diệu. Chấm, vốn là, chỉ có âm dương hòa hợp tuần hoàn thế giới, mới thật sự là hoàn mỹ thế giới, nhưng hôm nay, chỉ có thái sơ chi quang tồn tại, bóng tối hắc ám nhưng không thấy. Diệp thần có chút không hiểu khẩn trương, nói, tiền bối, ngươi nói âm thần dương thần, cùng âm dương thái cực, thái sơ chi quang, lại có quan hệ thế nào? Huyền yêu lão tổ bờ môi ông động, muốn nói cái gì, nhưng chợt hắn biểu lộ ngẩn ngơ, lộ ra vẻ cười khổ, nói, ta nói không nên lời. Diệp thần vội la lên, vì cái gì? Huyền yêu lão tổ nói, đây là cấm kỵ. Có một loại đặc thì quy tắc sức mạnh, tại hạn chế ta, ta càng không có cách nào mở miệng, người trước tiên nhớ kỹ hai cái danh tự này, Dương thần Thủy tổ đại đế, âm thần Trung yên đại đế. Diệp thần vội vàng nói, hảo, ta nhớ kỹ rồi, Dương thần, âm thần. Thủy tổ đại đế, Trung yên đại đế. Huyền yêu lão tổ lông mày bày ra, nói, rất tốt, thái sơ cùng u ác tính tranh đấu, kỳ thực chính là Dương thần cùng âm thần tranh đấu. Thiện phi thiện, ác phi ác. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Diệp thần ngẩn ngơ, lắc đầu nói, ta nghe không hiểu. Huyền yêu lão tổ thở dài, kỳ thực ta cũng không hiểu, ai, tóm lại, lời ta nói, ngươi trước tiên nhớ kỹ. Ngươi là thế giới biến số, cũng là có khả năng tu chỉnh thế giới người. Âm dương hòa hợp, mới thật sự là hoàn mỹ thế giới, nhớ lấy nhớ lấy. Diệp thần nói, hảo, ta nhớ kỹ rồi, huyền yêu tiền bối, ngươi.
Diệp Thần nhìn thấy Huyền Yêu lão tổ thân thể, lại cấp tốc biến thành quang, muốn hóa thành một chút quang sụp đổ cách nát, khí tức đang nhanh chóng tan biến lấy. Huyền Yêu lão tổ mang theo nụ cười vui mừng, nói, ta xúc phạm cấm kỵ, nhất định là phải chết, Diệp Thần, không cần thương tâm, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ ở âm dương phân hiểu hoàn mỹ thế giới gặp lại. Những thế giới kia căn nguyên cấm kỵ, ngươi bây giờ không thể nhìn trộm, chờ thế giới quy khư ngày, ngươi sẽ biết được hết thảy. Nói đi, Huyền Yêu lão tổ thân thể, liền triệt để hóa thành một chút nhỏ vụn huỳnh quang, triệt để sụp đổ bể nát, giống như có cái gì sức mạnh cấm kỵ, đem thân thể của hắn hóa giải. Diệp Thần ngây dại, liền cảm thấy Huyền Yêu lão tổ nhân quả, đã triệt để từ trong thiên địa tiêu thất, hắn liền phục sinh đều không làm được. Huyền Yêu tiền bối chết. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu một màn trước mắt. Huyền Yêu lão tổ không phải là bị ai giết chết, mà là xúc phạm cấm kỵ, bị cấm kỵ sức mạnh gạt bỏ. Đó là thế giới căn nguyên cấm kỵ. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn xem trong tay lóe lên lẫn nhau chữ, trong lòng tồn suy nghĩ vừa mới Huyền Yêu lão tổ nói cho hắn biết hết thảy, âm dương thái cực, dương thần thủy tổ đại đế, âm thần trung yên đại đế, hắn lấy những thứ này khái niệm làm manh mối, hai con người xuyên thủng tuyên cổ hư không, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đi qua vô tận trong thời không thiên cơ. Hắn muốn nhìn trộm thế giới đầu nguồn, xem cái gọi là cấm kỵ, đến cùng là những thứ gì. Mặc dù, Huyền Yêu lão tổ đã cảnh cáo Diệp Thần, gọi hắn bây giờ không cần nhìn trộm cấm kỵ, bằng không rất có thể muốn xảy ra chuyện. Nhưng, Diệp Thần như thế nào nhịn được? Ánh mắt của hắn, giống như quán xuyên vô tận đi qua, trước mắt lại bị vừa dày vừa nặng thiên cơ mê vụ che đậy, sau đó lại tại trong vô tận mê vụ, hắn thấy được một cái đồ án. Đó là một bức âm dương thái cực đồ, in vào thế giới trung ương, âm dương lưỡng nghi không ngừng xoay tròn lấy, âm hào bên trong có một khỏa dương mắt cá, dương hào bên trong có một khỏa âm ngư mắt. Trong dương có âm, trong âm có dương, sinh sinh tuần hoàn không ngừng. Không ngừng tuần hoàn xoay tròn âm dương thái cực đồ, chính là thế giới ban sơ đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Diệp Thần nhìn thấy thiên địa vạn vật, thế giới vũ trụ, vô tận thời không, đều dọc theo không ngừng xoay tròn âm dương đồ án, diễn sinh ra tới, tạo hóa tự nhiên. Hắn lại nhìn thấy trong cái kia âm dương đồ, âm dương lưỡng nghi tất cả đản sinh ra một người. Hai thân ảnh như thế giới thủ hộ giả, sừng sững ở trên thái cực đồ. Diệp Thần nghĩ nhìn trộm thân ảnh của bọn hắn, tiếp đó liền cảm thấy hai mắt một hồi kịch liệt nhói nhói, tiếp đó là đại não nhói nhói, linh hồn phảng phất bị xé nứt, một cỗ mãnh liệt khí tức kinh khủng, hướng về hắn phản phệ tới. Cỗ khí tức này, không cách nào hình dung, cho Diệp Thần cảm giác, chính là một loại kinh khủng cấm kỵ, chỉ cần nhiễm một chút, hắn sẽ chết. Cảm thấy được một màn này Diệp Thần, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hỗ tự quyết đánh vào trước người hộ thể, thần thức hoàn toàn thu liễm trở về. Oanh! Một đạo màu đen lôi đình, hết cách tới từ trên trời chém giết xuống, chém nát Diệp Thần chỗ cửu âm trấn yêu tháp, một tia chớp vừa hung ác bổ vào trên người hắn. Cho dù Diệp Thần có thần giáp mệnh tinh cùng hỗ tự quyết hộ thể, cứng rắn chịu một kích này lôi đình, cũng cảm thấy toàn thân một hồi như tê liệt đau đớn. Đau quá! Ta thiếu chút nữa thì xúc phạm cấm kỵ. Diệp Thần khẽ cắn môi. Cả người xuất mồ hôi lạnh. Hắn không bỏ xuống được đồ vật quá nhiều, cuối cùng không có khả năng giống Huyền Yêu lão tổ như thế, không để ý tính mệnh đi nhìn trộm cấm kỵ. Hắn vừa mới thiếu chút nữa thì xúc phạm cấm kỵ, may mắn kịp thời thu hồi ánh mắt. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng thu nhận thiên kiếp hàng phạt, bầu trời đã đen kịt một màu, phía dưới lên mưa to, rầm rầm dính ướt thân thể của hắn. Phía dưới Dương Thiên Cổ cùng Dương Thiên gia tộc người, thấy tình thế không ổn. Đã sớm không biết trốn đến nơi nào, giữa thiên địa, lẻ loi, cũng chỉ có Diệp Thần một người. Đại đạo trung cực là cái gì? Là cô độc a, huynh đệ của ta. Diệp Thần hết cách tới, nhớ tới hắc ám huynh đệ hội ám ngữ. Xoát! Đen như mực màn trời bên trong, có một viên sao băng xẹt qua, viên này lưu tinh rạch ra nước mưa, rạch ra lôi điện, mang theo một tia óng ánh quang huy, cuối cùng buông xuống đến Diệp Thần trước mặt. Lại là Thương Thiên Lạc Nguyệt. Nước mưa cũng làm ướt Thương Thiên Lạc Nguyệt thân thể mềm mại, nàng quần áo kề sát ở trên người, thước tha uyển chuyển dáng người đường cong, đều bị phác họa mà ra, nàng xem thấy Diệp Thần toàn thân ướt nhẹp cô độc bộ dáng, trong mắt tràn đầy thống khổ xót thương chi ý. Diệp lang, ta tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt cúi người tới, ôm chặt lấy Diệp Thần, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi phát xanh, vội vàng đem bờ môi của mình đụng lên đi, cho Diệp Thần một cái ấm áp hôn.
Diệp Thần nhận được Thương Thiên Lạc Nguyệt một hôn, một cỗ linh khí nhập thể, trạng thái tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều, lấy lại tinh thần, nhìn xem Thương Thiên Lạc Nguyệt thanh lệ gương mặt, hắn toàn thân run lên, nói. Lạc Nguyệt, người đã đến. Thương Thiên Lạc Nguyệt rơi lệ, nước mắt tan biến tại trong mưa, nàng xem thấy Diệp Thần bộ dáng, tựa hồ cảm thấy được cái gì, có chút kinh hoàng nói, ngươi. Ngươi nhìn trộm cấm kỵ, ngươi cũng nhìn thấy cái gì. Cơ thể của Diệp Thần chấn động mạnh, nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn trộm, hắn dùng như nói mê ngữ khí nói. Ta thấy được thế giới khởi nguyên, đó là một bức âm dương thái cực đồ, ta nhìn thấy vô tận âm dương tuần hoàn bên trong, đản sinh ra hai vị cường giả, là Dương Thần, Âm Thần. Hai vị kia sừng sững ở âm dương phía trên cường giả, Diệp Thần mặc dù không có thấy rõ thân ảnh của bọn hắn, nhưng tâm tư khác hiểu ra, đã đoán được, hai vị kia cường giả, nhất định chính là Huyền Yêu lão tổ nói tới Dương Thần cùng Âm Thần. Thương Thiên Lạc Nguyệt nghe được hai cái này danh hào, lập tức giật mình kêu lên, lại vội vàng hôn Diệp Thần, phủ kín nổi miệng hắn, hôn xong lại lấy tay che lại miệng hắn, nói. Tốt, đừng nói nữa, đây là cấm kỵ. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, kéo xuống Thương Thiên Lạc Nguyệt tay, nói, ân, ta biết. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần đã đoán được, cái gọi là Dương Thần, kỳ thực chính là Thái Sơ Chi Quang. Mà Âm Thần, chính là vực sâu u ác tính. Không, hoặc chuẩn xác hơn điểm tới nói, Dương Thần chấp trưởng Thái Sơ, Âm Thần chấp trưởng vực sâu. Cho nên nói quang minh không phải tốt, u ác tính không phải ác, Thái Sơ cùng vực sâu, chỉ là thái cực hai mặt, không quan trọng thiện ác. Nhưng Huyền Yêu lão tổ nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, đây cũng là có ý tứ gì? Diệp Thần trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không thông, thế giới chân tướng, có thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Diệp Lang, không cần suy nghĩ nữa, ta sợ. Thương Thiên Lạc Nguyệt nắm lấy Diệp Thần tay, đặt ở chính mình trên ngực, mười phần đau thương lại lo lắng khủng hoảng nói. Ân. Diệp Thần gật gật đầu, Huyền Yêu lão tổ đã bởi vì cấm kỵ mà chết, hắn biết. Mình bây giờ còn không có tư cách đi chạm đến những thứ này cấm kỵ, cưỡng ép theo dõi mà nói, hắn rất có thể cũng muốn chết. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần nhìn xem Thương Thiên Lạc Nguyệt, nói, Lạc Nguyệt, ngươi như thế nào xuống? Ngươi đem Tô Tửu thế nào? Diệp Thần còn nhớ rõ, phía trước tại Hắc Ám Xâm Lâm thời điểm, là trụ thần phụ thân Tô Tửu, ngăn cản Thương Thiên Lạc Nguyệt. Bây giờ Thương Thiên Lạc Nguyệt tới, nhưng lại không thấy Tô Tửu, Diệp Thần liền có chút lo lắng. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, Diệp Lang, ta lo lắng ngươi a, cho nên liền xuống rồi, cái kia bị trụ thần phụ thân nữ nhân sao? Ta đã đem nàng giết, ngươi yên tâm, nàng cũng lại không mê hoặc được ngươi, hì hì. Nói xong lời cuối cùng, nàng vui mừng cười cười, lại có chút giành công bộ dáng. Diệp Thần lạnh cả tim, nói, ngươi giết nàng. Hắn một chút suy tính, quả nhiên liền cảm giác được, Tô Tửu đã chết. Thương Thiên Lạc Nguyệt vô cùng hung ác, át chủ bài tề xuất, đem Tô Tửu chém thành muôn mảnh, chém thành bọt máu. Tô Tửu tuy có trụ thần phụ thân, nhưng ở thiên địa quy tắc cùng trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, trụ thần rõ ràng cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu sức mạnh, đối mặt điên cuồng Thương Thiên Lạc Nguyệt, nàng cũng là ngăn cản không nổi, có thể cho Diệp Thần dây dưa đến bây giờ, đã là cực hạn. Thương Thiên Lạc Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, nói, đúng vậy a, Diệp Lang. Ta đã giết nữ nhân kia, người không thích sao? Người còn thích nữ nhân kia? Diệp Thần nội tâm một hồi phân ý, nhưng thấy đến Thương Thiên Lạc Nguyệt cái kia thanh tịnh lại lưu luyến si mê tới cực điểm ánh mắt, hắn liền không lời có thể nói. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với hắn lưu luyến si mê quá sâu, đã ma, hắn vô luận nói cái gì đều vô dụng, nếu có trách cứ ngữ điệu, còn có thể gây nên Thương Thiên Lạc Nguyệt phản tâm, thêm một bước làm ra cử động điên cuồng. Tính toán, không có gì. Diệp Thần cũng lười lại nói, trong lòng đáng thương Tô Tửu, nhưng may mắn hắn đã nắm giữ hỗ tự quyết, đối với âm dương sinh tử chi đạo, tinh nghiên sâu hơn, chờ đi ra, hắn có thể đem Tô Tửu phục sinh, cũng coi như bù đắp. Chỉ là Thương Thiên Lạc Nguyệt hung ác như vậy khốc cay tính khí, nếu không tiến hành chế ước, về sau nhất định sinh đại họa. Thương Thiên Lạc Nguyệt kéo cánh tay hắn, hào hứng nói, Diệp Lang, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, người muốn giết ai, Hình Thiên Chủ sao? Ta có thể giúp ngươi. Coi như ngươi muốn giết cái kia Hồng Quân, ta cũng đều vì ngươi không chối từ. Giới này thiên cơ, Thương Thiên Lạc Nguyệt cũng đại khái bắt được, biết Diệp Thần cùng Hình Thiên Chủ ở giữa, tranh đấu còn chưa có giải quyết. Diệp Thần trong lòng hơi động, có Thương Thiên Lạc Nguyệt trợ lực mà nói, hắn muốn đối phó Hình Thiên Chủ, vậy thì không sơ hở tí nào.
Bây giờ Diệp Thần thu phục thiên hình 12 kiếm, đã không có độ khó, nhưng muốn đoạt lấy đế rơi vũ trụ, nhất định phải giải quyết đi hình thiên chủ. Hình thiên chủ kinh doanh nhiều năm, Diệp Thần có thể cảm giác được, hình thiên chủ linh hồn, đã cùng âm dương mệnh luân hòa làm một thể, âm dương mệnh luân là đế rơi vũ trụ hạch tâm, hắn nhất thiết phải diệt trừ hình thiên chủ, mới có thể trưởng khống âm dương mệnh luân, tiến tới trưởng khống toàn bộ đế rơi vũ trụ. Tốt lắm, Lạc Nguyệt, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền cùng đi đối phó hình thiên chủ, nhưng mà... Diệp Thần nhìn xem Thương Thiên Lạc Nguyệt, muốn nói lại thôi. Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, nhưng mà cái gì? Diệp Thần nặng nhiên nói, ngươi về sau, không thể lại làm tổn thương ta người bên cạnh. Thương Thiên Lạc Nguyệt cau mũi một cái, nói, hừ, vậy cũng chưa chắc. Nếu là có nữ nhân nào dám tới gần ngươi, ta liền làm thịt nàng. Ngươi là ta, ai cũng không thể cướp. Diệp Thần gặp nàng trong mắt tinh mang lấp lóe, sát khí lộ ra, thực sự tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, mà là thật muốn giết sạch nữ nhân bên cạnh hắn. Hắn trầm mặt nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta cũng không cần ngươi. Thương Thiên Lạc Nguyệt hừ một tiếng, nhìn xem hắn nói, ngươi không quan tâm ta, ta liền đem tay ngươi gân gân chân đánh gãy, gọi ngươi không thể động đậy, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, nơi nào chạy không được đi. Diệp Thần lập tức dùng mình, nhìn về phía trong ánh mắt nàng, cũng là lộ ra thất vọng, bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét. Thương Thiên Lạc Nguyệt cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, vội vàng hi hi cười cười, nói, chỉ đùa một chút, Diệp Lang, ta như thế nào cam lòng thương ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, không đi tìm những nữ nhân khác, ta liền đối với ngươi tốt. Nói xong liền dựa vào tại Diệp Thần trên đầu vai, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Diệp Thần thở dài một tiếng, biết mình là chọc phiền toái. Đối với Thương Thiên Lạc Nguyệt, hắn thực sự không biết xử lý như thế nào. Trong lòng suy nghĩ phút chốc, hơi có đối sách, ân, chờ ta nhận được hình chi mảnh vụn, luân hồi địa ngục kích thước hơi lớn, ta gọi nàng đi xem quản địa ngục, tránh khỏi nàng chạy loạn khắp nơi nháo sự. Nếu như nàng không biết hối cải, quả thực là muốn giết ta người bên cạnh, cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là đem nàng trấn áp cầm tù tại trong địa ngục. Diệp Thần tuyệt đối không thể tùy ý Thương Thiên Lạc Nguyệt tàn phá bừa bãi, nếu như đối phương thật sự quá mức mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ra tay, coi như đem nàng trấn áp đến trong địa ngục đi, cũng là không năng thủ mềm nhũn, bằng không tai họa càng lớn. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đầy đủ trấn áp Thương Thiên Lạc Nguyệt. Thương Thiên Lạc Nguyệt mạo hiểm buông xuống không không lúc nào khoảng không, thật sự là một quyết định sai lầm, tại không không lúc nào chống không quy tắc hạn chế phía dưới, nàng thực lực tối đa chỉ là đỉnh cấp thiên đế. Cực hạn bộc phát mà nói, có thể sẽ có siêu phẩm thiên đế sức mạnh, nhưng cũng không thể đạt đến tinh không bỉ ngạn sức mạnh. Thật sự đánh nhau, bây giờ Thương Thiên Lạc Nguyệt, không phải Diệp Thần địch thủ. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với Diệp Thần lưu luyến si mê vạn phần, ôm cánh tay hắn cũng không chịu buông ra. Diệp Thần sờ sờ tóc nàng, vừa mới hắn nhìn trộm cấm kỵ, đạo tâm tinh thần rất là hao tổn, bây giờ có Thương Thiên Lạc Nguyệt làm bạn ở bên người, tinh thần cũng là sảng khoái rất nhiều. Nếu như Thương Thiên Lạc Nguyệt chịu an phận một chút mà nói, Diệp Thần chắc chắn sẽ không tổn thương nàng. Đêm đó, Diệp Thần tìm một chỗ yên tĩnh, cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt ôm ngủ. Hai người nghỉ ngơi một đêm, tới sáng sớm hôm sau, chính là kết bạn hướng về âm chi giới bay lượn mà đi. Không gian lệnh sứ huyết giận, đã trở thành Diệp Thần tù nhân, ma nữ Bùi Vũ Hàm bỏ trốn mất dạng, Lãnh Khuynh Xương cũng bị Diệp Thần thu, bây giờ chỉ cần sẽ giải quyết đi hình thiên chủ. Nơi đây nhân quả liền có thể chấm dứt. Diệp Thần tâm tình, cũng là có chút chờ mong, chỉ mong tại nhân quả chấm dứt sau, có thể thuần phục Thương Thiên Lạc Nguyệt giã tính, để cho nàng an phận một điểm, đừng có lại sát lục sinh sự. Hai người tay nắm tay, đi tới âm chi giới. Diệp Lang, ngươi nhìn, chúng ta đến âm chi giới. Vừa đến âm chi giới, hai người liền cảm thấy từng đợt âm sát kình phong, gào thét đập vào mặt, rét lạnh cuốn tới, Thương Thiên Lạc Nguyệt chỉ vào phương xa. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh dị. Chỉ thấy phương xa đại địa, âm chi giới trung ương, đó là hình thiên chủ lãnh địa, thiên hình thần điện. Bây giờ, thiên hình thần điện, có một tia hắc khí, từ từ bay lên, thẳng tắp như cột khói, nối thẳng trên trời treo màu đen đại nhật. Cái kia một vòng màu đen đại nhật, chính là âm dương mệnh luân âm diện. Bây giờ, thiên hình thần điện cùng âm dương mệnh luân ở giữa, liền thành lập nên một loại đặc thù nào đó cộng minh. Âm dương mệnh luân không ngừng phóng xuất ra từng sợi bàng bạc linh khí, chút xuống đến thiên hình thần điện. Diệp Thần xa xa nhìn lại, liền thấy thiên hình thần điện bao phủ một tầng hắc ám vòng bảo hộ, trên vòng bảo vệ phù văn lưu truyền,
lại có từng đạo âm dương đồ đằng hiện lên, vô cùng ảo diệu, pháp tắc nghiêm mật. Ở tầng này âm dương vòng bảo hộ che chở cho, cả tòa thiên hình thần điện, quả thực là vững như thành đồng, hình thiên chủ tỏa chấn trong đó, như lập thế bất bại. Hắn hẳn phải biết chúng ta muốn tới, đây là muốn thể sống chết phòng thủ. Diệp thần ánh mắt phát lạnh, nhìn hình thiên chủ bộ dáng, hiển nhiên là muốn dựa vào địa lợi đại thế, chờ đợi hắn cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt tới cửa. Nếu như là ở bên ngoài đánh nhau mà nói, Diệp thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt liên thủ, chỉ sợ trong vòng ba chiêu, là có thể giải quyết đi hình thiên chủ. Hình thiên chủ tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên gắt gao phòng thủ, hiến tế đại lượng thiên tài địa bảo cùng nhân mạng tài nguyên, cùng âm dương mệnh luân lấy được cộng minh, nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động. Diệp thần nếu như muốn chấp trưởng âm dương mệnh luân mà nói, nhất thiết phải trước tiên diệt trừ hình thiên chủ, cũng chính là muốn đích thân tới cửa, giết tới thiên hình thần điện, mới có đánh giết hình thiên chủ khả năng. Nhưng, hình thiên chủ có đầu rút cổ không ra, hắn cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt cường công, phong hiểm lại không nhỏ, ở trên địa bàn người khác chiến đấu, cũng vô cùng nguy hiểm. Tên kia, tựa hồ còn nghĩ triệu hoán vũ thần A. Thương Thiên Lạc Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, tựa hồ thấy được cấp độ càng sâu nhân quả. Triệu hoán vũ thần. Diệp thần đôi mắt ngưng lại, lần nữa nhìn về phía thiên hình thần điện vọt lên cột khói, cái kia cột khói thẳng tắp trùng thiên, cùng âm dương mệnh luân cộng minh đồng thời, tựa hồ còn tại thu hút một loại nào đó quỷ bí khí tức. Đó là đế rơi vũ trụ bên ngoài, hắc ám xâm lâm khí tức. Hắc ám xâm lâm, chôn giấu vũ thần cùng trụ thần tàn cốt, có hai vị trụ thần lưu lại ý chí. Bây giờ, hình thiên chủ tựa hồ muốn triệu hoán vũ thần ý chí buông xuống, mượn dùng vũ thần sức mạnh. Vũ thần cùng trụ thần, hai vị này trụ thần, đã sớm từ thân luyến đã biến thành cừu nhân, lẫn nhau thảm liệt chém giết, dẫn đến song song vẫn lạc. Diệp thần phía trước cùng trụ thần từng có thiện duyên, cái kia không cần phải nói, hắn chắc chắn liền cùng vũ thần kết thù. Coi như hắn cùng vũ thần, xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ bằng hắn cùng trụ bạn chi kỳ hảo, cũng đủ để gây nên vũ thần cừu hận. Hình thiên chủ không biết là trùng hợp, vẫn là phát giác được điểm này. Càng là muốn triệu hoán vũ thần sức mạnh buông xuống. Một khi vũ thần ý chí buông xuống, Diệp thần tất nhiên lọt vào điên cuồng căm thù cùng đả kích. Chúng ta đi ngăn cản hắn. Thương Thiên Lạc Nguyệt hừ một tiếng, chỉ muốn mau chóng giải quyết đi hình thiên chủ, sau đó cùng Diệp thần song túc song phi, nàng bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về thiên hình thần điện bay đi. Diệp thần đi theo đi lên, hai người rất nhanh liền đi tới thiên hình vòng ngoài thần điện. Chỉ thấy thiên hình thần điện phương viên mấy trăm dặm. Cũng đã bị vườn không nhà trống, tất cả rừng rậm, thành trấn, sơn nhạc, toàn bộ bị san bằng tiêu diệt, đại địa bị cắt chém vuông vức, trên mặt đất khắc từng đạo âm dương phủ văn, ký kết thành trận, cùng thiên thượng âm dương mệnh luân cộng minh hô ứng. Diệp thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt, phiêu lập tại thiên hình vòng ngoài thần điện, còn không có tính toán cỡ nào tới gần, đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt trận pháp uy áp. Hình thiên chủ lấy thần điện làm hạch tâm, hiến tế đại lượng tài nguyên, cùng âm dương mệnh luân cộng minh. Lấy được âm dương mệnh luân chúc phúc, trận pháp uy áp cực lớn, như nước thủy triều như biển, từng cố cường đại lực lượng vô hình, bóp méo không gian, làm cho thần điện bốn phía hư không, đều lộ ra bốc hơi xoay rách hình thái. Diệp thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt đều có loại cảm giác bị xé nứt một dạng, Thương Thiên Lạc Nguyệt phất tay đánh ra từng đạo thiên đế thủ hộ phù văn, chống cự lại chung quanh áp lực, nhìn xem thiên hình thần điện nghiêm mật phòng ngự bộ dáng, nàng gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Diệp lang, cái này hình thiên chủ muốn làm con rùa đen rút đầu, bố trí xuống cái này lồng che trời mà âm dương trận pháp, chúng ta muốn phá sát đi vào, sợ là không quá dễ dàng a. Cả tòa thiên hình thần điện, đều bị một cái màu đen trận pháp vòng bảo hộ bao trùm, xuyên thấu qua màu đen kia trận pháp vòng bảo hộ, có thể nhìn thấy vòng bảo hộ bên trong, có thiên hình thần điện từng cái cường giả, xách theo đao thương kiếm kích các loại, cẩn thận đề phòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt hai người. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thiên Đế, còn có. Lạc Thần, hừ, các ngươi tới thật tốt a, có bản lĩnh liền tấn công vào đến đây đi. Hình Thiên Chủ âm thanh, liền từ trận pháp vòng bảo hộ bên trong truyền tới, tràn ngập phẫn hận vẻ chế nhạo. Hắn đã không cách nào cùng Diệp Thần chống lại, chỉ có thể mượn dùng địa lợi chi tiện, dựa vào trận pháp phản kháng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tiếp tục như thế không phải biện pháp, hắn nhất định phải khác mưu đối sách. Cho nên bây giờ hình thiên chủ, ngay tại triệu hoán vũ thần sức mạnh. Đây là phi thường cử động nguy hiểm, một khi triệu hoán thành công, dựa vào vũ thần sức mạnh, hắn tất nhiên có cơ hội phản sát Diệp thần,
nhưng vũ thần trụ thần thiên uy, nhưng cũng có thể đem hắn bao phủ nghiền nát. Nhưng đến một bước này, hình thiên chủ cũng không lo được nhiều như vậy, đây là muốn liều mạng. Thương Thiên Lạc Nguyệt là cay tính khí, nghe được hình thiên chủ âm thanh, nàng hừ một tiếng, liền nghĩ xuất kiếm phá trận, bị Diệp Thần đè xuống tay. Đừng xung động, trận pháp này, người không phá hết. Diệp Thần đè lại Thương Thiên Lạc Nguyệt nói, bao phủ thiên hình thần điện âm dương trận pháp, tương đương nghiêm mật, thậm chí đã cùng âm dương mệnh luân lấy được cộng minh, nếu là tùy tiện đánh mà nói, không những không thể phá trận, ngược lại sẽ thu nhận âm dương mệnh luân trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ? Thương Thiên Lạc Nguyệt có chút nóng nảy, hướng về phía trận pháp hô. Hình thiên chủ, người có bản lĩnh liền lăn đi ra. Hình thiên chủ cười ha ha, nói, các người có bản lĩnh liền tấn công vào tới. Thương Thiên Lạc Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn về phía âm chi giới đứng sừng sững lấy từng thanh thiên hình kiếm, nói, đi thôi, trước tiên thu lấy nơi này thiên hình kiếm lại nói. Lôi kéo tay của nàng, rời đi thiên hình thần điện địa bàn phạm trù. Thương Thiên Lạc Nguyệt tinh thần cũng thoáng ổn định lại, nhìn xem âm chi giới cắm 6 thanh thiên hình kiếm, suy nghĩ nói. Cái này 6 thanh thiên hình kiếm, lôi, thủy, huyễn, địa, ám, không, phía trước 5 thanh kiếm còn dễ nói, cuối cùng này một cái vô chi kiếm, tựa hồ đã đản sinh ra kiếm linh A. Nàng tâm tư 10 phần nhạy cảm, nhìn quanh âm chi giới thiên hình lục kiếm, đã nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ. Nơi này 6 thanh thiên hình kiếm, mỗi một chiếc đều tràn ngập lượn lờ hung hãn hình phạt sát khí, nàng liền một cái đều không thể trưởng khống. Tại trong 6 thanh thiên hình kiếm, để cho Thương Thiên Lạc Nguyệt cảm thấy kiêng kỵ, chính là vô chi kiếm. Cái thanh kia vô chi kiếm, tràn ngập một cỗ hư vô khí thức, phảng phất có thể để cho chư thiên vạn vật đủ loại, đều trầm luân tại hư vô trong vòng xoáy đi, triệt để phân giải. Thậm chí, Thương Thiên Lạc Nguyệt cảm thấy, cái thanh kia vô chi kiếm, đã đản sinh ra ý thức của mình, theo lý thuyết, có kiếm linh. Đích xác sinh ra kiếm linh. Diệp Thần nhắm mắt hơi hơi cảm ứng một chút, đích xác cũng cảm giác được, vô chi kiếm tình huống, cùng trước đây phệ chi kiếm giống, cũng đã đản sinh ra kiếm linh. Ta đã có 6 thanh thiên hình kiếm, nếu như có thể tập hợp đủ còn lại 6 thanh, thiên hình 12 kiếm tề tụ, hình chi mảnh vụn về hợp, cũng có thể công phá hình thiên chủ thủ hộ đại trận. Diệp Thần trầm ngâm nói, nếu như có thể tập hợp đủ thiên hình 12 kiếm, hắn phá trận ắt có niềm tin. Thương Thiên Lạc Nguyệt vui mừng, nói, hảo, Diệp Lang, cần ta giúp một tay sao? Diệp Thần nói, thu lấy vô chi kiếm, có thể có chút gian khổ, người giúp ta tốt nhất. Vô chi kiếm quyền năng, cùng phệ chi kiếm tương đương, hai thanh kiếm này, là thiên hình 12 kiếm lợi hại nhất hai thanh kiếm. Phía trước Diệp Thần thu lấy phệ chi kiếm thời điểm, có thể nói là hao hết sức chín châu hai hổ, hung hiểm trọng trọng, bây giờ có Thương Thiên Lạc Nguyệt ở bên người, hắn chỉ hy vọng có thể thuận lợi điểm. Thương Thiên Lạc Nguyệt vui vẻ nói, hảo. Lại nói, cái kia những thứ khác kiếm. Diệp Thần nói, không có việc gì, cái khác thiên hình kiếm, vẫy tay có thể thu. Nói đi, Diệp Thần tinh thần ý chí liền phóng xuất ra, phát ra mãnh liệt triệu hoán, kêu thêm vẫy tay, một màn kinh người liền xuất hiện. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi nổ thật to vang động, phân tán cắm ở âm chi giới các nơi 5 thanh thiên hình kiếm, lôi chi kiếm, thủy kiếm, huyễn chi kiếm, địa chi kiếm, ám chi kiếm, toàn bộ thoát thổ bay ra, hù dọa phong lôi chi thanh, hướng về Diệp Thần bay vụt mà đến. Toàn bộ âm chi giới, vô số thế lực chấn động, bất quá các phương thế lực cũng sớm đã có đoán trước, cho nên tại Diệp Thần thu lấy thiên hình kiếm thời điểm, tất cả mọi người đều trốn, chỉ sợ lọt vào kiếm khí tai họa. Âm chi giới 6 thanh thiên hình kiếm, chỉ có đản sinh ra kiếm linh vô chi kiếm, tại kháng cự Diệp Thần ý chí, cũng không có nghe triệu mà đến, khác 5 thanh thiên hình kiếm, toàn bộ ùng ùng bay đến bên cạnh Diệp Thần, thu nhỏ thành 3 thước thanh phong, vây quanh Diệp Thần bay múa xoay tròn. Ôi! Thương Thiên Lạc Nguyệt lấy làm kinh hãi, 5 thanh thiên hình kiếm xoay tròn. Lôi đình, hơi nước, mộng ảo, đại địa, hắc ám các loại rất nhiều khí tức, cuốn theo thiên kiếp tội phạt phong lôi, oanh minh không ngừng, tạo thành khí tràng cường đại, nàng lập tức cũng không cách nào tới gần Diệp Thần, bị cổ khí tràng này ép lui lại. Diệp Thần mỉm cười, đem 5 thanh thiên hình kiếm thu hồi. Thương Thiên Lạc Nguyệt vỗ ngực một cái, có điểm tâm có sợ hãi nói, Diệp Lang, những thứ này thiên hình kiếm, thật đúng là lợi hại, ẩn chứa trong đó thiên hình pháp tắc, có thể so với cửu thiên thần lôi kiếp. Thần phạt buông xuống, bẻ gãy nghiền nát, dù cho thiên đế cường giả, cũng không có thể chống đỡ cản. Người chấp trưởng thiên hình pháp tắc,
thực sự là vô địch. Nàng vì Diệp Thần cường đại, cảm thấy mừng rỡ, tiếp đó lại có chút xúc động cùng run rẩy đạo, Diệp Lang, ngươi sẽ không đối với ta dùng hình A. Coi như cường đại hung ác như Thương Thiên Lạc Nguyệt, đối với thiên hình 12 kiếm cũng là rất kiêng kỵ, nàng rất rõ ràng, những cái kia kiếm đạo địa ngục hình phạt, không phải là người ý chí có thể chống đỡ, đừng nói nàng thực lực bây giờ nhận hạn chế, liền xem như đỉnh phong thời điểm, cũng không dám nói có thể gánh vác thiên hình pháp tắc kiếp phạt. Cái gọi là ma ngục mệnh tinh, chủ yếu là diêm ma tử thần thi thể chế tạo mà thành, diêm ma tử thần là trụ thần, thi thể của hắn mang theo phần thiên đại kiếp năng lượng. Những thứ này phần thiên đại kiếp năng lượng, toàn bộ đều hội tụ đến hình chi mảnh vụn bên trong đi. Theo lý thuyết, cái gọi là hình chi mảnh vụn, phân hóa đi ra ngoài thiên hình 12 kiếm, hình phạt uy lực chính là phần thiên đại kiếp uy lực, không có người có thể nấu nổi thiên hình pháp tắc trừng phạt, giống như không có người có thể ngăn cản phần thiên đại kiếp dày vò. Loại này trừng phạt cùng dày vò, đã vượt ra khỏi lòng người cực hạn chịu đựng, trụ thần đều chịu không được. Không hiểu, Thương Thiên Lạc Nguyệt liền sợ. Diệp Thần sẽ đối với chính mình dùng hình. Làm sao lại thế? Diệp Thần khẽ cười cười, giống vuốt ve một con mèo nhỏ giống như, sờ lên Thương Thiên Lạc Nguyệt tóc. Hắn chấp trưởng thiên hình pháp tắc, đương nhiên không biết dùng tới tổn thương người bên cạnh. Bây giờ thiên hình 12 kiếm, Diệp Thần đã nắm giữ 11 thanh, còn kém cuối cùng một cái vô chi kiếm, liền có thể thu thập hoàn thành. Hắn nhìn về phía phương xa vô chi kiếm sừng sững vị trí, trong mắt cũng là hiện ra một vòng nóng bỏng chi ý. Nói. Lạc Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi thu lấy cái kia vô chi kiếm. Chỉ cần lại lấy được vô chi kiếm, thiên hình 12 kiếm liền hoàn chỉnh, đến lúc đó, Diệp Thần chấp trưởng hoàn toàn thiên hình pháp tắc, dựa vào hình chi mảnh vụn cùng độ chi mảnh vụn cường hoành uy lực, hắn có lòng tin oanh phá hình thiên chủ bày ra đại trận. Chỉ cần có thể phá trận, bằng vào hắn cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt sức mạnh, dưới sự liên thủ, đủ để nhẹ nhõm giải quyết đi hình thiên chủ. Ân. Thương Thiên Lạc Nguyệt con mắt lóe sáng lên, có thể cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu, nàng cũng là có chút điểm hưng phấn cùng vui sướng gật gật đầu. Hai người liền hướng vô chi kiếm vị trí bay đi, rất nhanh là đến vô chi kiếm kiếm vực bên trong. Tại trong thiên hình 12 kiếm, vô chi kiếm mang theo mãnh liệt hư vô khí tức, cỗ này hư vô khí tức, tại viễn cổ thời đại, có thể để cho ma thần đạo tâm trầm luân, hóa thành hư vô, tan rã hết thảy ngăn cản ý chí. Hư vô chi khí ký kết thành vòng xoáy, cũng đủ để chôn rất nhiều cường đại ma thần. Cùng vệ chi kiếm so sánh, vô chi kiếm bị thêm vào hư vô khí tức, càng làm cho người ta sợ hãi, đó là hư vô vực sâu, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hòa tan tại hư vô trong vực sâu, so với bị thôn vệ hết càng đáng sợ. Diệp Thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt hai người, đi tới vô chi kiếm kiếm vực, liền thấy phương viên trăm dặm chi địa, đã trở thành một mảnh ao nước, đó là hư vô khí tức ngưng kết mà thành ao nước. Ao nước bên trên tràn ngập hòa hợp sương mù, nhìn từ bề ngoài tựa như mịt mù tiên cảnh, nhưng trên thực tế, nếu như vô ý rơi xuống vào hư vô trong ao, chỉ có thể triệt để bị hòa tan thành hư vô. Không phải là bị thôn phệ, mà là trực tiếp hòa tan hết, hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, cực kỳ khủng bố. Cái thanh kia vô chi kiếm, liền có cao trăm trượng, sừng sững ở hư vô trong ao, xưa cũ thân kiếm tựa như không tồn tại giống như, rõ ràng có thể nhìn đến. Nhưng Diệp Thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt, đều giống như sinh ra ảo giác, giống như chỉ là thấy được một vòng kiếm ảnh, thậm chí kiếm ảnh đều không nhìn thấy, trước mắt căn bản không có kiếm, chỉ có hư vô. Cẩn thận! Diệp Thần nắm Thương Thiên Lạc Nguyệt tay, luân hồi pháp sắp tâm, một cái luân hồi bàn trong lòng hắn hiện lên, một mực thủ hộ lấy đạo tâm của hắn tinh thần, chống đỡ vô chi kiếm hư vô ăn mòn. Cái này vô chi kiếm, mang theo mãnh liệt hư vô khí tức xung kích, nếu như là võ giả bình thường mà nói. Riêng là bước vào mảnh này kiếm vực, đều không cần tới gần vô chi kiếm, cũng không cần rơi vào hư vô trì, chỉ là cỗ này hư vô kiếm khí ăn mòn, cũng đủ để cho người tại trong vô thanh vô tức, hòa tan thành hư vô. Ta không sao, Diệp Lang. Thương Thiên Lạc Nguyệt keng một tiếng, rút trường kiếm ra, cũng là chấn định tâm thần, lấy nàng thực lực, chỉ cần có đề phòng, vô chi kiếm hư vô khí tức, tự nhiên ăn mòn không đến nàng. Ra đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm vô chi kiếm. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trong thân kiếm ẩn giấu một đạo trí tuệ linh thể, không cần nghĩ, vậy tất nhiên là vô chi kiếm kiếm linh. Ông, tại Diệp Thần tiếng nói sau khi rơi xuống, vô chi kiếm phát ra một hồi run rẩy vù vù, chợt chính là một hồi thanh lượng kiếm quang chớp động, một người mặc vàng nhạt cung trang nữ tử, thân ảnh như thật như ảo, chưa từng chi kiếm trên thân kiếm nổi lên. Tiểu nữ tử phù gấm, gặp qua luân hồi chi chủ, gặp qua lạc thần tiểu thư.
Cung trang nữ tử mang theo phức tạp vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉnh đốn trang phục khom người hướng Diệp Thần hai người hành lễ. Diệp Thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt đều là ngẩn ngơ, hai người vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vô Chi Kiếm Kiếm Linh, lại là một nữ tử. Thậm chí, Diệp Thần phát hiện, cái này gọi Phù Gấm nữ tử, tướng mạo thế mà cùng Thiên Mẫu nương nương, giống nhau đến mấy phần. Cẩn thận cảm ứng một chút, Diệp Thần chính là phát hiện, Phù Gấm thế mà dung hợp Thiên Mẫu nương nương thần đạo nhân quả. Thiên Mẫu nương nương có hai mặt, một thần một ma, nàng từng kiếm tẩu thiên phong, kính trọng vực sâu, mượn dùng u ác tính sức mạnh, lấy suy nhược thân thể, lại tại tinh không bỉ ngạn đại sát tứ phương, đây là ma. Về sau, nàng bước vào thiên đạo cảnh, trở thành tinh không bỉ ngạn đỉnh cấp cường giả, liền lên bờ tẩy trắng, cắt chém đi qua ma đạo u ác tính nhân quả, trùng tu huyền môn thần đạo. Phía trước đối mặt phệ chi kiếm, đối mặt thôn phệ kiếm linh thời điểm, Diệp Thần đã từng gặp qua cái kia ma đạo nhân quả kinh khủng, đó là ngày xưa Thiên Mẫu nương nương lưu lại u ác tính khí. Mà tại Phù Gấm trên thân, Diệp Thần lại không nhìn thấy mảy may u ác tính ma khí, chỉ có vô thượng thần quang, ôn hòa, điềm tĩnh, thiện lương, lại rộng rãi mênh mông, như xuân phong hóa vũ, đó chính là Thiên Mẫu nương nương lưu lại thần đạo nhân quả. Cái này Vô Chi kiếm, mảnh này hư vô chỉ, tràn ngập kinh khủng khí tức thâm trầm, vô biên hư vô, phảng phất muốn đem người hòa tan thành hư vô, nhưng Phù Gấm cho người cảm giác, lại là ấm áp cùng thiện bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ lại mà nói, vẫn có thể nhìn thấy Phù Gấm giữa hai lông mày, mang theo Vô Chi kiếm bản thân kiếm khí phong mang, vừa mới Diệp Thần triệu hoán thiên hình kiếm, Phù Gấm lại không nghe triệu, cũng là bởi vì nàng có ý thức độc lập của mình. Diệp Thần cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt đến, lại làm cho thời khắc này Phù Gấm, lộ ra mâu thuẫn biểu lộ. Diệp Lang, nữ nhân này một bộ muốn chết mà không được chết bộ dáng, nàng có thể nghĩ đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ta trước hết giết nàng. Thương Thiên Lạc Nguyệt lông mày vẩy một cái, nhô lên trường kiếm, linh khí sâu chỗ, thân kiếm vù vù, nổ ra một vòng sắc bén kiếm khí, nàng liền chuẩn bị ra tay. Nàng đối với Diệp Thần lưu luyến si mê tới cực điểm, liền không muốn để cho cô gái khác tới gần bên cạnh Diệp Thần, coi như Phù Gấm là kiếm linh, nàng cũng lòng có khúc mắc, muốn một kiếm chém giết, xóa đi hậu hoạn. Phù Gấm sợ hết hồn, vội vàng khom người nói, Lạc Thần tiểu thư, lại không động tới tay, ta. Ta nguyện ý quy thuận. Hàm răng nàng cắn môi đỏ, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, mặc dù rất muốn giữ vững độc lập, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nếu như mình ngoan cố chống lại đi xuống, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần gặp Phù Gấm lại nguyện ý quy thuận, trong lòng vui mừng, gật đầu nói, rất tốt, Phù Gấm cô nương, người nguyện ý quy thuận, kia thật là không thể tốt hơn nữa, người yên tâm. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phù Gấm nhìn xem Diệp Thần ấm áp gương mặt, nội tâm an tâm một chút, lấy lại bình tĩnh, nói, là, đa tạ luân hồi chi chủ chiếu cố, ngươi là Thiên Mẫu nương nương đệ tử, tiểu nữ tử chịu Thiên Mẫu nương nương ân sâu, về sau nhất định thể sống chết hiệu mệnh. Nàng gặp việc đã đến nước này, liền đoạn mất lại chiếm giữ Vô Chi kiếm ý niệm, dự định về sau thật tốt vì Diệp Thần hiệu mệnh. Diệp Thần nhân phẩm, nàng vẫn là rất tin tưởng. Thương Thiên Lạc Nguyệt lại hừ một tiếng, nói, ngươi nói quy thuận liền quy thuận, sợ không phải giáp tâm hại người, muốn giả bộ đáng thương mê hoặc Diệp Lang, ta cũng không tiếp nhận ngươi đầu hàng, ta muốn ngươi chết. Nói đi, Thương Thiên Lạc Nguyệt càng là không nói lời gì, một kiếm suy một tiếng, liền hướng Phù Gấm ám sát mà đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với Diệp Thần lưu luyến si mê như thế, làm sao chịu nhìn thấy cô gái khác bám vào bên cạnh Diệp Thần. Lạc Nguyệt. Diệp Thần kinh hãi, có chút phẫn nộ, không nghĩ tới Thương Thiên Lạc Nguyệt hung ác như thế, Phù Gấm đều đầu hàng, nàng còn muốn động sát thủ. Xương phong điểm hàn mang. Thương Thiên Lạc Nguyệt ra tay cực nhanh, tựa như sấm sét, tam xích kiếm thân ngưng xương lạnh, mũi kiếm một điểm hàn mang nổ tung, đã ám sát đến Phù Gấm ngực phía trước. Phù Gấm cực kỳ hoảng sợ, cũng là không nghĩ tới Thương Thiên Lạc Nguyệt sẽ làm loạn, trong lúc nguy cấp nàng vội vàng lui về phía sau thối lui, lại điều động Vô Chi kiếm hư vô khí tức, lập tức toàn bộ hư vô chỉ rầm rầm phun trào, một mảnh hơi nước nổ lên, đem Thương Thiên Lạc Nguyệt kiếm mang hóa giải mất. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể sống. Nhanh Vũ Yến cùng nhau trục. Thương Thiên Lạc Nguyệt lại là một kiếm, nhẹ nhàng linh động, như bay Yến trục vũ, trong nháy mắt lại giết tới Phù Gấm trước mặt. Phù Gấm thôi động hư vô kiếm khí, ngưng khí thành cương, tranh một tiếng. Đón đỡ ở Thương Thiên Lạc Nguyệt nhất kiếm, cũng đã có chút phí sức. Nàng mất thiên cơ, đối mặt Thương Thiên Lạc Nguyệt khoái kiếm liền công, chỉ có chống đỡ chỗ chống,
khó mà phản kháng. Đủ! Diệp Thần hét lớn một tiếng, biết lại tiếp như vậy, phù gấm liền bị Thương Thiên Lạc Nguyệt giết chết. Mà phù gấm thân là vô chi kiếm kiếm linh, trước khi chết một khi bộc phát, Thương Thiên Lạc Nguyệt cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, đến lúc đó chỉ có cục diện lưỡng bại câu thương. Soát! Diệp Thần thân hình thoát một cái, liền vào tới Thương Thiên Lạc Nguyệt cùng phù gấm ở giữa, phân biệt nắm lấy cổ tay của hai người, cước bộ liền sai, lôi kéo hai người xoay tròn một vòng tá lực. Cái này xoay tròn một vòng, ẩn ẩn liền tạo thành một cái âm dương bát quái vòng tròn, Diệp Thần đã thi triển hỗ tự quyết diệu pháp, tháo bỏ xuống Thương Thiên Lạc Nguyệt cùng phù gấm sức mạnh trên người, lại sợ Thương Thiên Lạc Nguyệt tái phát khó khăn, tay phải hất lên, đem nàng xa xa ngã bay ra ngoài. Diệp Thần sức mạnh khống chế được xảo diệu, Thương Thiên Lạc Nguyệt tuy bị ngã bay, thân thể lại bị một cỗ nhu lực nâng, cuối cùng vững vàng rơi vào hư vô ao nước trên mặt, cũng không có rơi vào trong nước đi. Không có sao chứ? Diệp Thần nhìn về phía phù gấm, nói. Phù gấm vẫn chưa hết sợ hãi, phải Diệp Thần cứu giúp, cảm thấy rất là cảm kích, nói, ta không sao, đa tạ luân hồi chi chủ ra tay. Thương Thiên Lạc Nguyệt thấy thế, cảm thấy một hồi chua xót, cắn răng. Thân thể đột nhiên bật lên dựng lên, dậm chân cướp thủy vọt tới trước, lại rất kiếm hướng Diệp Thần phía sau lưng đâm tới. Một kiếm này không lưu chỗ trống, hết sức hung hãn, càng là hướng về phía giết người đi. Nàng muốn giết Diệp Thần. Nàng mới vừa hướng phủ gấm ra tay, cũng không có hung hãn như vậy, bây giờ một kiếm này, lại tràn ngập xâm nghiêm sát phạt khí tức, thiên đế tức giận vô cùng gây nên quán chú, mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra vù vù bạo hưởng, ven đường thời không đều phá diệt. Ngay cả tia sáng đều bị nàng hung hãn kiếm khí rảo diệt. Từng chút một tinh quang, cũng là từ trên thân kiếm lưu chuyển mà ra, nàng lăng lệ sắc bén sát tâm, lại ẩn ẩn đột phá thiên địa quy tắc hạn chế, điều động một tia tinh không bị ngạn sức mạnh buông xuống, kiếm khí hung mãnh tới cực điểm. Diệp Thần nghe được sau lưng sắc bén tiếng xé gió, lập tức kinh ngạc, nhìn lại, nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt thân kiếm, đã là hoàn toàn đỏ ngầu, nàng tròn mắt tận nứt, ngay cả thể nội máu tươi đều đang thiêu đốt. Khí huyết năng lượng quán chú đến trong thân kiếm đi. Nàng một kiếm này, thật sự điên cuồng liều mạng, muốn đưa Diệp Thần vào chỗ chết. Lạc Nguyệt muốn giết ta. Diệp Thần ngây dại, từ Thương Thiên Lạc Nguyệt trong ánh mắt, hắn thấy được thất vọng, thương tâm, buồn giận, oán hận các loại rất nhiều tâm tình phức tạp, những tâm tình này cuối cùng toàn bộ phối hợp uẩn nhưỡng thành sắc bén sát ý. Nàng muốn giết hắn. Diệp Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, tử vong uy hiếp gào thét mà tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức cuồng mãnh một trường bạo sát mà ra. Ông! Tại Diệp Thần xuất trường đồng thời, hắn sau đầu nổ lên một cái luân hồi bàn, luân hồi mộ táng công táng hư chi pháp, trong nháy mắt bộc phát, đây là đủ để chôn thiên địa, đem vạn vật táng diệt thành hư không kinh khủng một trường, ngưng tụ hắn suốt đời công lực. Tại sống chết trước mắt, Diệp Thần thậm chí nghiền ép huyết long cùng sụp đổ chi chủ sức mạnh, còn có 11 thanh thiên hình kiếm, hiu 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 hiu. Toàn bộ tại trên phía sau hắn luân hồi bàn hiện ra, tất cả thiên hình sát phạt kiếm khí, toàn bộ hội tụ đến hắn một trường bên trong. Đây là vô song một trường, đủ để táng diệt thiên địa, giết phá thời không, Thương Thiên Lạc Nguyệt kiếm, còn không có ám sát đến Diệp Thần, nàng thân thể liền lọt vào Diệp Thần một trường mãnh kích, phịch một tiếng, chỉ một thoáng gân cốt vỡ vụn, cổ họng phun ra máu tươi, gương mặt một chút liền lâm vào trong tái nhợt, ánh mắt cũng biến thành cho tàn, tất cả cảm xúc đều ảm đạm trừ khử tiếp. Bịch, lọt vào Diệp Thần một trường trọng kích Thương Thiên Lạc Nguyệt, thân thể bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nhập vào hư vô trong nước hồ đi. Nàng gân cốt vỡ vụn phía dưới, không có bất kỳ cái gì phòng hộ sức mạnh, hư vô chỉ kinh khủng hư vô pháp tắc, đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, muốn đem nàng triệt để hòa tan thành hư vô. Lạc Nguyệt, Diệp Thần thu về bàn tay, chỉ cảm thấy cẳng tay kịch liệt đau nhức, kinh mạch run rẩy, vừa mới một trường kia là hắn suốt đời chi đỉnh. Thiên đế tới đều muốn bị hắn một trường đánh nổ, hắn chỉ sợ chính mình đã một trường đánh chết Thương Thiên Lạc Nguyệt, vội vàng tiến lên. Phù gấm chợt thấy kinh biến, cũng là hãi dị, vội vàng điều động linh khí, hư vô trong ao dâng lên một đóa hoa sen vàng, đem Thương Thiên Lạc Nguyệt thân thể, từ trong nước hồ nhờ đi lên. Lạc Nguyệt, Diệp Thần tiến lên ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt, chỉ thấy nàng gân cốt vỡ vụn phía dưới, cả người liền như một cái rách nát búp bê vải, ôm toàn thân mềm nhũn như bùn nhão. Xương cốt đã nát hết. Diệp Lang, Thương Thiên Lạc Nguyệt mở to vô lực hai mắt, cười khổ nhìn xem Diệp Thần, nghĩ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhưng nàng liền giơ tay lên khí lực cũng không có, hoặc có lẽ là toàn thân xương cốt đều nát hết, liền một ngón tay đều không thể chuyển động. Diệp Thần có thể cảm giác được,
Thương Thiên Lạc Nguyệt sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, hắn vừa mới cái kia hung mãnh một trường, đánh bể nàng tất cả. Ngươi, vì cái gì, tại sao muốn giết ta? Diệp Thần toàn thân phát run, cắn chặt hàm răng, vừa mới nếu như không phải Thương Thiên Lạc Nguyệt muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không phản kích đến nặng tay như thế. Thương Thiên Lạc Nguyệt si ngốc nói, Diệp Lang, ngươi. Trong lòng ngươi từ đầu đến cuối có khác biệt nữ nhân, thậm chí vì một cái vừa mới gặp mặt nữ nhân, liền muốn phản đối ta. Ta không có biện pháp, ta muốn giết ngươi, đem ngươi biến thành một cỗ thi thể, dạng này. Như vậy ngươi liền không thể hoạt động, liền có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Diệp Thần nghe lời nói này, một hồi dùng mình, vạn vạn không nghĩ tới, Thương Thiên Lạc Nguyệt tâm tính, đã vặn vẹo bệnh trạng đến nước này, thậm chí muốn trực tiếp giết hắn, đem hắn biến thành một cỗ thi thể, như vậy hắn liền vĩnh viễn thuộc về nàng. Ngươi! Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, Thương Thiên Lạc Nguyệt chịu hắn một trường trọng kích, không chỉ là gân cốt vỡ vụn, liền ngũ tạng lục phủ, đều tại táng hư luân hồi pháp ép diệt xuống, hóa thành hư vô, trong cơ thể nàng đã trống không, lại thêm thiên hình kiếm khí ăn mòn dày vò, nàng nhất định thừa nhận đau khổ kịch liệt. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, Thương Thiên Lạc Nguyệt trong mắt cũng không có cái gì thụ hình đau đớn, chỉ có vô tận trống rỗng cùng đau thương. Diệp Lang, người cuối cùng vẫn là đối với ta dùng hình, ta đau quá, bất quá ta sắp chết, cũng sẽ không lại đau. Ta không muốn rời đi ngươi, ta muốn đem linh hồn hiến tặng cho Hồn Thiên Đế, chúng ta sớm muộn có thể cùng một chỗ. Hồn Thiên Đế a. Thương Thiên Lạc Nguyệt đôi mắt nhìn về phía cao xa thiên khung, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngâm sướng, trên cổ mang một khối ngọc trụy, bây giờ oánh oánh phát quang, đây tựa hồ là nàng hộ thân chi vật, không biết có cái gì hiệu dụng. Diệp Thần lập tức một hồi dùng mình, cảm thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt linh hồn, lập tức liền muốn thoát xác bay ra, phải thuộc về tại Hồn Thiên Đế trận doanh. Nàng dù sao cũng là tinh không bị ngạn cường giả, Thương Thiên gia tộc thánh nữ, nếu là quy thuận Hồn Thiên Đế, có trời mới biết sẽ dẫn phát đáng sợ dường nào kết quả. Lạc Nguyệt, đừng xung động. Diệp Thần vội vàng đánh ra một cái hỗ tự quyết, đặt tại Thương Thiên Lạc Nguyệt trên ngực, lại tế ra đạo thiên kiếm, lấy đạo thiên kiếm vì thẻ đánh bạc, duy trì lấy Thương Thiên Lạc Nguyệt sinh cơ. Hỗ tự quyết phát động phía dưới, Thương Thiên trong cơ thể của Lạc Nguyệt, thật giống như nhiều hơn một cái cán cân nghiêng. Cán cân nghiêng một mặt, là Thương Thiên Lạc Nguyệt mệnh. Một chỗ khác, là Diệp Thần đạo thiên kiếm. Cán cân nghiêng hai đầu thẻ đánh bạc, tại hỗ tự quyết cân đối tác dụng phía dưới, đạt đến một loại nào đó cân bằng. Chỉ cần Diệp Thần đạo thiên kiếm còn tại, Thương Thiên Lạc Nguyệt sẽ không phải chết. Nhưng, đạo thiên kiếm linh khí, không ngừng đổ xuống, chảy vào Thương Thiên trong cơ thể của Lạc Nguyệt, thay nàng treo mệnh. Đây chỉ là treo mệnh, cũng không phải là trị liệu, Thương Thiên Lạc Nguyệt thụ thương quá nặng, gân cốt vỡ vụn tạng phủ hóa hư phía dưới, nàng đã không sai biệt lắm là một người chết, căn bản không nhìn thấy mảy may hy vọng chữa khỏi. Diệp Thần đạo thiên kiếm, linh khí không ngừng đổ xuống lấy, chờ đạo thiên kiếm linh khí khô kiệt, hỗ tự quyết cán cân nghiêng cân bằng bị phá vỡ, đó chính là Thương Thiên Lạc Nguyệt tử kỳ. Đến lúc đó, Diệp Thần mất đi đạo thiên kiếm, cũng muốn gặp phản vệ trọng thương. Bất quá khi cái này liên quan đầu, vì cho Thương Thiên Lạc Nguyệt treo mệnh, hắn cũng chỉ có thể như thế. Đạo thiên kiếm linh khí nhập thể, Thương Thiên Lạc Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể một hồi ngứa ngáy, nàng lộ ra một nụ cười, sau đó lâm vào trong mê ngủ. Diệp Thần trầm mặc, đem nàng thu vào luân hồi trong mộ địa đi. Sụp đổ chi chủ cùng huyết long, nhìn thấy ngủ mê man Thương Thiên Lạc Nguyệt, hai người đều là suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Thương Thiên Lạc Nguyệt lưu luyến si mê Diệp Thần, từ tinh không bị ngạn bên trên buông xuống, thậm chí muốn giết sạch Diệp Thần nữ nhân bên cạnh, chuyện này như thế nào giải quyết, vốn là đối với Diệp Thần tới nói, cũng là 10 phần khốn nhiễu. Bây giờ Diệp Thần đã thương nặng Thương Thiên Lạc Nguyệt, xem như giải quyết khốn nhiễu, nhưng mặc kệ là Diệp Thần, vẫn là sụp đổ chi chủ cùng huyết long, bọn hắn đều cao hứng không nổi. Chứ tình giải thích thế nào, Thương Thiên Lạc Nguyệt lưu luyến si mê, rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn cũng khó đánh gãy đúng sai, chỉ có một tiếng thở dài. Luân hồi chi chủ. Phù Gấm nhẹ nhàng mở miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần trầm mặc một lúc lâu sau, ngửa mặt lên trời giãn ra một ngụm chọc khí, nói, thôi, ta không sao. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, Diệp Thần âm thầm hỏi lại chính mình một câu, phải chăng không thẹn với lương tâm? Là, ta không thẹn với lương tâm, mệnh không do người, không phải lỗi của ta. Diệp Thần trong lòng âm thầm đáp trả,
hắn sai lầm rồi sao? Thương Thiên Lạc Nguyệt muốn giết hắn, muốn đem hắn biến thành thi thể, hắn đều cũng không thể khoanh tay chịu chết. Vừa mới Thương Thiên Lạc Nguyệt một kiếm kia, hung hãn như vậy lăng lệ, hắn cũng chỉ có đem hết toàn lực phản kích, mới có thể sống sót. Lắc đầu, Diệp Thần vứt bỏ nội tâm rất nhiều trầm thấp ý niệm, để tránh dẫn phát tâm ma. Bây giờ Thương Thiên Lạc Nguyệt trọng thương như thế, chỉ có thể tạm thời thay nàng treo mệnh, về sau lại nghĩ biện pháp cứu sống nàng, chờ cứu sống nàng sau, Diệp Thần chắc chắn là không thể để cho nàng chạy loạn, dự định đem nàng khóa tại Luân Hồi Thiên Quốc phía trên. Mà khi vụ chi cấp bách, là giải quyết hình thiên chủ uy hiếp, dùng hình thiên chủ mệnh, có lẽ có thể giúp Thương Thiên Lạc Nguyệt treo mệnh. Dù sao chỉ dựa vào Diệp Thần đạo thiên kiếm, không phải bền bỉ kế sách, đạo thiên kiếm linh khí hao tổn quá nghiêm trọng mà nói, hắn cũng muốn gặp phản phệ. Phù gấm cô nương, cái này vô chi kiếm, liền thuộc về ta. Diệp Thần nhìn về phía trước cao trăm trượng cực lớn vô chi kiếm, đạo. Là, hết thảy đều theo luân hồi chi chủ phân phó. Phù gấm thành khẩn nói. Diệp Thần gật gật đầu, vẫy tay một cái, liền đem vô chi kiếm thu nhận qua tới. Vô chi kiếm ủng ủng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không ngừng thu nhỏ, bay vào Diệp Thần trong lòng bàn tay đi. Phù gấm hóa thành một tia lưu quang, trốn vào trong vô chi kiếm, từ đây thành tâm quy thuận Diệp Thần. Diệp Thần thu vô chi kiếm, liền cảm thấy trong thanh kiếm này, ngoại trừ hư vô pháp tắc cùng thiên hình pháp tắc, còn có một cỗ huyền diệu nhân quả khí tức, đó là thiên mẫu nương nương lưu lại thần đạo nhân quả. Diệp Thần cảm ngộ những thứ này thần đạo nhân quả, ẩn ẩn chứng kiến ngày xưa thiên mẫu nương nương lên bờ tẩy trắng lịch trình, lại tiến thêm một bước nhìn thấy tinh không bỉ ngạn huyền bí. Tinh không bỉ ngạn, có 7 cái cảnh giới tu luyện, nhật nguyệt cảnh cùng nhiên đăng cảnh Diệp Thần đã biết, tiến thêm một bước đệ tam cảnh, càng là gọi thâm uyên cảnh, tại thể nội đan điền mô phỏng ra vực sâu khí tượng, lấy thích ứng tinh không bỉ ngạn thâm trầm hắc ám nội tình. Thâm uyên cảnh sau đó, chính là thần chiếu cảnh, là chiếu dọi vực sâu cảnh giới, nhật nguyệt cùng nhiên đăng, đều không đủ lấy chiếu dọi vực sâu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân sinh tồn, chỉ có đến thần chiếu cảnh, mới có thể tại trong vực sâu hắc ám tự do hoạt động. Nhật nguyệt, nhiên đăng, vực sâu, thần chiếu, đây chính là tinh không bỉ ngạn trước 4 cái cảnh giới, lại vượt qua nhiều 2 cái cảnh giới sau, liền có thể đến cao nhất thiên đạo cảnh, quyền hành sức mạnh cùng thiên đạo tương đương, là vì thiên thánh đế, cũng gọi thiên đạo chủ. Nếu có thể đột phá thiên đạo hệ thống, liền có thể bay đến thế giới bên ngoài, có cơ hội chứng đạo trụ thần. Dựa vào chính mình chứng đạo, mà không phải dựa vào thái sơ chúc phúc thành thần, liền sẽ không có phần thiên đại kiếp đau đớn. Đồng thời lại có thể nắm giữ trụ thần giống như cường đại sức mạnh bất hủ. Bay đến thế giới bên ngoài, chứng đạo trụ thần, siêu việt vạn vật, chính là tinh không bỉ ngạn tất cả các cường giả tâm nguyện. Diệp Thần khoảng cách những cảnh giới này, đương nhiên còn vô cùng xa xôi, nhưng đã ở núi khác, có thể công ngọc, hắn kiến thức đến tinh không bỉ ngạn cảnh giới mênh mông, đối với không không lúc nào chống không cảnh giới tu luyện, tự thân đạo pháp tu vi, cũng là nhiều hơn một loại kỳ diệu hiểu ra. Ong ong. Tại này cổ hiểu ra bên trong, Diệp Thần không cần luyện hóa bất luận cái gì tài nguyên, lại như một đêm đắc đạo giống như, tu vi có đột phá, liền từ cửu đỉnh cảnh 8 tầng cao giai, tấn thăng đến tình cảnh 8 tầng đỉnh phong. Hay lắm, nhật nguyệt, nhiên đăng, vực sâu, thần chiếu, còn có thiên đạo, những thứ này chính là tinh không bỉ ngạn cảnh giới sao. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng biết bước vào những cảnh giới kia. Diệp Thần nắm quyền một cái, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một cỗ mênh mông kim quang phóng lên trời, tràn đầy bá khí cùng sục sôi. Hắn mãnh liệt đấu trí cùng quyết tâm, tạo thành vạn đạo kim quang, xuyên qua chiếu rọi toàn bộ âm chi giới. Âm chi giới các phương thế lực, vô số cường giả, toàn bộ đều chấn động, đều biết Diệp Thần đã tập hợp đủ thiên hình 12 kiếm, bá khí trùng thiên, nghiễm nhiên trở thành chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng. Có vô số cường giả, liền dẫn dắt dưới quyền mình đệ tử, từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Nhao nhao chạy tới hư vô chỉ 4 phía, đám người xa xa nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái kính úy thần sắc. Tham kiến Diệp Thiên Đế. Diệp Thiên Đế bất hủ, chúng ta nguyện ý quy thuận đầu nhập. 4 phương 8 hướng, lít nha lít nhít cũng là người, âm chi giới các phương thế lực, ngoại trừ thiên hình thần điện còn tại hình thiên chủ khống chế ngoan cố chống lại, khác tất cả thế lực, đều tới nhờ vả Diệp Thần. Đây là thịnh đại tràng diện, Diệp Thần nhìn thấy 4 phương 8 hướng cường giả. Đều ở trước mặt mình quỳ xuống, cúi đầu thần phục cúng bái, trong lòng của hắn một cách tự nhiên sinh ra một cỗ hào khí, đại trượng phu sinh làm như thế. Hình thiên chủ, lăn ra đến nhận lấy cái chết a.
ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, xuyên qua hư không, ánh mắt buông xuống đến thiên hình trên thần điện, mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, tiếng quát kêu lên. Hiện tại hắn là chúng vọng sở quy, thiên hình 12 kiếm trở về cơ thể, thắng lợi cán cân nghiêng đã hoàn toàn hướng hắn ưu tiên, nếu như không có biến cố gì mà nói, hình thiên chủ là hẳn phải chết. Nghe được Diệp Thần âm thanh, thiên hình thần điện vẫn là yên lặng, hình thiên chủ cũng không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào, hắn hiển nhiên là muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Thấy thế, Diệp Thần lắc đầu, không nói gì thêm, thể nội luân hồi thất tinh mạch rung động, ma ngục mệnh tinh khí tượng hiển hóa, trên bầu trời xuất hiện. Diệp Thần ma ngục mệnh tinh, còn không có thắp sáng, cả viên tinh thần đen như mực, lại như là một cái xác không, cũng không có thực chất đồ vật. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần bấm quyết khẽ động, độ chi mảnh vụn xuất hiện, khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh xác không bên trong đi, cái này xác không liền bổ túc một góc. Sau đó, Diệp Thần lại thúc giục thiên hình 12 kiếm, tất cả phi kiếm ngưng kết, hóa thành một khối mảnh vụn, cũng khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh trong xác đi. Lập tức, cả viên ma ngục mệnh tinh, liền bị bỏ thêm vào một nửa, nửa bên tinh thần tia sáng sáng lên, đó là ánh sáng đen kịt, lộ ra âm trầm ma khí. Ầm ầm. Ngay sau đó, ma ngục mệnh tinh xoay tròn, vô tận ma khí phun ra, màu đen nắng sớm càng lúc càng nồng nặc, đem trọn ngôi sao đều che mất, đến cuối cùng tinh thần đã không nhìn thấy, xuất hiện trên bầu trời, là một đoàn mây đen giống như đông nghịt kinh khủng ma khí. Vô số quỷ dị, tại trong ma khí vặn vẹo, sinh sôi, có xúc tu cùng tứ chi, còn có vô danh đồ vật từ ma khí bên trong đản sinh ra, cuối cùng diễn biến thành từng đầu dạ xoa, tu la các loại địa ngục quái vật. Địa ngục đồ quyển tại thiên không xuất hiện, núi thây biển máu, núi đao chảo dầu, hàng ma kiếm, chấn hồn bia các loại đồ vật tất cả có, cái này còn không phải là bày ra địa ngục đồ quyển, mà là từng tầng trồng điệt, 18 tầng địa ngục đều hiển hóa ra ngoài, đếm không hết yêu ma quỷ quái đang gầm thét. Âm chi giới các phương thế lực đám võ giả, ngửa đầu nhìn lên trên trời xuất hiện địa ngục, tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm, lộ ra hoảng sợ thần sắc sợ hãi. Đây là Diệp Thần chấp trưởng độ chi mảnh vụn cùng hình chi mảnh vụn sau, tạo hóa đi ra ngoài bàng bạc khí tượng, ngày xưa luân hồi địa ngục, Diệp Thần đã đúc lại ra một nửa, thiên thiên vạn vạn yêu ma ác quỷ, tại trong tay Diệp Thần diễn hóa sinh ra, hắn chính là đứng đầu địa ngục. Độ chi mảnh vụn cùng hình chi mảnh vụn quyền hành, Diệp Thần còn không có hoàn toàn nắm giữ, diễn biến đi ra ngoài luân hồi địa ngục, uy thế cũng không thể cùng trước kia đỉnh phong thời điểm so sánh, nhưng dùng để trấn áp hình thiên chủ, đó là hoàn toàn đầy đủ. Xoát. Diệp Thần thân ảnh, lóe lên một cái, liền xuất hiện đến bầu trời địa ngục đồ quyển bên trong, vô tận ma khí hội tụ đến trên người hắn sinh ra một bộ trường bào màu đen, phía trên thiêu thiên luân minh nguyệt, vạn đạo thái dương, vô số tu la hình dáng trang sức lạc ấn trong đó, hắn nguy nga thâm trầm như chấp trưởng chư thiên tử vong pháp tắc thần minh. Tại Diệp Thần trên mặt, lại xuất hiện một cái bằng đồng mặt nạ bộ dáng dữ tợn, là ngày xưa Diêm Ma tử thần ác cùng nhau. Bây giờ Diệp Thần chính là mới tử thần. Độ chi mảnh vụn cùng hình chi mảnh vụn trở về cơ thể, cái này hai khối mảnh vụn, Diệp Thần mặc dù còn không có chân chính hoàn toàn luyện hóa, nhưng mảnh vụn trở về cơ thể mang tới bàng bạc linh khí, vẫn là để cho hắn tu vi đề thăng không thiếu. Vừa mới đột phá Diệp Thần, lại một lần đột phá, trực tiếp liền từ cửu đỉnh cảnh 8 tầng đỉnh phong, tấn thăng đến tình cảnh 9 tầng trời sơ giai. 9 tầng trời sơ giai. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ được tự thân đột phá khí tức, nội tâm có chút hài lòng, hắn cảm thấy, cái này đột phá còn chưa tới cực hạn, hình chi mảnh vụn khí tức, còn tại trong cơ thể hắn kích động, đoán chừng không cần bao lâu, hắn còn có thể lại kéo lên một tầng. Cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời, cái kia khoảng cách danh xưng thần vương thông thiên cảnh, cũng không xa. Chỉ cần Diệp Thần đến thông thiên cảnh, hắn liền có tư cách tỉnh lại thiên đấu sát thần. Tương lai lộ 10 phần long đong, có thể có một vị cường đại đại năng phụ trợ. Đối với Diệp Thần tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Diệp Thần lấy xuống trên mặt nạ tử thần, quan sát phía dưới, liền thấy âm chi giới đại địa bên trên, ngoại trừ thiên hình người của thần điện, tất cả mọi người đều hướng về hắn quỳ bái, cúi đầu xưng thần, người người đều đang run lẩy bẩy, tán tụng lấy tên của hắn, Diệp Thiên Đế uy vũ bất hủ các loại âm thanh, rung khắp cửu thiên. Mà thiên hình thần điện, thì vẫn là nghiêm mật phòng thủ, một cái đen như mực trận pháp phòng bảo hộ. Đem chọn tòa thần điện một mực bảo vệ, một tia huyết khí từ trong đại trận từ từ bay lên, cùng trời cộng minh, dường như là nghĩ kêu gọi thứ gì. Diệp Thần biết, đây là hình thiên chủ muốn kêu gọi vũ thần, tìm kiếm lật bàn.
cũng chỉ có triệu hoán trụ thần giáng lâm, hình thiên chủ mới có cơ hội lật bàn. Nhưng, Diệp thần cũng không hoảng, hắn biết rõ, trụ thần cũng không phải là vô địch, còn có trụ thần khế ước hạn chế. Coi như hình thiên chủ thật đem vũ thần triệu hoán xuống, cũng không khả năng phiên bản. Phệ chi kiếm, vô chi kiếm, đi. Diệp thần không chút hoang mang, thôi động hình chi mảnh vụn, chia ra hai thanh thiên hình kiếm, chính là phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm, trên không hướng về thiên hình thần điện vòng bảo hộ chém giết tiếp. Phanh, phanh, hai thanh thiên hình kiếm, liền hung hăng bổ vào thiên hình thần điện trên vòng bảo vệ, tại trong thiên hình 12 kiếm. Phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm là cường hãn nhất hai thanh kiếm, một cái mang theo thôn vệ pháp tắc, một cái mang theo hư vô pháp tắc. Diệp thần song kiếm tề xuất, chỉ thấy thiên hình thần điện trận pháp vòng bảo hộ, trên vòng bảo vệ rất nhiều âm dương phù văn, cấp tốc bị phệ chi kiếm thôn vệ hết, trầm trọng đen như mực vòng bảo hộ, cũng tại vô chi kiếm hư vô khí tức hòa tan phía dưới, không ngừng suy yếu biến mỏng. Hai thanh kiếm này, sát phạt mãnh liệt, Diệp thần vừa ra tay, hiệu quả có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Phía trước hắn khó mà công phá trận pháp vòng bảo hộ, bây giờ cũng nhanh muốn tan vỡ. Cái này phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm, Diệp thần đơn nhất điều khiển mà nói, còn có thể không nắm được, nhưng bây giờ, phệ chi kiếm bên trong, ẩn chứa vực sâu u ác tính ma đạo nhân quả, mà vô chi kiếm, thì mang theo thần thánh thần đạo nhân quả, thần ma tương xung, ngược lại tạo thành một cỗ cân bằng. Diệp thần lại thoáng vận dụng hỗ tự quyết, liền để hai thanh kiếm khí tức, bảo trì cân đối. Hắn trưởng khống đứng lên thì ung dung nhiều, cũng không cần lo lắng chịu phản phệ. Âm chi giới các phương võ giả, nhìn thấy Diệp thần nhẹ nhàng như vậy liền có thể khu ngự phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm, đều là lộ ra kinh ngạc rung động thần sắc. Thiên hình 12 kiếm, mỗi một thanh kiếm đều mang thâm trầm bá đạo uy năng, thôi động hết sức khó khăn nhất thôi động nắm trong tay, chính là cái này phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm, một cái sơ sẩy, liền sẽ lọt vào thôn vệ pháp tắc cùng hư vô pháp tắc phản phệ. Nhưng bây giờ, Diệp thần ngự kiếm phá trận, nhẹ nhàng như thường, loại này cử trọng nhược khinh một dạng tư thái, phong phạm thậm chí ẩn ẩn vượt qua năm đó thiên tổ. Đây đều là hỗ tự quyết diệu dụng, để cho Diệp thần có siêu việt thiên tổ cơ hội. Đáng tiếc là, ban cho Diệp thần lẫn nhau chữ vị kia lão tiền bối, Diệp thần đã quên tên của hắn. Hu hu! Tại phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm đánh xuống, thiên hình thần điện trận pháp vòng bảo hộ, phát ra trận trận muốn sụp đổ khí lưu âm thanh. Trận pháp bản thân bổ sung thêm cấm chế, căn bản không thể phản thương Diệp thần, tất cả tàn phá bừa bãi cấm chế, đều tại thôn phệ cùng hư vô pháp tắc nghiền ép phía dưới, hóa thành cho bụi. Toàn bộ trận pháp vòng bảo hộ, rất nhanh liền từ đen như mực bộ dáng, trực tiếp trở nên trong suốt. Có thể nhìn đến vòng bảo hộ bên trong, còn có thiên hình thần điện từng cái trưởng lão, tại hai tay giơ cao, đau khổ chống đỡ lấy. Thiên hình 12 kiếm, đi. Diệp thần như sắt đá tâm địa. Cũng không có lưu tình ý tứ, trực tiếp đem thiên hình 12 kiếm, toàn bộ phóng xuất ra, 12 thanh thiên hình kiếm như mưa bạo rơi, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, hiu 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 chém giết tiếp. Ba ba ba, kèm theo một hồi cấp tốc vỡ tan âm thanh, tại Diệp thần thiên hình 12 kiếm chạm đánh xuống, thiên hình thần điện trận pháp vòng bảo hộ, cuối cùng là ngăn cản không nổi, toàn bộ vòng bảo hộ triệt để tuyên cáo bạo liệt, bại vỡ thành vô tận lưu quang, tiêu tan mở ra. Duy trì trận pháp vận chuyển rất nhiều thiên hình trưởng lão, tại chỗ miệng phun máu tươi, khô tàn ngã xuống đất, sống chết không biết. Diệp thiên đế uy vũ. Tại bốn phương tám hướng bầu trời quan chiến âm chi giới đám võ giả, cùng nhau bộc phát kinh thiên lớn tiếng khen hay, bọn hắn cũng không có ai ra tay giúp đỡ, bởi vì không cần. Diệp thần khí thế cường đại, một mình hắn liền có thể nghiền ép toàn bộ thiên hình thần điện. Trận pháp phá toái, thiên hình thần điện bên trong rất nhiều kiến trúc cùng cung điện. Tại Diệp thần thiên hình 12 kiếm uy áp bên dưới, cũng là răng rắc sụp đổ thành phế tích, kinh khủng hình phạt giống như thiên kiếp tàn phá bừa bãi đi vào, lôi đình, liệt hỏa, xương lạnh, cự thạch, thiên tai xen lẫn. Thiên hình thần điện bên trong các đệ tử, rất nhiều vệ binh, vốn là lập trận thế, chuẩn bị cùng Diệp thần quyết chiến, nhưng Diệp thần đều không có buông xuống, chỉ là thôi động thiên hình 12 kiếm, hung mãnh kiếm khí thiên kiếp, liền đánh tan hoàn toàn bọn hắn trận hình. Tất cả mọi người cất tiếng đau buồn gào khóc phân tán bốn phía chạy trốn. Lại có rất nhiều vệ binh, trực tiếp quỳ xuống cho Diệp thần dập đầu. Diệp thiên đế tha mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận. Những vệ binh này bên trong, thậm chí bao gồm hình thiên chủ chú tâm bồi dưỡng ra được Hắc Yên vệ, bây giờ cũng toàn bộ đầu hàng. Hình thiên chủ coi như dùng lại mạnh thủ đoạn, đi khống chế bộ hạ của hắn, tại Diệp thần thiên hình kiếm, còn có địa ngục uy áp bên dưới,
cũng là chuyện vô ích, đây cũng không phải là nhân lực nhân tâm có thể ngăn cản. Diệp Thần mắt lạnh nhìn phía dưới hỗn loạn, thân hình chậm rãi hạ xuống. Hỗn loạn thiên hình thần điện, một cái thanh niên nam tử, từ trong ngọn lửa đi ra, đó chính là Hình Thiên Chủ. Thời khắc này Hình Thiên Chủ, tròn mắt tận nứt, nhìn xem chung quanh hoặc là chạy trốn, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ các bộ hạ, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, tràn đầy phẫn hận, lớn tiếng quát kêu lên. Đều đứng lên cho ta, quỳ cái gì? Còn có cơ hội, ta còn không có thua. Hắn vọt tới trong đám người đi, đem mấy cái quỳ dưới đất đệ tử, đầu người bẻ gãy, tính toán ngăn lại cỗ này đầu hàng tập tục, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tất cả mọi người vẫn là gào khóc quỳ. Diệp Thần đã đốt sáng lên nửa viên ma ngục mệnh tinh, hắn người khoác địa ngục áo bào đen, liền tựa như địa ngục chúa tể, 12 thanh thiên hình kiếm tại phía sau hắn dương cánh mở ra, sát phạt bừng bừng, hắn đều không cần ra tay, chỉ là trên người hắn tản ra khí tức khủng bố, cũng đủ để đem thiên đế trở xuống võ giả, đạo tâm triệt để nghiền nát, hoàn toàn thần phục. Toàn bộ thiên hình thần điện, cũng chỉ có Hình Thiên Chủ, có thể ngăn trở Diệp Thần uy áp. Còn đánh nữa không? Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem Hình Thiên Chủ, bây giờ chiến đấu đã mất đi ý nghĩa, hắn đã lấy được thiên hình 12 kiếm, trước đây Hình Thiên Chủ, liền một thanh kiếm đều cầm không nổi, mà Diệp Thần bây giờ nắm trong tay 12 thanh, chiến đấu đã không có ý nghĩa. Bây giờ Diệp Thần chỉ cần ra tay, 12 thanh thiên hình kiếm chém giết ra ngoài, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Hình Thiên Chủ cũng không khả năng ngăn trở, chỉ có thể bị một kiếm giết chết. Hình Thiên Chủ cắn răng, nhìn xem một thân địa ngục áo bào đen, sau lưng bày ra thiên hình 12 kiếm Diệp Thần, hắn tràn đầy bi phẫn chi ý, nói. Diệp Thiên Đế, ngươi đừng phách lối, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không phải vô địch, Hồn Thiên Đế có thể giết ngươi, xấu thần năng giết ngươi, ngươi còn chưa tới tình cảnh một tay che trời. Nói đi, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, âm dương mệnh luân hiển hóa màu đen đại nhật tại chiếu sáng hắn phun ra một ngụm tinh khí, quát lớn. Âm dương vĩnh hằng, thần ma ra thân. Tại hắn tiếng quát sau khi rơi xuống, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy âm dương mệnh luân bắn xuống một tia trắng đen xen kẽ hào quang, đánh vào trên người hắn. Răng rắc, tại này cổ hắc bạch quang huy bao phủ xuống, Hình Thiên Chủ thân thể liền bắt đầu bành trướng, vặn vẹo, trong chớp mắt đã biến thành cao 3 trượng, phía sau lưng một tiếng xào xạc, sinh ra một đôi cánh. Nhưng này đôi cánh, lại hết sức kỳ dị, một bên là đen như mực màu sắc, một bên khác là thần thánh quang minh màu trắng. Hình Thiên Chủ thân thể dung mạo, cũng xuất hiện quỷ dị biến hóa, nửa người đen như mực xấu xí, chảy xuôi máu đen, mặt khác nửa người, nhưng là quang minh thần thánh bộ dáng, thánh quang trong sáng. Lại là bán thần nửa ma, một nửa là hỗn độn thiên ma bộ dáng, một nửa còn lại là tinh không thần tộc bộ dáng. Hỗn độn thiên ma là tinh không thần tộc ác đọa dị hóa, mặc kệ là hỗn độn thiên ma vẫn là tinh không thần tộc. Diệp Thần trước đó đều được chứng kiến, chỉ là hắn không nghĩ tới, thời khắc này Hình Thiên Chủ, thế mà thần ma ra thân, đồng thời có hỗn độn thiên ma cùng tinh không thần tộc diện mạo bên ngoài, khí thế cũng là đại đại bão táp, thần ma khí tức phối hợp trùng thiên. Diệp Thần cũng không có ngăn cản Hình Thiên Chủ biến hóa, thậm chí vẫn ung dung nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút Hình Thiên Chủ có thể bộc phát đến mức nào, có thể ngăn trở hay không chính mình một kiếm, hắn cũng nghĩ thử xem thiên hình 12 kiếm chân chính phong mang. Biến thân thành bán thần nửa ma Hình Thiên Chủ, lập tức ở trong sân đưa tới một tràng thốt lên âm thanh, rất nhiều võ giả nhìn thấy hắn bộ dáng này, đều là cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, vốn là ở trên bầu trời vây xem đám võ giả, nhao nhao tránh lui ra. Bán thần nửa ma, dễ biến hóa, động thủ đi, cần ta nhường ngươi 3 chiêu sao. Diệp Thần nhìn xem Hình Thiên Chủ, sau lưng 12 thanh thiên hình kiếm linh quang uẩn nhướng, vận sức chờ phát động. Hình Thiên Chủ song quyền nắm chặt. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần, đột nhiên phịch một tiếng, chân tay hắn hung hăng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể phóng lên trời, hai cánh chấn động, liền hướng phương xa chạy trốn mà đi. Hắn mượn nhờ âm dương mệnh luân năng lượng, biến thân thành bán thần nửa ma tư thái, cũng không phải muốn cùng Diệp Thần quyết chiến, mà là chạy trốn. Trốn, đi đầu quân hồn thiên đế, ta còn có cơ hội lật bàn. Nghiêng xương, chờ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hình Thiên Chủ cắn chặt răng, trong lòng nghĩ như vậy, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Hắn biết, khi Diệp Thần chấp trưởng thiên hình 12 kiếm sau, chiến đấu sẽ không có ý nghĩa. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, thiên hình 12 kiếm uy lực khủng bố cỡ nào, Diệp Thần có thể chấp trưởng, quả thực là vô địch, một chiêu liền có thể giết chết hắn.
Coi như hắn có thể mượn dùng âm dương mệnh luân sức mạnh, cũng không khả năng là Diệp Thần địch thủ, nhiều nhất chống đỡ nhiều mấy chiêu, kết cục vẫn là phải giống như chó hoang giống như bị chém giết. Hình Thiên Chủ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Thần có thể thuận lợi như vậy trưởng khống thiên hình 12 kiếm, khác thiên hình kiếm còn dễ nói, phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm thế nhưng là cực kỳ hung hãn tồn tại, Diệp Thần thế mà cũng có thể được tâm ứng tay nắm giữ, hắn thực sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vốn là hắn còn tưởng rằng, Diệp Thần cưỡng ép trưởng khống thiên hình 12 kiếm, tất nhiên sẽ bị phản phệ, tại Diệp Thần bị phản phệ trạng thái, hắn liền có phản sát cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn không nhìn thấy mảy may cơ hội, Diệp Thần khí thế viên mãn tự nhiên, toàn thân giọt nước không lọt, nơi nào có cái gì bị phản phệ dấu hiệu. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Thần là lấy được cơ may to lớn, chấp trưởng một cái thần bí lẫn nhau chữ, nắm giữ thế gian tinh diệu nhất cân đối chi thuật. Cho nên mới có thể thuận lợi điều động thiên hình 12 kiếm, không có bị phản phệ. Thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có sao. Diệp Thần nhìn thấy chạy trốn Hình Thiên Chủ, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hình Thiên Chủ thế mà không đánh mà chạy. Tại hắn ngay dưới mắt, Hình Thiên Chủ muốn trốn thoát, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cửu đỉnh A, buông xuống A. Diệp Thần không chút hoang mang. Khí tức khẽ động, chín tòa thần đỉnh, liền từ không trung hàng lâm xuống, vừa vặn liền đem chạy trốn Hình Thiên Chủ, vây khốn ở trung ương. Hình Thiên Chủ một chút chạy trốn, tốc độ cực nhanh, khoảng cách Diệp Thần không biết có bao nhiêu 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng bầu trời địa ngục đồ quyển, địa ngục khí tức bao phủ thiên địa, mặc kệ Hình Thiên Chủ bỏ chạy nơi nào, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa bên trong, Diệp Thần khẽ động tâm niệm, liền có thể vây khốn hắn. Chín tòa thần đỉnh buông xuống. Kim đỉnh, mộc đỉnh, thủy đỉnh, hỏa đỉnh, thổ đỉnh, phong đỉnh, lôi đỉnh, sinh đỉnh, chết đỉnh, mỗi một tòa thần đỉnh đều là lớn như núi cao, ung chuyển động, ẩn ẩn kết thành một cái cửu đỉnh đại trận, đem Hình Thiên Chủ gắt gao vây khốn. Tầm thường cửu đỉnh cảnh võ giả, mỗi nghĩ chế tạo một tòa đỉnh, liền muốn thu thập tương ứng thiên địa tinh khí, tỉ như chế tạo kim đỉnh, liền muốn thu thập đại lượng canh kim tinh khí, chế tạo hỏa đỉnh mà nói, liền muốn thu thập ly hỏa khí tức, giống sinh đỉnh cùng chết đỉnh. Chế tạo càng là khó khăn, cần đối với sinh tử pháp tắc có tinh diệu trưởng khống, sinh linh huyết nhục, tử vong xác, đều muốn đi thu thập. Nhưng Diệp Thần mà nói, đúc đỉnh cũng không cần phiền toái như vậy, lấy thực lực của hắn, một tia nguyên khí, có thể biến hóa ngàn vạn, diễn biến ra đủ loại khác biệt thuộc tính, từ đó nhẹ nhõm chế tạo ra thuộc tính khác nhau thần đỉnh. Hơn nữa tại nội công thâm hậu cùng cường hoành thể chất trèo chống phía dưới, Diệp Thần coi như cửu đỉnh tề xuất, đối với cơ thể tiêu hao cũng không tính lớn. Hình Thiên Chủ tuyệt vọng, chín tòa thần đỉnh đem hắn gắt gao ngăn chặn, hắn đã không trốn thoát được. Còn muốn chạy trốn sao? Diệp Thần buông xuống tại Hình Thiên Chủ đỉnh đầu trên hư không, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hình Thiên Chủ giống như phát điên gào lên, hai tay nắm chặt đầu, khuôn mặt ngũ quan đã hoàn toàn vặn vẹo. Tuyệt vọng đã nghiền nát đạo tâm của hắn, hắn biết mình lại chạy mà nói, bất quá là bồi Diệp Thần diễn một hồi mèo đùa bỡn chuột trò xiếc. Hắn đã không có khả năng chạy mất. Phú thần A, nghe ta kêu gọi, hạ xuống người vĩ đại thần ân A. Hình Thiên Chủ không tiếp tục chạy, nhưng hắn cũng không chịu liền như vậy khoanh tay chịu chết, ngửa mặt lên trời gào to lấy, càng là đang kêu gọi vũ thần, khẩn cầu vũ thần có thể chúc phúc xuống, đem hắn từ trong vực sâu tuyệt vọng cứu thoát ra. Phía trước tại thiên hình thần điện thời điểm, hắn đã hiến tế rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có máu tươi tính mệnh, hy vọng có thể cùng vũ thần câu thông. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hiện tại đi ném không đường, Hình Thiên Chủ lại một lần phát hô, đây là tuyệt vọng hò hét, rung khắp thiên địa, nhưng giữa thiên địa, cũng không có cái gì thần ân chúc phúc khí tượng xuất hiện, chỉ có Diệp Thần cửu đỉnh khí lưu oanh minh, còn có Hình Thiên Chủ hô hào hồi âm. Xem ra thần minh không đứng tại ngươi bên này a. Diệp Thần nhìn xem vùng vẫy giấy chết Hình Thiên Chủ, lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, hạ xuống, trong tay hiện ra tuyệt mệnh thiên kiếm. Hắn chuẩn bị thu hoạch Hình Thiên Chủ tính mệnh, để dùng cho Thương Thiên Lạc Nguyệt treo mệnh. Soát! Diệp Thần xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, nhưng kỳ quái là, Diệp Thần phát hiện mình cùng Hình Thiên Chủ khoảng cách, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, mũi kiếm từ đầu đến cuối ám sát không đến trên người hắn. Thậm chí giữa hai người không gian khoảng cách, đang không ngừng bị kéo xa, trong khoảnh khắc Hình Thiên Chủ liền thành một điểm đen, Diệp Thần lại một cái chớp mắt, ngay cả điểm đen đều không tồn tại. Hình Thiên Chủ đã xa xôi đến hắn triển vọng không thấy, hắn cửu đỉnh, âm chi giới thiên địa sơn hà, còn có rất nhiều võ giả người chúng nhóm,
toàn bộ rời xa hắn mà đi. Hắn cùng với trong thiên địa tất cả, không gian xa xôi đến tình cảnh so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn xa xôi, hắn rất nhanh liền cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy hư không vô tận, liền một điểm bụi bặm đều không tồn tại. Vũ thần. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức trở về kiếm giữ vững thân hình, hắn biết hình thiên chủ cũng không có chạy trốn, là hắn cùng hình thiên chủ ở giữa không gian, đột nhiên bị người làm lớn ra không biết bao nhiêu ức vạn lần. Loại này quỷ dị lại mạnh mẽ không gian mở rộng thủ đoạn, liền Diệp Thần đều khó mà làm đến, có thể làm được điểm này, chỉ có trong truyền thuyết trụ thần. Mà lại là vị kia trụ thần trong lòng của hắn cũng có đáp án. Diệp Thần cơ hồ là trong chớp mắt, liền có thể kết luận, vị kia chấp trưởng không gian pháp tắc trụ thần, vũ thần. Ý chí của hắn, phủ xuống. Chớ khẩn trương, luân hồi chi chủ, hoặc, ta phải gọi ngươi Diệp Thiên Đế. Một đạo thanh đạm giọng ôn hòa, từ bốn phương tám hướng trong không gian truyền đến, lại dẫn phát hồi âm, khuấy động Diệp Thần toàn thân mỗi một tấc làn da. Vũ thần, quả nhiên là ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ sao? Ta cho là có trụ thần khế ước hạn chế, ngươi không dám buông xuống. Diệp Thần cảnh giác nhìn xem bốn phía, thể nội tử thần quyền hành vận sức chờ phát động. Ha ha, đều nói, chớ khẩn trương, ta vẫn gọi tên ngươi a, Diệp Thần, huynh đệ của ta. Xa xôi bên trong hư không, hiển hóa ra một cái thanh niên nam tử thân ảnh, người mặc bạch bào, có chút cao thượng bộ dáng. Rõ ràng là tại chỗ thật xa, nhưng Diệp Thần nhìn lại là gần trong gang tấc. Biệt xưng huynh đạo đệ, ta và ngươi không quen. Diệp Thần lắc đầu. Vũ thần cười nói, huynh đệ của ta, mặc dù đại đạo phần cuối là cô độc, nhưng ở chúng ta còn không có đến cái kia phần cuối phía trước, chỉ ít có thể sóng vai làm bạn. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, luôn cảm giác vũ thần lời nói có chút quen thuộc. Huynh đệ, phần cuối, cô độc, hắc ám huynh đệ hội sao? Vũ thần nói tiếp, trụ thần khế ước tại thượng, vĩ đại vĩnh hằng cả ngày chi đạo tại thượng. Ta tuy là trụ thần, nhưng vận mệnh cũng không thể tự do, gông xiềng thậm chí so phàm nhân còn nhiều. Ta coi như muốn xuất thủ giết ngươi, cũng là vạn vạn làm không được, cho nên, ngươi có thể đem kiếm buông xuống. Tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, cho dù vĩ đại như trụ thần, cũng khó có thể tại không không lúc nào rãnh tay, nếu không sẽ lọt vào khế ước thiên phạt. Điểm này, Diệp Thần cũng biết, nhưng vũ thần vừa mới nhắc đến cả ngày chi đạo. Hắn lại có chút u mê, nói, cái gì cả ngày chi đạo. Vũ thần cười nói, chính là trung cực đại đạo, cũng không phải các ngươi trên đỉnh đầu cái kia khối Rubik đồ chơi nhỏ, mà là chân chính trung cực, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Ngươi biết thái sơ chi quang, chỉ là cả ngày chi đạo một bộ phận, còn có một bộ phận khác. Quang không phải toàn bộ, còn có bóng tối tồn tại, hắc ám cùng quang minh, âm cùng dương, hai bộ phận này đại đạo hợp lại, mới thật sự là cả ngày chi đạo. Hết thảy đầu nguồn. Đáng tiếc như ngươi thấy, thái sơ chiếm đoạt đại đạo, mông muội chư thần cùng chúng sinh, khiến cho chúng sinh cho là, thế gian này đầu nguồn, là quang, chỉ có quang, đem biến thành quang coi là trung cực siêu thoát, há không sai rồi. Thế giới chân tướng, Diệp Thần đã biết một chút, thái sơ cũng không phải trung cực, rất có thể chỉ là trung cực một bộ phận, ngoại trừ quang chi, còn có ám tồn tại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này đạo, là thái cực, mà thái cực phân âm dương, chỉ có quang minh, chỉ có dương một bộ phận, không phải chân chính thái cực. Chân chính thái cực, là âm dương hòa giải, âm dương song sinh, lẫn nhau tuần hoàn lại không can thiệp chuyện của nhau, đó là chân chính hoàn mỹ. Bất quá, quang minh cùng hắc ám, âm cùng dương, thái sơ cùng u ác tính, thái cực đại đạo, những thứ này hùng vĩ khái niệm, Diệp Thần trước mắt cũng không hề hoàn toàn lý giải, chỉ là kiến thức nửa vời. Ngươi nói thái sơ chiếm đoạt đại đạo, nói bừa như vậy, liền không sợ thái sơ hàng phạt sao? Đến lúc đó huyết cũng đừng tung tóe trên người của ta. Diệp Thần nhìn xem vũ thần, thản nhiên nói, kỳ thực cũng tại mịt mờ thăm dò, muốn biết càng nhiều liên quan tới thái sơ chân tướng. Vũ thần cười nói, thái sơ đã không còn ngày xưa vinh quang, mặc dù vẫn là rực rỡ thần thánh, nhưng đã không sánh được đỉnh phong thời điểm hừng hực, vực sâu đang thức tỉnh, thái sơ mệt mỏi ứng phó. Hẳn là không đếm xỉa tới chúng ta điểm nho nhỏ này nói bừa. Ha ha, hắn muốn hiển uy hàng phạt, trừ phi mượn nhờ quang chi tử tay. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, quang chi tử sao? Có người nói ta là quang chi tử, ta cũng một trận mê mang, nếu là vũ thần tiền bối biết cái gì chân tướng mà nói, còn xin vui lòng chỉ giáo. Diệp Thần nhìn vũ thần bộ dáng,
tựa hồ so với bình thường trụ thần, biết nhiều bí mật hơn. Phú thần nhìn chăm chú Diệp thần, cười nói, ngươi bây giờ còn không phải quang chi tử, nhưng tương lai có thể là. Diệp thần sững sờ, nói, có ý tứ gì? Phú thần cười nói, ta hồn rơi xuống vực sâu, cũng chính là cái kia phiến hủy diệt chi hải, mặc dù chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, nhưng cũng nhìn thấy một chút mười phần mịt mờ bí mật. Cũng không có cái gì quang chi tử cùng u ác tính tử, hoặc nói đúng ra, cũng không có nhân cách hóa quang cùng u ác tính, chỉ có quyền hành ngưng kết. Diệp thần càng nghe càng mơ hồ, nói, nghe không hiểu lắm đâu, ta càng ngày càng hồ đồ rồi, còn xin tiền bối nói đơn giản điểm. Phú thần cười ha ha, nói, đơn giản điểm đi, chính là căn bản không có cái gì u ác tính tử, nhưng u ác tính là có, cũng có một chút dơ bẩn ô uế tràn ngập kịch độc tội nghiệt đồ vật, từ u ác tính bên trong chảy ra, đồng thời lắng đọng tại phản thiên thế giới bên trong. Đó là u ác tính quyền hành một điểm ngưng kết, gọi là hắc huyên độc tuyền, uống xong hắc huyên độc tuyền người, chính là u ác tính tử, cũng có thể gọi là ác ma chi tử, vực sâu chi tử cái gì, xương hào không trọng yếu, trọng yếu là quyền hành. U ác tính quyền hành. Diệp thần đôi mắt hơi hơi co rút, nói, hắc huyên độc tuyền. Phú thần nói, đúng vậy, không độc gì nhọt, ai có thể uống xong hắc huyên độc tuyền, người đó là u ác tính tử. Quang chi tử cũng gần như, ánh sáng mặt trời quyền hành không biết ngưng kết thành đồ vật gì, chỉ cần có thể luyện hóa vật kia, A Miêu A Cẩu cũng có thể trở thành quang chi tử. Diệp thần sắc mặt đột biến, trong lòng đại chấn, chẳng lẽ quang chi tử cùng u ác tính tử truyền thuyết chân tướng? Thế mà giống như Vũ Thần nói tới như vậy sao? Bây giờ kỳ thực cũng không có độc gì nhọt cùng quang chi tử tồn tại, nhưng ánh sáng mặt trời quyền hành cùng u ác tính quyền hành là tồn tại, ai có thể chấp trưởng, người đó liền có thể trở thành quang chi tử hay là u ác tính tử. Ánh sáng mặt trời quyền hành lại là cái gì? Diệp Thần hỏi. Vũ Thần lắc đầu nói, ta không biết, ta nhìn trộm đến đồ vật chỉ có những thứ này, ta có thể biết hắc huyên độc tuyền bí mật, là bởi vì cái này hắc huyên độc tuyền từng tại thế gian hiện ra qua quỷ dấu vết, ác mộng nước suối ngươi nghe qua a. Đó kỳ thực chính là hắc huyên độc tuyền tiết ra ngoài ra một tia khí tức. Nếu như nói ác mộng nước suối ẩn chứa hắc ám quyền hành, là nhất mà nói, cái kia hắc huyên độc tuyền quyền hành, ít nhất là 100 vạn, thậm chí 1000 vạn. Hắn ngụ ý, nói đúng là hắc huyên độc tuyền uy năng, là ác mộng nước suối trăm vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần. Diệp thần trong lòng kịch chấn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngơ ngác nói, thì ra ác mộng nước suối, là hắc huyên độc tuyền khí tức biến thành sao? Theo lý thuyết, đó là u ác tính một bộ phận. Ác mộng nước suối kinh khủng, Diệp thần tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Thế gian này uống xong ác mộng nước suối người, tổng cộng có 7 cái, bây giờ chỉ còn lại 2 người, đó chính là Ma Phi Thiên Hòa Hồng Quân Lão Tổ. Phú thần nói, không tệ, ác mộng nước suối, liền đến từ hắc huyên độc tuyền. Trước đây xấu thần bố trí 7 ác mộng trận. Lấy 7 người là trận nhãn, hắn muốn cướp đoạt một người trong đó nhục thân, một cái là đủ rồi. Thân là ghê tởm tội nghiệt hóa thân hắn, cũng không có mình nhục thân, hắn cần một bộ thân thể mạnh mẽ, người có biết hắn muốn nhục thân tới làm gì? Diệp thần mơ hồ đoán đến cái gì, lập tức một hồi dùng mình. Phú thần nói tiếp, hắn là muốn uống xong hắc huyên độc tuyền. Chấp trưởng u ác tính quyền hành, trở thành u ác tính tử. Diệp thần tê cả ra đầu. Đại não như có một quả bạo đạn nổ tung, ông tác hưởng, nói. Cái kia hắc huyên độc tuyền, ngay tại xấu thần tộc lĩnh địa bên trong. Phú thần gật đầu nói, đúng vậy, hắc huyên độc tuyền là u ác tính một tia ác khí biến thành, ai có thể uống xong hắc huyên độc tuyền, người đó liền có thể trở thành u ác tính tử. Bất quá cái này hắc huyên độc tuyền, năng lượng cực kỳ khủng bố, nếu như không có đủ mạnh mẽ nhục thân, cùng đầy đủ hắc ám đạo tâm, căn bản không có khả năng tiếp nhận. Uống hết cũng chỉ sẽ bị vô tận kịch độc cùng dơ bẩn bao phủ, cuối cùng trở thành hắc huyên độc tuyền một bộ phận tạp chất. Liền xem như xấu thần, hắn cũng uống không dưới hắc huyên độc tuyền, hắn thật đúng là bị dày vò đến không nhẹ, ha ha, rõ ràng hắc huyên độc tuyền đang ở trước mắt, vực sâu u ác tính quyền hành có thể đụng tay đến, nhưng chính là lấy không được, ta nếu là hắn, ta đều nổi điên. Hắn từ rất lâu phía trước liền bố trí, 7 ác mộng trận chính là cục của hắn, bây giờ cái này 7 ác mộng trận. Chỉ còn lại 2 cái trận nhãn, mà Phi Thiên không cần cân nhắc, người này đã nhận được nửa đường Diêm Ma Tử Thần quyền hành, xấu thần không có khả năng ăn hắn. Xấu thần hy vọng duy nhất, chỉ còn lại Hồng Quân, chỉ cần xấu thần năng lợi dụng được trong cơ thể của Hồng Quân ác mộng nước suối, hắn liền có cơ hội đoạt xá Hồng Quân. Đến lúc đó, xấu thần có nhục thân,
hơn nữa còn là một bộ thần thánh quang minh hừng hực nhục thân, cùng hắn xấu xí ác độc linh hồn tương dung, âm dương đạt tới cân bằng, không bàn mà hợp cả ngày chi đạo, hắn sẽ trở thành thế gian kinh khủng nhất tồn tại cường đại. Cho đến lúc đó, hắn lại uống phía dưới hắc huyên độc tuyền, trở thành u ác tính tử, thậm chí có thể hiệu lệnh trụ thần. Diệp Thần nghe xong Vũ Thần lời nói, lập tức hít sâu một hơi, phảng phất cũng nhìn thấy một màn này kinh khủng tương lai. Tương lai mệnh đồ, từng lớp sương mù tản ra, hắn thấy được xấu thần quật khởi, thành công đoạt xá Hồng Quân lão tổ, lại uống phía dưới hắc huyên độc tuyền, trở thành u ác tính tử, không không lúc nào khoảng không đều sẽ bị hắc ám cùng tội ác bao phủ, biến thành một mảnh vĩnh hằng vực sâu. Không, ta sẽ ngăn cản đây hết thảy. Diệp Thần khẽ cắn môi, ánh mắt sắc bén đạo. Vũ Thần mỉm cười, tại im lặng một lúc lâu sau, vừa mới khẽ cười nói. Ngươi còn có đấu trí, kia thật là không thể tốt hơn nữa, Diệp Thần, huynh đệ của ta. Nhưng ngươi phải biết, xấu thần cực kỳ khó chơi, hắn kỳ thực đã chết qua rất nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn có thể vô hạn trùng sinh, chỉ cần nhân tâm còn có ghê tởm tội nghiệt tồn tại, hắn cũng sẽ không chân chính chết đi. Hắn âm hồn bất tán như vậy, kỳ thực đều là bởi vì linh hồn của hắn đã sớm từng chiếm được hắc huyên độc tuyền nhuộm dần, hắn chính là không không lúc nào chống không u ác tính a. Diệp Thần hỏi, như thế nào diệt trừ viên này u ác tính? Hắn sớm biết xấu thần kinh khủng, nhưng không nghĩ tới lại kinh khủng đến nước này, sau lưng liên lụy tới u ác tính bí mật. Vũ Thần muốn nói cái gì, nhưng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, hắn lông mày liền nhíu một cái, lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc, nói. Sau này hãy nói a, ta nói đến đã đủ nhiều. Nói thêm gì đi nữa mà nói, có thể liền muốn xúc động một ít cấm kỵ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một tiếng, vị kia gọi Vũ Nguyệt cô nương, là phá cục một trong mấu chốt. Diệp Thần nhíu mày, nghĩ sâu xa mấy giây, lại nói, ai? Vũ Thần mỉm cười, phảng phất đây hết thảy cũng là chuyện đương nhiên, nói, đã từng cổ tinh môn trưởng môn, múa thiên đế Vũ Nguyệt a, ngươi đã quên đi rồi nàng sao? Ngươi cũng nhìn qua nàng toàn thân hình dạng ra sao, nhanh như vậy liền quên người ta. Huynh đệ của ta, quá mức vô ơn bạc nghĩa mỏng nghĩa cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Thần bừng tỉnh, trong đầu hiện ra một cái thanh lệ bay lên lại giảo hoạt thân trần thiếu nữ, nói, ân, ta không có quên, còn có, ta cùng nàng không có gì. Vũ Thần cười nói, nàng đã đi xấu thần tộc lãnh địa, người này dù sao cũng là đã từng cổ tinh môn trưởng môn, đã từng tay vãn thiên khuynh tồn tại, hiên viên vương người sáng lập, ha ha, nàng gia nhập vào bàn cờ này. Có thể sẽ cho bàn cờ mang đến kinh thiên khuấy động, huynh đệ của ta, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, cũng nhớ tới, múa thiên đế Vũ Nguyệt, đích thật là đi xấu thần tộc lãnh địa. Nàng nói qua, nàng muốn tìm u ác tính tử, sau đó lại coi đây là thời cơ, suy tính ra quang chi tử tung tích. U ác tính quyền hành, là hắc huyên độc tuyền, cái kia quang quyền hành là cái gì? Diệp Thần lại hỏi, bây giờ có thể xác định. U ác tính quyền hành là hắc huyên độc tuyền, tại xấu thần tộc lãnh địa, ai có thể uống xong hắc huyên độc tuyền, người đó liền có thể kế thừa u ác tính quyền hành, trở thành u ác tính tử. Nhưng quang quyền hành ở nơi nào, Diệp Thần còn không biết. Phú Thần nói, ta cũng không biết, ánh sáng của bầu trời hư vô mờ mịt, vô hình vô tích, so u ác tính khó tìm nhiều, nhưng chỉ cần có thể uống xong hắc huyên độc tuyền, trở thành u ác tính tử mà nói, liền có thể nhẹ nhõm thôi diễn ra quang chi quyền hành tung tích. Đó là quá mùng một sợi quang lắng đọng, có thể xưng là trầm quang. Ai có thể trưởng khống trầm quang, người đó là quang chi tử. Ha ha! Diệp Thần gật đầu nói, hảo, ta đã biết, đa tạ tiền bối nói cho ta biết nhiều như vậy. Phú Thần cười nói, không có gì, dù sao, chúng ta là bằng hữu, huynh đệ của ta. Diệp Thần chau mày, Phú Thần lại tại xưng huynh gọi đệ, hắn đến cùng muốn làm gì? Tiền bối bảo ta huynh đệ. Là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Cứ nói đừng ngại, Diệp Thần hỏi. Phú Thần cười nói, bây giờ còn chưa phải là lúc nói chuyện này, bởi vì, người còn không có tư cách cứu rỗi nàng. Diệp Thần nói, ai? Phú Thần vừa cười một tiếng, cũng không có giảng giải, nói. Chờ ngươi về sau có tư cách lại nói, bây giờ ta có thể nói cho ngươi, chính là vị kia múa thiên đế Vũ Nguyệt, có thể là tương lai của cờ mấu chốt, còn có ngươi tiểu tình nhân kỳ tưởng nhớ rõ ràng. Cũng là nhân vật mấu chốt. Diệp Thần nói, tưởng nhớ rõ ràng. Phú Thần nói, đúng vậy, nàng có khả năng kế thừa vận mệnh mệnh cách, nhận được bàn tơ lão tổ truyền thừa, trở thành mới, chân chính vận mệnh nữ thần. Xấu thần là ngươi trung cực địch nhân, tại đối mặt cái này trung cực phía trước,
người nhất thiết phải trước tiên chiến thắng hồn thiên đế, nhưng hồn thiên đế chính là trụ thần hóa thân, mệnh cách quá cứng, ngươi chưa hẳn có thể đấu qua được hắn. Nhưng nếu như, ngươi cùng ngươi vị kia tiểu tình nhân liên thủ, liên hợp vận mệnh của nàng, ngươi liền có khả năng chiến thắng hồn thiên đế. Cũng chỉ có chiến thắng hồn thiên đế, ngươi mới có tư cách đi đối mặt xấu thần. Còn có, nói đến đây, ánh mắt của hắn lại trở nên mê ly cùng trống rỗng, nhàn nhạt nói ra lời sau cùng. Chấm, đi cứu chuộc nàng. Diệp thần ngơ ngẩn, hỏi lần nữa, tiền bối đến cùng muốn cứu chuộc ai? Phú thần chỉ cười cười, vẫn là không có giảng giải, mà là nói tránh đi, tốt, ta phải đi, về sau có cơ hội gặp lại a. Cái kia hình thiên chủ, người tạm tha hắn một lần a, dù sao, hắn cung phụng rất nhiều thiên tài địa bảo cùng máu tươi cho ta, ta mặc dù không có khả năng đứng tại hắn bên kia, đối nghịch với ngươi, nhưng xem ở hắn tế phẩm phân thượng, ta vẫn muốn mời ngươi tha cho hắn một lần, chỉ một lần. Nói đi, phú thần thân ảnh giống như bọt nước vỡ tan giải tán, biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Diệp thần thấy hoa mắt, thời không quang ảnh loạn vũ, sau đó ánh mắt khôi phục rõ ràng, hắn phát hiện mình tuyệt mệnh thiên kiếm mũi kiếm, liền chờ lấy hình thiên chủ cái mũi, không gian ngăn cách đã không thấy, hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ cần hắn tự tay đâm một phát, liền có thể xuyên qua hình thiên chủ đầu, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Hình thiên chủ cúi đầu cắn răng, nhắm mắt chờ chết, nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy Diệp thần mũi kiếm đâm xuống, hắn ngẩn ngơ, mở to mắt, nhìn xem Diệp thần. Diệp thần biểu lộ phức tạp nhìn xem hình thiên chủ, vừa mới cùng vũ thần tương kiến trò chuyện với nhau từng màn, còn có vũ thần thỉnh cầu sau cùng, rõ mồn một trước mắt. Hừ! Diệp thần thu kiếm lui lại, lạnh lùng nhìn xem hình thiên chủ. Hình thiên chủ ngẩn ngơ, nói, Diệp thiên đế, người không giết ta. Diệp thần hờ hững nói, xem ở vũ thần phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một lần. Hình thiên chủ lập tức kinh ngạc, nói, vũ thần. Hắn cũng không biết, vừa mới vũ thần ý chí, đã hàng lâm xuống qua, thậm chí còn cùng Diệp thần thương lượng rất nhiều. Cút đi, ta chỉ tha cho ngươi một lần, lần sau nếu lại nhìn thấy ngươi, đều giết không tha. Còn có, ta không cho phép ngươi đi nương nhờ hồn thiên đế, ngươi có thể lựa chọn quy ẩn sơn lâm cái gì, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nhưng... Nếu là ngươi dám can đảm có bất kỳ ngỗ nghịch tâm tư của ta, ta đều sẽ đem ngươi đánh vào địa ngục. Diệp thần lạnh lùng nói. Hình thiên chủ ngây dại, nhìn Diệp thần bộ dáng, dường như là thật sự định bỏ qua cho hắn. Hắn không cần chết, nhưng không biết sao, nội tâm không chút nào cao hứng không nổi. Nữ thần trong mộng của hắn Lãnh Khuynh Xương, còn tại Diệp thần trên tay. Hắn coi như có thể sống, lại có thể làm cái gì, lần này cùng Diệp thần tranh chấp. Hắn đạo tâm đều bể nát, cột sống cũng có thể nói bị đánh gãy, vốn là chết đi cũng có thể tính toán giải thoát, nhưng Diệp thần bây giờ lại hết lần này tới lần khác nói muốn thả qua hắn. Ngươi, ngươi muốn thả ta? Ha ha, ha ha ha. Hình thiên chủ như tinh thần rối loạn to bằng cười lên, cười nước mắt tràn ra, hắn cũng không biết mình đang cười cái gì. Nếu như không đi đi nương nhờ hồn thiên đế, chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh, khổ đi nữa tu vạn thế, cũng không khả năng là Diệp thần địch thủ. Bây giờ Diệp thần, đã chiếm được độ chi mảnh vụn cùng hình chi mảnh vụn, mà ngục mệnh tinh đốt sáng lên một nửa, vô luận là khí vận hay là thực lực, so với dĩ vãng, đều có cực lớn thuế biến. Cùng tia sáng như thế sáng chói Diệp thần so sánh, hình thiên chủ đã trở thành một cái thằng hề. Diệp thần không nói gì thêm, chỉ là hờ hững nhìn xem hình thiên chủ. Hình thiên chủ tại cuồng tiếu một hồi sau, thở hổn hển mấy lần co quắp một trận, như pho tượng yên lặng phút chốc. Sau đó cũng là không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi. Chậm đã. Diệp thần nhớ ra cái gì đó, gọi lại hình thiên chủ. Hình thiên chủ quay đầu, nghi hoặc nhìn Diệp thần. Xuy. Đã thấy Diệp thần ngón tay khẽ động, một đạo đen như mực mang khí, như lưỡi đao sắc bén, từ trong hư không phá sát mà ra, dán vào hình thiên chủ bên tai chém tới. Một đao này chảm bổ, hình thiên chủ chỉ cảm thấy gió thoảng bên tai âm thanh kình cấp bách, cái trán không khỏi đổ mồ hôi hột. Lại ẩn ẩn cảm thấy mình thể nội có đồ vật gì bị chém đứt. Đây là vô tưởng nhất đao, như có thể chặt đứt vạn tượng. Liền xem như đỉnh phong thời điểm Hoàng Tuyền, luận đao pháp, cũng không sánh bằng Diệp thần. Hoàng Tuyền đao, danh xưng chặt đứt vạn tượng, phía trước Diệp thần là không sánh được nàng, nhưng bây giờ kinh nghiệm rất nhiều, lại thuận lợi nhận được hình chi mảnh vụn sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đao pháp cũng có tiến bộ. Lấy thuần túy đao pháp cùng kiếm đạo mà nói. Diệp thần đã là không không lúc nào khoảng không đệ nhất.
hắn vừa mới một đao, chặt đứt chính là hình thiên chủ cùng âm dương mệnh luân ở giữa khí tức nhân quả liên lạc, bảo đảm hình thiên chủ sẽ không còn có bất luận cái gì lật bàn làm loạn cơ hội. Treo ở bầu trời âm dương mệnh luân, cũng là triệt để khôi phục thuần túy, Diệp Thần có thể an tâm luyện hóa. Hình thiên chủ ra mặt run lên, kỳ thực không cần Diệp Thần lại phí sức xuất đao, sau khi hắn đạo tâm phá toái, hắn cùng với âm dương mệnh luân liên lạc, liền theo đứt gãy. Cũng không đủ cường đại đạo tâm tinh thần, căn bản không có khả năng cùng âm dương mệnh luân cộng minh. Diệp Thần một đao này, tại hình thiên chủ trong mắt, càng gần như hơn là vũ nhục. Nhưng đến một bước này, hắn cũng không cách nào lại nói cái gì, được làm vua thua làm giặc, hắn đã không có tư cách lại cùng Diệp Thần nói chuyện. Hình thiên chủ đi. Tại hình thiên chủ sau khi đi, Diệp Thần thở phào một hơi, nơi đây nhân quả xem như không sai biệt lắm kết, có thể thuận lợi cầm tới thiên hình 12 kiếm, cung cấp là nhận được hoàn chỉnh hình chi mảnh vụn, hắn cũng là tương đương hài lòng. Ánh mắt đầu nhập luân hồi mộ địa, Diệp Thần nhìn xem luân hồi trong mộ địa trọng thương hôn mê thương thiên lạc nguyệt, còn có bao quanh lãnh khuynh xương cái kia cực lớn kén, hắn cau mày. Hình chi mảnh vụn sự tình là giải quyết, nhưng thương thiên lạc nguyệt cùng lãnh khuynh xương xử lý như thế nào, lại là một cái vấn đề lớn. Lạc nguyệt thụ thương quá nặng, ta cũng không thể một mực dùng đạo thiên kiếm thay nàng kéo dài tính mạng, bằng không đợi đạo thiên kiếm linh khí kiệt quệ, nàng muốn chết ta cũng muốn bản thân chịu phản phệ. Vẫn là giao cho đại chúa tể chiếu cố a, hắn chắc có biện pháp. Diệp Thần nghĩ thầm, dự định rời đi nơi đây sau, liền triệu hoán đại chúa tể buông xuống, để cho đại chúa tể đi cứu trị thương thiên lạc nguyệt. Dù sao đại chúa tể thân là đạo tông thủ lĩnh, chắc có rất nhiều thiên tài địa bảo tích lũy, coi như không cứu sống được thương thiên lạc nguyệt, ít nhất cũng có thể nhẹ nhõm thay nàng kéo dài tính mạng, không cần hắn vất vả như vậy. Đến nỗi lãnh khuynh xương, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía viên kia dùng mệnh vận sợi tơ bện thành cực lớn kén, lãnh khuynh xương liền nằm ở bên trong, nhưng hắn vẫn khó mà tại không thương tổn tính mạng nặng điều kiện tiên quyết, đem kén phá vỡ. Lãnh khuynh xương người này, quan hệ trọng đại. Chỉ có nàng biết vận mệnh mệnh cách tung tích, Diệp Thần muốn biết vận mệnh mệnh cách ở nơi nào mà nói, nữ nhân này hiển nhiên là chỗ mấu chốt. Sụp đổ tiền bối, lấy ngươi sụp đổ chi lực, có thể hay không phá vỡ cái này kén? Diệp Thần câu thông sụp đổ chi chủ, hỏi. Kỳ thực chính hắn dựa vào sụp đổ chi lực, cũng có thể chậm rãi mài đi cái này kén, nhưng cần cực kỳ dài lâu thời gian, hắn tự nhiên không có khả năng có đầy đủ thời gian như vậy. Diệp Thần hy vọng có thể nhận được sụp đổ chi chủ trợ lực. Sụp đổ chi chủ linh hồn, tại kén bốn phía phiêu đãng tới lui, ngưng mắt quan sát kén thật lâu, trầm ngâm nói, nếu như ta có nhục thân mà nói, cho ta một tháng thời gian, ta có thể phá mất cái này kén. Nhưng, không có nhục thân, rất nhiều thủ pháp đều không tốt thi triển, nghĩ phá kén mà nói, cái kia phải trên hoa mấy chục năm, hơn nữa còn chưa hẳn có thể bảo chứng bên trong nữ nhân kia sống sót. Diệp Thần lông mày nhíu một cái. Nói, phải không? Sụp đổ chi chủ nói, mộ chủ, hoặc ngươi có thể cho ta tìm kiếm một bộ nhục thân. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, nói, cái kia không gian lệnh sứ huyết giận, được hay không? Phía trước Diệp Thần một trưởng đem huyết giận đập choáng, bây giờ cái sau còn ngủ say tại trong luân hồi mộ địa, Diệp Thần là dự định giữ lại làm nhiên liệu, về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có dùng. Sụp đổ chi chủ nhìn xem ngủ mê man huyết giận, lắc lắc đầu nói. Người này gãy một cánh tay, trật tự không trọn vẹn, không quá thích hợp. Diệp Thần nói, dạng này a, Ngô, tiền bối, ngươi chờ một chút, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm một bộ thân thể thích hợp. Sụp đổ chi chủ nói, là, đa tạ mộ chủ. Thương nghị cố định, Diệp Thần tinh thần từ luân hồi trong mộ địa rút ra đi ra, hắn nhìn thấy âm chi giới đám võ giả, đều ở phía xa, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Bây giờ hình thiên chủ đã thua chạy rời đi. Diệp Thần chính là phiến thiên địa này bá chủ. Chư vị thiên mẫu nương nương con dân, nếu như không chê, có thể đến ta thiên quốc vĩnh cư, ta sẽ ban thưởng các ngươi vĩnh hằng cực lạc. Nếu là không nguyện ý, ta cũng biết mang các ngươi ly khai nơi này là không thể ở nữa người, bằng không về sau âm dương nghịch loạn, thiên phạt tội họa buông xuống, cái kia cũng hung hiểm vô cùng. Diệp Thần nhìn lên bầu trời một chút treo âm dương mệnh luân, như mặt trời cực lớn âm dương mệnh luân. Chính là đế rơi vũ trụ hạch tâm. Chấp trưởng cái này hạch tâm, liền có thể trưởng khống đế rơi vũ trụ quyền hành, bây giờ hình thiên chủ chạy, không có người lại cùng Diệp Thần tranh đoạt, đế rơi vũ trụ chính là của hắn. Nắm trong tay đế rơi vũ trụ, Diệp Thần về sau chắc chắn là muốn lấy ra chiến đấu, một khi chiến đấu, đế rơi trong vũ trụ, âm dương khí tức nghịch loạn bạo ngược,
sẽ sinh ra đủ loại kinh khủng tai biến, ở mảnh này trong vũ trụ hết thảy sinh linh, đều phải chết diệt. Cho nên, phiến thiên địa này, chắc chắn là không thể ở nữa người. Diệp thần bàn tay khẽ động, luân hồi thiên quốc hiển hóa ra ngoài, ầm ầm ở chân trời hiện lên, vô tận bành trướng khí tượng rộng rãi rực rỡ, thiên quốc tranh cảnh chậm rãi hạ xuống. Nguyện quy y Diệp thiên đế, thể sống chết hiệu mệnh. Âm chi giới cùng dương chi giới tất cả mọi người, sớm đã bị Diệp thần thực lực cường đại khuất phục, bây giờ Diệp thần thiên quốc muốn thu người, bọn hắn tự nhiên cũng không nói nhảm, từng cái tại chỗ quy y, tiến vào luân hồi trong thiên quốc đi, liền vì Diệp thần khen ngợi bài hát ca tụng, từng sợi tín ngưỡng chi lực từ trong thiên quốc chảy ra, tăng thêm một bước Diệp thần khí vận. Diệp thần thu phục thiên địa chúng sinh, hết sức hài lòng, nhân quả đã xong, hắn bước ra rời đi. Tiếp theo sát, Diệp thần thân ảnh, liền xuất hiện tại đế rơi vũ trụ trong thái không. Vùng vũ trụ này vũ trụ, khắp nơi đều là hỗn loạn cảnh tượng, nhật nguyệt tinh thần không dấu vết bay loạn, đây chính là âm dương nghịch loạn sinh ra dị tượng. Thiên mẫu nương nương chế tạo đế rơi vũ trụ, vốn là vận dụng âm dương pháp tắc thủ pháp, đế rơi vũ trụ vì cái gì có thể thôn vệ người, đem thiên đế đều nghiền nát ma diệt, cũng là bởi vì vùng vũ trụ này âm dương hỗn loạn, các loại pháp tắc bài xích lẫn nhau, thời không cũng là triệt để rối loạn. Phía trước Diệp thần cũng là dựa vào một khỏa trầm linh thạch mới có thể thuận lợi hạ xuống tới. Hắn trước đây dùng trầm linh thạch thời không pháp tắc kéo ra đường hầm không thời gian, bây giờ còn vắt ngang ở mảnh này trong vũ trụ, ma nữ Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận, Thương Thiên Lạc Nguyệt bọn người, cũng là dọc theo con đường hầm này xuống, Hình Thiên Chủ cũng là dọc theo con đường hầm này rời đi. Vùng vũ trụ này duy nhất có trật tự chỗ, chính là âm dương mệnh luân chỗ khu vực, âm dương mệnh luân âm dương pháp tắc, cũng không có hỗn loạn, vĩnh hằng bảo trì ổn định. Cái này âm dương mệnh luân cũng tương đương với một cái bắt tay, bắt được viên này vận mệnh, liền có thể dùng trật tự tới khống chế hỗn loạn, đem đế rơi vũ trụ hóa thành công cụ giết người, mà không thương tổn cùng bản thân. Bất quá thân ở đế rơi trong vũ trụ, Diệp thần cũng không tốt trưởng khống âm dương mệnh luân, chung quanh pháp tắc quá hỗn loạn, âm dương hoàn toàn điên đảo, nếu là hắn luyện hóa trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì, hỗn loạn vũ trụ phong bạo sẽ đem hắn bao phủ. Vẫn là ra ngoài lại nói. Nghĩ như vậy, Diệp thần liền dọc theo lúc tới đường hầm không thời gian, quay người trở về ra ngoài. Hoa lạp. Không cần đã lâu, Diệp thần thân hình, liền từ đế rơi trong vũ trụ đi ra, lại lần nữa xuất hiện tại trong hắc ám xâm lâm, liền đứng tại đế rơi vũ trụ bên cạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hắc ám xâm lâm vẫn như cũ kiềm chế, nơi này có rất nhiều hỗn loạn thời không năng lượng ba động, nhưng bây giờ mà nói, hắn đã không sợ chút nào. Nắm giữ hỗ tự quyết Diệp thần. Cơ thể trật tự ổn định đến đáng sợ, đã không có bất kỳ hỗn loạn đồ vật có thể tổn thương đến hắn. Hít sâu một hơi, Diệp thần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đặt ở đế rơi vũ trụ phía trên. Đế rơi vũ trụ an tĩnh nằm ở trong hắc ám xâm lâm, như một cái in vào cả vùng đất trong suốt hồ nước, Diệp thần liền xếp bằng ở bên hồ ngồi xuống, tinh thần thẩm thấu đến đế rơi trong vũ trụ đi. Rất thuận lợi, tinh thần hắn liền tiếp xúc đến đế rơi vũ trụ hạch tâm, viên kia âm dương mệnh luân. Thiên mẫu nương nương, chúc phúc ta đi. Trong lòng Diệp thần kêu gọi thiên mẫu nương nương tên, nếm thử cùng âm dương mệnh luân câu thông cộng minh. Thiên nhân cách nhau, hắn cũng không có nhận được thiên mẫu nương nương đáp lại, nhưng tinh thần lại là rất thuận lợi cùng âm dương mệnh luân thành lập được liên lạc. Một cỗ bàng bạc âm dương chi lực, đột nhiên như cuồng chiều giống như cuốn ngược Diệp thần thức hải. Cỗ này âm dương chi lực, âm sát một mặt, mang theo vực sâu u ác tính nhân quả, dương cương một mặt. Mang theo tinh không thần thánh diệu uẩn, cũng là ngày xưa thiên mẫu nương nương lưu lại pháp tắc. Diệp thần từ phệ chi kiếm cùng vô chi kiếm bên trong, đã sớm lãnh hội loại này âm dương thần ma pháp tắc khác nhau, cho nên hắn bây giờ cùng âm dương mệnh luân cộng minh liên lạc, ngược lại là không có đụng tới cái gì cản trở, vô cùng thuận lợi liền cộng minh thành công. Nhưng, âm dương mệnh luân, còn có đế rơi vũ trụ, thần khí này ẩn chứa bàng bạc năng lượng, lại là như nước thủy triều như biển, không ngừng xung kích Diệp thần tâm thần. Thần khí này, là trong thập đại cổ thần khí tồn tại cường hãn nhất, năng lượng cực kỳ khủng bố, này đối chỉ có cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời sơ giai Diệp thần tới nói, xung kích tự nhiên là vô cùng cực lớn. Bản thể ta tu vi, còn chưa đủ a, còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Diệp thần nghĩ thầm, tại âm dương mệnh luân năng lượng không ngừng trùng kích vào, hắn tựa như trong đại dương một chiếc thuyền con, không ngừng lung lay, nhưng từ đầu đến cuối không có bị nuốt hết. Nếu như là trước kia mà nói. Diệp thần luyện hóa âm dương mệnh luân, có thể sẽ có cực lớn hung hiểm, nhưng bây giờ mà nói,
hắn tại nắm giữ hỗ tự quyết cùng hình chi mảnh vụn sau, thực lực đã đại đại tiến bộ, luyện hóa âm dương mệnh luân là không có vấn đề, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Xuy. Ngay lúc này, đột nhiên có một đầu bóng đen, mau lẹ như điện hung hãn như kiểu quỷ mị hư vô, từ một bên trong rừng cây đột xiết ra tới, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, hung hăng hướng về Diệp Thần phía sau lưng ám sát mà đi. Người này ra tay thời cơ nắm đến phi thường tốt, Diệp Thần chính là luyện hóa âm dương mệnh luân khẩn yếu quan đầu, nếu như quay người lại phòng ngự mà nói, Diệp Thần luyện hóa tất nhiên phải thất bại, tiếp đó gặp phản phệ, thân tử đạo tiêu. Âm dương mệnh luân uy thế, cũng không phải đùa giỡn, ẩn chứa trong đó bàng bạc âm dương khí tức, một khi nghịch hướng kinh mạch mà nói, Diệp Thần là tuyệt đối không chịu nổi, đây là tinh không bỉ ngạn tạo vật, tuyệt không phải bình thường thần khí có thể so sánh. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng kẻ đánh lén khí tức, cũng là rất là ngoài ý muốn. Hắn đều không cần quay đầu lại, khí tức bắt giữ phía dưới, hắn đã biết kẻ đánh lén thân phận. Lại là Hình Thiên Chủ. Hắn bỏ qua cho Hình Thiên Chủ tính mệnh, nhưng không nghĩ tới, Hình Thiên Chủ thế mà không có chạy, càng không có cái gì từ đây quy ẩn rừng núi ý tứ. Hắn rời đi đế rơi vũ trụ sau, giống như độc xà ngủ đông tại phụ cận trong rừng cây. Hắc ám xâm lâm kiềm chế cùng hỗn loạn thời không khí tức, che giấu khí tức của hắn, chỉ cần hắn không bại lộ, Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát hiện hắn. Chờ hắn bại lộ thời điểm, hắn sát khí đã hung mãnh bộc phát, một kiếm ngang tàng ám sát hướng Diệp Thần, mà Diệp Thần đang đứng ở luyện hóa âm dương mệnh luân khẩn yếu quan đầu, căn bản không có khả năng phản kháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 590.